anh cả đời cũng đừng hòng chạy trốn khỏi lòng bàn tay của em. Không đúng, hình như nói ngược rồi, phải là em đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của anh mới đúng. Đúng, chính là em muốn nắm anh trong tay của em. Liên Nhược Hạm cười ha ha, vẻ mặt giảo hoạt. Hạ Tưởng đã hiểu. Bây giờ đã thừa nhận rồi phải không? Từ đầu đến cuối đều là em mưu tính anh, chứ không phải anh lừa gạt em. Đi mau, nhanh đến Bắc Kinh ngay trước mặt ông cụ nói cho ông biết, là em chủ động dụ anh mắc mưu, anh mới là người bị hại. Thèm vào. Liên Nhược Hạm ôm con trai không cách nào vặn véo Hạ Tưởng liền ngẩng đầu đá hắn một cước. Được lợi lại khoe tài, một ông đàn ông không một chút khoan dung, thật bẽ mặt. Hạ Tưởng ha hả cười không ngừng, lại phát hiện thấy đôi mắt đen láy của con trai theo dõi hắn không thôi, trên mặt lộ rõ vẻ tò mò hiếu kỳ đầy khó hiểu, đôi tay nhỏ mũm mĩm vươn ra nắm lấy tóc Hạ Tưởng. Mới không gặp một thời gian mà đã không nhận ra, trí nhớ của trẻ con thật là ngắn, Hạ Tưởng liền giơ tay ôm Liên Hạ. Đến đây, để ba ôm một cái. Tiểu Liên Hạ liền rúc đầu vào lòng Liên Nhược Hạm, không chịu để Hạ Tưởng ôm khiến Hạ Tưởng thật mất mặt, đành phải gãi gãi đầu nói. Sao thế, không thích ba à? Tiểu Liên Hạ lại quay đầu, nghiêng đầu dường như đang cố gắng nhớ lại cái gì, một lát sau đột nhiên nói một câu. Ba xấu, không quan tâm mẹ và cục cưng, ba xấu. Nghe giống như đúc, nhất định là học từ Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm ngượng ngùng mà thè lưỡi, hai má hơi ửng hồng, nói. Nghĩ con còn nhỏ nên không giấu con, không ngờ thi thoảng mắng anh hai câu đã bị con học theo. Hạ Tưởng mặc kệ. Em cũng không thể truyền đạt tư tưởng không tốt cho con, phải nhiều lần nhắc nhở con dặn dò con, ba là người ba tốt nhất trên thế giới, là ba cần con, thương con và quan tâm con nhất, thậm chí còn tốt hơn so với mẹ. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Liên Hạ đã quen với Hạ Tưởng, không còn sợ người lạ, được Hạ Tưởng kéo chạy khắp nơi không ngừng cười khanh khách. Liên Nhược Hạm đứng dưới ánh mặt trời nhìn cha con thân thiết chạy qua lại, trên mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc. Cô đứng ở bên hồ, người xinh đẹp hơn hoa, nhất thời khiến cho cả người cô đều tỏa ra ánh hào quang, xinh đẹp diễm lệ mê người. So với trước kia, hiện tại Liên Nhược Hạm trưởng thành hơn rất nhiều, trong cách ăn mặc quần áo cũng giản dị hơn rất nhiều, không còn theo đuổi những màu tươi trẻ, mà chủ yếu là những gam nhạt màu nhã nhặn. Mặc dù như vậy, vóc dáng đã hoàn toàn khôi phục lại của cô càng tùy mị thướt tha hơn so với hồi thiếu nữ, da thịt nhẵn nhụi mà gọn lại, dáng người cân xứng săn chắc. Cơ thể vẫn hoàn hảo như cũ không béo không gầy, chỉ có những cử chỉ duyên dáng của người phụ nữ ý nhị, khiến người đàn ông biết thưởng thức phụ nữ liếc mắt một cái là có thể mê mệt trong đó. Hôm nay vừa vặn cuối tuần, Hạ Tưởng liền ở lại ăn cơm chiều. Vệ Tân trở về cũng vừa vặn lúc cơm chiều, nói là sự việc đã được giải quyết thỏa đáng. Trực tiếp lấy danh nghĩa nhà đầu tư Bắc Kinh tới mua tòa nhà đối diện thời trang hàng hiệu. Không cần xây dựng mới nên giảm đi rất nhiều phiền toái trong giai đoạn đầu, hơn nữa đã sớm liên hệ tốt nguồn cung cấp, báo cáo tính khả thi cùng với kế hoạch buôn bán cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ sau khi sửa chữa xong là có thể khai trương buôn bán. Nhanh nhất là 3 tháng mà chậm nhất là 5 tháng, ở đối diện thời trang hàng hiệu sẽ có một tòa nhà bách hóa sừng sững vừa xa hoa vừa cao cấp hơn và giá cả lại thực tế hơn Yến Xuân quốc tế. Ngoài ra, những công việc ban đầu luôn bí mật tiến hành, chỉ chờ đêm trước khi chính thức khai trương, thời điểm chính thức tung ra thị trường, thời trang hàng hiệu mới biết được vô tình ở đối diện còn có một đối thủ cạnh tranh vô cùng cường mạnh. Hơn nữa lại là quái vật khổng lồ. Hạ Tưởng thấy quyết tâm của Liên Nhược Hạm khá lớn, cũng không nói gì thêm, tấn công sự kiêu ngạo của Phó Tiên Phong thêm một chút cũng được, vừa có thể đánh lạc hướng y một chút, khiến y chú ý hơn vào thời trang hàng hiệu. Nhấm nháp trước một chút dư vị của sự thất bại nho nhỏ, coi như là món khai vị tốt cho thiệt hại đáng kể mà y sẽ phải đối mặt. Phó Tiên Phong sẽ không dễ dàng cho phép thời trang hàng hiệu thất bại, bởi vì hiện tại tuy rằng thời trang hàng hiệu không thu được hiệu quả mong muốn, nhưng vẫn có thể gắng gượng duy trì. Nếu thua lỗ, Phó Tiên Phong sẽ cảm thấy sự mất mặt trước gia tộc, y chắc chắn sẽ không cam tâm thất bại, bởi vì thời trang hàng hiệu là dự án chuyên tâm đầu tiên khi y tiến quân tới thành phố Yến. Và lại khi nhìn thấy xem Phó Tiên Phong đối phó ra sao. Vệ Tân so với lần trước gặp thì gầy hơn một chút, cơm cũng ăn không được nhiều lắm, nhưng trạng thái lại không tồi. Hạ Tưởng liền quan tâm hỏi vài câu, bảo cô chú ý sức khỏe, không nên vì duy trì vóc dáng mà ăn ít cơm. Vệ Tân mỉm cười. Chủ tịch quận Hạ biết nhiều nhỉ, tôi không phải là không ăn cơm để giảm cân, mà vốn là ăn ít cơm. Hơn nữa gần đây cũng nhiều việc,
nên càng ăn ít hơn. Cô liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái đầy thâm ý, còn nói. Anh cũng gầy đi, có phải làm việc mệt mỏi quá không? Liên Nhược Hàm cũng không để ý tới việc Hạ Tưởng gầy, nghe Vệ Tân nói mới kỹ càng quan sát Hạ Tưởng vài lần, nói. Đúng là gầy thật, Vệ Tân quan sát kỹ hơn chị cũng chưa phát hiện ra. Vệ Tân hơi đỏ mặt lên, buông bát đũa nói. Em lên lầu trước. Nếu như ngày thường Tiểu Liên Hạ tuyệt đối sẽ cùng Vệ Tân lên lầu, hôm nay nói cái gì cũng không chịu rời khỏi Hạ Tưởng, cứ phải bắt Hạ Tưởng bế mới được. Hạ Tưởng liền ôm con trai, nói chuyện qua lại với Liên Nhược Hạm, đắm chìm trong không khí gia đình đầm ấm ngọt ngào. Liên Nhược Hạm đầu tiên là nói một hồi về tình hình nhà họ Ngô, sắp tới có khả năng Ngô Tài Giang phải tới đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh một tỉnh phía Tây Bắc nào đó. Ngô Tài Dương đối với cô vẫn là canh cánh trong lòng, không chịu tha thứ cho cô cũng không cần quan tâm thái độ của ông. Ông cụ hiện tại không đề cập tới việc của Hạ Tưởng một chữ, dường như cũng đã quên rồi, hàng ngày gần gũi với Tiểu Liên Hạ không biết chán, rất nhiều việc chẳng quan tâm, dường như là đã thật sự lui ra. Nơi Ngô Tài Giang đến là một tỉnh nhỏ phía Tây Bắc, vừa xa xôi lại nghèo túng, nhưng cũng coi như là lên chính, có lý lịch kinh nghiệm vùng miền, về sau dễ tiến thêm một bước nữa. Sau đó lại nói về việc công ty bên Mỹ. Công ty mạng bên Mỹ phát triển nhanh chóng, hiện tại đã bắt đầu đứng vững ở trong nước, chiếm 30% thị phần mạng tìm kiếm, kém hơn trang web Baidu một chút. Tuy nhiên xem xét tình hình phát triển trước mắt, việc vượt qua Baidu là trong tầm tay. Hạ Tưởng nói qua vài quan điểm về triển vọng mạng tìm kiếm và phân khúc thị trường, trước hết là phải đảm bảo khách quan công bằng, vừa không làm cơ quan ngôn luận của chính phủ, cũng không thể bị các thế lực nước ngoài lợi dụng. Thứ hai là kiểm soát nghiêm ngặt đối với việc tìm kiếm vi phạm bản quyền, nhất là phải chặn việc tìm kiếm các trang web tiểu thuyết lậu. Là một người yêu thích tiểu thuyết mạng, Hạ Tưởng biết rõ trang Baidu có vai trò trợ giúp rất lớn trong công cuộc phát triển sự nghiệp sách lậu ở Trung Quốc. Qua một loạt những thủ đoạn bất chính để tiêu diệt đối thủ, Baidu đã trở thành mạng tìm kiếm lớn nhất cả nước, một kẻ độc đại tham lam, vô sỉ và hống hách không sót một cái gì. Nếu có thể tìm thấy các phim lậu nước ngoài hay hình ảnh khiêu dâm, coi như là Baidu tự bản thân ham thích hoặc là công bằng giả dối. Vậy thì Baidu xuất phát từ mục đích đen tối nào đó, khi người dùng tìm kiếm tiểu thuyết có bản quyền, Baidu cố ý đem những trang web có bản chính gốc xếp hạng tới tận trang thứ mấy lui phía sau thì là một cách làm vô cùng vô liêm sỉ. Hạ Tưởng đã từng vô cùng khâm phục người sáng lập Baidu, từng coi y như một trong những thần tượng trong đời. Tuy nhiên từ khi Baidu lớn mạnh, sự kiêu ngạo so với trọc phú cùng cường quyền chẳng khác biệt là mấy. Không hề có một chút đạo đức thương nghiệp khiến cho hắn hoàn toàn thất vọng về người này, trực tiếp tống hắn vào thùng rác. Hạ Tưởng cũng không kỳ vọng các doanh nghiệp Trung Quốc có thể đứng ở đỉnh cao của đạo đức, cũng không hy vọng những người lập nghiệp dựa vào phục chế và sao chép có thể có hành vi cao thượng cỡ nào. Nhưng một người cũng được, một doanh nghiệp cũng được, vô liêm sỉ cũng phải có một điểm giới hạn. Một hai ngày vô liêm sỉ cũng không khó, cái khó chính là cả đời vô liêm sỉ. Hạ Tưởng muốn xem bọn họ thật có thể mang vinh quang là công ty lớn nhất cả nước, sau đó không ngừng bày ra một loạt hành động vô liêm sỉ vô đạo đức không có mốc giới, mà vẫn có thể vẫn vui vẻ tự thổi phồng thành tựu của chính mình ở khắp mọi nơi. Việc này tiếp diễn sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh việc chó cắn nhau. Hạ Tưởng thật đúng là đoán không sai, thời điểm trước khi hắn hồi sinh, về sau quả thật đã xảy ra sự kiện 3P đình đám trong ngành công nghiệp. Một nhà dựa vào sao chép và phục chế mà lập ra công ty và một nhà dựa vào những plugin giả mạo lập nên xí nghiệp, vì tranh giành thị trường mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán, cuối cùng gần như mình trần ra trận, chỉ thiếu khoảng không mắng trận, hai nhà, ghi chép, đánh nhau rồi. Coi như là diễn trò ra thịt màu mè sinh động trước nhân dân cả nước. Hạ Tưởng thì cho rằng, trong chính trị, có thể cư xử với thị trường nhà kiểu lạt mềm buộc chặt, có thể quan sát quyết định lại, nhưng trong buôn bán. Đối với một số công ty không có mốc giới đạo đức thì không thể do dự, phải trực tiếp đưa vào chỗ chết. Chương 559, quyền lực và sự hấp dẫn. Bởi vì thiếu niềm tin, bởi vì không có đạo đức, rất nhiều xí nghiệp trong nước kiếm tiền dựa vào việc bán tài nguyên của hậu thế, kiếm tiền dựa vào quyền lực. Sau khi kiếm được tiền, đào tạo nuôi dưỡng nên một thế hệ con nhà giàu thua kém. Trái lại, các nước khác đều thực hành giáo dục nghiêm khắc đối với trẻ em. Cho trẻ em trưởng thành trong rèn luyện. Nếu thật suy nghĩ sâu xa, tương lai của Trung Quốc khiến người ta không dám tưởng tượng. Kể từ lúc Hạ Tưởng tái sinh, rất nhiều việc đã xảy ra lệch đi, với năng lực trước mắt của hắn không thay đổi được môi trường lớn, nhưng trong tầm mắt của hắn, nhỏ,
có thể thống trị tốt quận Hạ Mã, lớn, có thể sử dụng đầy đủ tài nguyên trong tay, đập tan hoặc là đàn áp Baidu, cho đến khi Baidu bị sập tiệm hoặc là bị mua lại. Hạ Tưởng nói như thế nào, Liên Nhược Hạm nghe như thế ấy. Ưu điểm lớn nhất của Liên Nhược Hạm không phải ở chỗ cô có đầu óc và con mắt tinh tường trong kinh doanh, mà là cô tín nhiệm Hạ Tưởng 100%. Cô tin tưởng là, Hạ Tưởng nói nhất định thì chính là chính xác, chỉ cần làm theo suy nghĩ của Hạ Tưởng nhất định sẽ có lợi. Bàn bạc việc kinh doanh xong xuôi, Liên Nhược Hạm bỗng nhiên nhớ tới một việc, nói. Đúng rồi, chú ba đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, anh có biết ai đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy không? Anh cũng biết, là người tỉnh Yến. Trong đầu Hạ Tưởng lóe lên quầng sáng, thốt ra. Mã Vạn Chính. Anh thật thông minh, đoán đúng ngay. Lúc Liên Nhược Hạm khen Hạ Tưởng hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên là phát ra từ nội tâm mà khen ngợi. Nếu không vì trong lúc vô ý nghe được bọn họ nói tới tên tỉnh Yến, em đã chẳng buồn nhớ là ai. Liên Nhược Hạm từ trước đến nay không quan tâm lắm đến chính trị, có thể nhớ rõ tên Mã Vạn Chính cũng là bởi vì suy nghĩ cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng tay trái ôm Tiểu Liên Hạ, tay phải ôm lấy Liên Nhược Hạm, trong lòng chợt hiện lên một ý nghĩ vô cùng mãnh liệt, càng hiểu được lần trước ông cụ Ngô ra tay với thành phố Yến là có thâm ý sâu sắc. Hiện giờ nhân sự tỉnh Yến thay đổi, Hạ Tưởng liền lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt trong đó. Mã Vạn Chính điều đi khỏi tỉnh Yến, Tống Chiêu Độ trong tình hình bình thường sẽ tiến dần lên làm phó chủ tịch thường trực tỉnh, mà Cao Tấn Chu nếu không có gì bất ngờ xảy ra sẽ thuận lý với thân phận phó chủ tịch tỉnh tiến vào hội nghị thường vụ. Đến lúc này, quân cờ cất giấu 2 năm của nhà họ Ngô tại tỉnh Yến rốt cục cũng ra trận. Nhưng nếu chỉ với động tĩnh ở tỉnh Yến rõ ràng vẫn không đủ để chứng minh chí khôn chính trị của ông cụ, chẳng lẽ nói, không cần bao lâu nữa thành phố Yến cũng sẽ xuất hiện việc thay đổi nhân sự. Thậm chí Hạ Tưởng đoán, thành phố Yến không có biến động thì thôi, nếu có thì chắc chắn là ở cấp bậc ủy viên thường vụ. Trong 13 vị ủy viên thường vụ thành phố Yến, ngoại trừ bí thư và thị trưởng không thay đổi ra, vị trí tạm thời của Phó Tiên Phong có lẽ cũng khá ổn. Rốt cuộc sẽ có ai bị điều khỏi thành phố Yến nhường chỗ cho người khác? Nhà họ Ngô chưa cài được người vào, nên mượn cơ hội làm rối thế cục thành phố Yến chính là muốn kiếm lợi từ trong rối loạn. Sau khi cài được người mình vào, nhằm nhanh chóng đứng vững, giữa thế lực ba nhà Trần Phong, Hồ Tăng Chu và Phó Tiên Phong hợp tung liên hoành, cuối cùng hoàn thành phe phái của chính mình. Sau khi nghĩ thông suốt, Hạ Tưởng gần như muốn đập bàn trầm trồ khen ngợi thủ đoạn của ông cụ. Mặc dù ông cụ ra tay là mượn thời cơ chèn ép hắn, nhưng Hạ Tưởng lại không kìm nổi âm thầm khâm phục vì sự đa mưu túc trí của ông cụ. Có phải nhà họ Ngô muốn cài người vào thành phố Yến không? Hạ Tưởng cũng biết Liên Nhược Hạm chưa chắc đã quan tâm đến những việc này, nhưng lại kiềm chế không được lòng hiếu kỳ mở miệng hỏi một câu. Thật sự là không biết, em cũng không nghe ông nội nói tới. Liên Nhược Hạm lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sắc trời đã tối muộn, nói tiếp. Anh về nhà sớm một chút đi, cô bé Lê Hiện tuy rằng có không ít người chăm sóc, nhưng cô ấy vẫn rất mong có anh ở bên cô ấy. Lời nói của Liên Nhược Hạm đương nhiên là phát ra từ tình cảm, bởi vì bản thân cô từng kinh nghiệm qua rồi. Hạ Tưởng cũng biết lúc này ở lại chỗ Liên Nhược Hạm là không thể chấp nhận được, nên đứng dậy cáo từ. Vừa cúi đầu đã thấy Tiểu Liên Hạ đang bế trong lòng không biết từ lúc nào đã ngủ ngon lành. Ngày hôm sau là chủ nhật. Nhưng Ủy ban Nhân dân quận bất chợt có việc nên buổi sáng Hạ Tưởng lại đi làm, xử lý một chút việc đột xuất xảy ra trước Cổng Cục Tài chính. Chuyện tranh cãi là do con đường lụp sụp trước Cổng Cục Tài chính gây nên. Đường Vọng Giang trước Cổng Cục Tài chính lâu năm không tu sửa, sau trận mưa to, hố nhỏ liên tục xuất hiện, không ít xe công trình đi ngang qua nghiền lên khiến mặt đường càng thê thảm, bụi đất cuộn bay. Sửa đường là vấn đề phía thành phố quản lý. Sau khi thị trường nhạc tìm đến Hạ Tưởng không có kết quả, lại đi tìm văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, kết quả là đối phương tuyên bố không có chỉ thị do Ủy ban Nhân dân quận phê, bọn họ tạm thời không có năng lực tu sửa được. Thị trường nhạc giận dữ, liền mạnh tay phát động toàn thể công nhân viên chức Cục Tài chính xuất quân, muốn tự mình san bằng mặt đường, đồng thời thiết lập biển cảnh báo nghiêm cấm các xe công trình đi qua. Xe công trình phá hủy mặt đường nhiều nhất, Cục Tài chính làm vậy cũng không có gì đáng trách. Là hành động bất đắc dĩ. Mặt đường vốn dĩ đã gần bị phá hỏng, xe công trình qua lại rơi rất tung tóe không ít bụi và đất đá, càng khiến cho mặt đường khó đi lại. Thị trường nhạc liền nghĩ rằng do Hạ Tưởng không ra mặt phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố tu sửa mặt đường, là cố ý gây khó dễ y,
y liền tự lực cánh sinh điều động người ngựa cục tài chính. Trong lúc sửa đường, còn phái người duy trì trật tự, bắt tất cả xe công trình đi đường vòng. Xe công trình đương nhiên không chịu, đi đường vòng không những tốn thời gian, còn phí dầu, tiền vốn sẽ bị tăng lên. Kết quả là vùng lên cãi nhau với nhân viên cục tài chính, cuối cùng không bên nào chịu nhân nhượng khiến nhà đầu tư giận dữ, gọi tới hơn 10 chiếc xe công trình lái đến trước cổng cục tài chính chặn tắc chật như nêm cối. Thấy sự việc ầm ĩ, Thị Trường Nhạc mới luống cuống vội vàng gọi điện thoại cầu cứu Bạch Chiến Mặc. Không ngờ Bạch Chiến Mặc có việc quay về thủ đô, không ở tại thành phố Yến. Rơi vào bước đường cùng, y lại cầu cứu cục công an quận. Sau khi Hoàng Kiến Quân biết được tình tiết sự việc, không lập tức hành động, bởi vì y biết nhà đầu tư cùng lắm là gây rối, không dám gây chuyện, chỉ làm ùn tắc trước cổng hù dọa người mà thôi, y muốn đợi Hạ Tưởng ra chỉ thị mới động thủ. Sau khi Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Hoàng Kiến Quân, suy nghĩ một lúc liền tức khắc đi đến Ủy ban Nhân dân quận. Sau khi gọi vài cú điện thoại, biết được xe công trình là đội xe của Bất Động Sản Thiên An, trong lòng càng có biện pháp. Tới hiện trường, Thị Trường Nhạc đi tới phàn nàn kể khổ với Hạ Tưởng, vừa kể lể một loạt những khó khăn lớn, vừa đề xuất yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận ra mặt phối hợp công việc sửa đường, cục tài chính sẵn sàng tự bỏ vốn, chỉ cần phía Ủy ban Nhân dân thành phố đóng góp nhân lực là được. Hạ Tưởng không trả lời đề nghị của Thị Trường Nhạc, mà trực tiếp gọi điện thoại gọi người phụ trách công trình Bất Động Sản Thiên An đến hiện trường, yêu cầu Bất Động Sản Thiên An trong vòng 3 ngày phụ trách tu sửa mặt đường bị hỏng. Người phụ trách Bất Động Sản Thiên An biết Hạ Tưởng là ai, càng biết rõ quan hệ giữa Hạ Tưởng và Tôn Hiện Vĩ. Nếu Hạ Tưởng chỉ là chủ tịch quận, sau khi người phụ trách đáp ứng ngoài miệng, trong chớp mắt chắc chắn sẽ vứt lên 9 tầng mây, cũng sẽ không chủ động sửa vá đường. Chủ tịch quận cũng không phải nói cái gì là cái gì, chủ tịch quận mà không có uy, lời nói ra, không ít người bên dưới cũng chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng. Chẳng lẽ thân là chủ tịch quận lại phải đích thân đến hiện trường chứng thực mọi mệnh lệnh mà hắn xuất ra? Thế thì hắn mệt chết đi được. Nhưng Hạ Tưởng không phải người khác, giữa Hạ Tưởng và Tôn Hiện Vĩ có liên hệ, người phụ trách hiện trường tuy rằng không rõ lắm mối quan hệ chặt chẽ như thế nào, nhưng chỉ một câu cũng hoàn toàn có thể khiến Tôn Hiện Vĩ lập tức làm theo. Y cũng không nói thêm lời nào, ngay cả quá trình xin chỉ thị của Tôn Hiện Vĩ cũng miễn, trực tiếp chỉ đạo cấp dưới, tất cả xe công trình nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường, và phái một đội công nhân đến lập tức thi công sửa đường. Lời Hạ Tưởng nói có tác dụng như vậy, đừng nói Hoàng Kiến Quân trợn mắt há mồm, mà ngay cả Thị Trường Nhạc cũng âm thầm tặc lưỡi. Hoàng Kiến Quân vốn ở trong hệ thống công an nhiều năm, biết những việc đột phát và việc quần thể không dễ thu dẹp, nhất là chuyện công nhân gây rối. Đánh không được mắng không xong, khuyên lại không nghe, nhiều lúc đừng nói có chủ tịch quận ra mặt, ngay cả bí thư ra mặt cũng chưa chắc có hiệu quả. Hạ Tưởng vừa đến hiện trường, chỉ nói mấy câu với người phụ trách, chẳng những giải trừ nguy cơ, nhà đầu tư còn chủ động chịu nhận trách nhiệm, không nói việc phải tu sửa đường, còn lập tức thi công hiện trường. Y làm cảnh sát 5, 6 năm rồi chưa từng thấy đội công trình nào dễ nói chuyện như vậy. Thị Trường Nhạc cũng mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được tất cả mọi việc xảy ra trước mắt. Trong lòng y hiểu rõ, Hạ Tưởng không phải là dựa vào mệnh lệnh của chính quyền, mệnh lệnh hành chính chỉ hữu hiệu đối với cán bộ đảng viên quận, vô hiệu đối với công nhân. Cái mà Hạ Tưởng dựa vào chính là uy danh. Hạ Tưởng vừa mới giữ chức chủ tịch quận, còn chưa có nhiều thành tích thật sự làm gì có uy danh gì mà nói. Không ngờ nghi hoặc trong lòng Thị Trường Nhạc chưa qua đi, lại đã xảy ra một cảnh tượng khiến người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối. Hạ Tưởng thấy sự tình sắp xếp xong xuôi, cũng tin là người phụ trách chắc chắn sẽ không qua loa cho xong việc, đã định trở về, không ngờ vừa mới quay người lại, đã nghe bên trong đám công nhân có người không dám tin mà hô một tiếng. Hạ, Phó Chủ tịch huyện Hạ. Hạ Tưởng nghe được âm thanh hơi quen thuộc, nhưng trong chốc lát nghĩ không ra là ai, nhìn lại, chỉ thấy giữa đám đông một công nhân giống như đã từng quen biết, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, rồi lại chần chừ không dám bước ra nửa bước. Ánh mắt toát ra vẻ thân thương và thiết tha, đôi mắt trông mong nhìn dán chặt vào hắn. Có phải, Lão Tiền? Não Hạ Tưởng nhanh chóng hoạt động, lập tức nhớ ra người trước mắt đúng là Lão Tiền, người công nhân hắn biết khi thi công đường Sơn Thủy ở huyện An, lúc ấy hắn vì cứu mạng Lão Tiền còn suýt nữa bị dòng nước lũ cuốn trôi đi. Lão Tiền chẳng phải vẫn đi theo đội công trình của Hùng Hải Dương sao, làm sao lại xuất hiện ở đội công trình của Tôn Hiện Vĩ? Hạ Tưởng chỉ sửng sốt. Không kịp nghĩ sâu nguyên nhân trong đó vội đi nhanh về phía trước, cầm tay Lão Tiền một hồi, xúc động nói. Lão Tiền,
ông khỏe không? Đã nhiều năm không gặp, ông hiện tại thế nào? Cuộc sống có tốt không? Lão Tiền ban đầu vốn không dám nhận Hạ Tưởng, chỉ chớp mắt đã xa Phó Chủ tịch huyện 2 năm rồi, vẫn chưa gặp lại Phó Chủ tịch huyện Hạ một lần, trong lòng Lão Tiền luôn cứ nhớ mãi. Phó Chủ tịch huyện Hạ có ơn cứu mạng ông, cả những điều Phó Chủ tịch huyện Hạ làm ở huyện An, ông thủy chung ghi tạc trong lòng, mỗi một lần nhớ tới trong tim dường như có lửa rực cháy, ấm áp trong ngực. Hôm nay bất ngờ nhìn thấy tất cả mọi người đang vây quanh một đại quan dường như là Phó Chủ tịch huyện Hạ, ông mới đầu không dám nhận, sau lại càng nhìn càng thấy giống, thật sự không kìm nổi mới nhỏ giọng mà hô một câu, không nghĩ tới Phó Chủ tịch huyện Hạ còn nhớ rõ tên của ông, còn chủ động tiến về phía trước cầm tay ông, hoàn toàn không quan tâm trên tay ông đầy bùn đất. Phó Chủ tịch huyện Hạ thăng quan thành Chủ tịch quận Hạ, nhưng mặc kệ là Phó Chủ tịch huyện Hạ hay là Chủ tịch quận Hạ đều là Hạ Tưởng đáng kính ân cần nhất trong tim của Lão Tiền. Ông mãi mãi không quên được thời điểm Hạ Tưởng cứu ông đã thốt ra một câu, các anh em, mãi mãi cũng không quên được ơn cứu mạng của Hạ Tưởng đối với ông, mãi mãi cũng không quên được là bởi vì Hạ Tưởng, ngày xưa từ một đám nông dân hợp thành một đội công trình, cũng đi lên thành phố tiếp nhận các công trình lớn. Ân nhân Phó Chủ tịch huyện Hạ hiện tại với vẻ mặt tươi cười chân thành, nắm chặt tay ông, vẫn như trước kia không hề kiêu căng chút nào, không có giả bộ ra vẻ, ngay lời nói của hắn cũng đều lộ vẻ thân thiết và nhiệt tình. Trong nháy mắt đôi mắt Lão Tiền đã ươn ướt, giọng run rẩy nói một câu. Phó Chủ tịch huyện Hạ. Kim Hồng Tâm đi cùng Hạ Tưởng đến vội vàng nhắc nhở nói. Hiện tại Chủ tịch quận Hạ là Chủ tịch quận của quận Hạ Mã. Hạ Tưởng khoát tay. Phó Chủ tịch huyện hay Chủ tịch quận cũng chẳng qua chỉ là cách xưng hô thôi, tôi và Lão Tiền là bạn cùng chung hoạn nạn, không chú ý nhiều như vậy. Lão Tiền lại không rõ lắm Phó Chủ tịch huyện và Chủ tịch quận khác nhau, cũng biết Hạ Tưởng thăng quan rồi, lại nghe Hạ Tưởng nhắc tới là bạn cùng chung hoạn nạn với ông liền nhớ lại cảnh tượng nước lũ cuồn cuộn ngất trời năm nào, cuối cùng không kìm nổi nữa nước mắt rơi như mưa. Phó Chủ tịch huyện Hạ, chúng tôi đều nghĩ tới anh, đã hơn một năm, tôi không có lúc nào là không nhớ anh thật là tốt, đại ân đại đức của anh tôi không nghĩ đến báo. Đang nói chuyện, Lão Tiền lại muốn quỳ xuống khấu đầu lại tạ. Hạ Tưởng giữ chặt ông, oán trách nói. Lão Tiền, chuyện đã qua lâu như vậy, không cần lúc nào cũng ghi tạc trong lòng. Hắn không muốn Lão Tiền nhắc lại chuyện xưa, liền thay đổi đề tài. Hùng Hải Dương cũng đang ở thành phố Yến à? Ở. Lão Tiền vừa lau nước mắt, vừa lấy ra điện thoại. Tôi gọi điện thoại cho nó, bảo nó lại đây gặp Phó Chủ tịch huyện Hạ. Nó cũng vẫn nhắc tới anh, nói phải trực tiếp cảm ơn anh, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội. Hoàng Kiến Quân và Thi Trường Nhạc ngơ ngác nhìn nhau, lại thêm ai nữa đây? Hạ Tưởng cũng không ngăn Lão Tiền, bởi vì hắn nhìn thấy niềm vui sướng của Lão Tiền phát ra từ đáy lòng, hắn cũng không muốn làm nhiệt huyết của Lão Tiền lạnh đi, liền để kệ ông. Lão Tiền nói chuyện điện thoại xong, vẻ mặt hưng phấn nói. Giám đốc Hùng sẽ đến ngay lập tức. Còn có mấy người tại huyện An năm đó đều muốn đến gặp anh. Lão Tiền nói xong, quay đầu về phía mấy người công nhân la lớn. Các anh em biết Chủ tịch quận Hạ là ai không? Anh ấy chính là Phó Chủ tịch huyện Hạ năm đó đã cứu mạng tôi trong cơn đại hồng thủy, là Phó Chủ tịch huyện Hạ mà mỗi ngày tôi đều một lần nói với các anh em. Nếu nói vừa rồi ánh mắt nhóm công nhân nhìn Hạ Tưởng là tò mò và kính sợ, Lão Tiền vừa nói xong. Tất cả ánh mắt công nhân dừng lại trên người Hạ Tưởng lập tức đều biến thành kính nể. Nhóm công nhân vừa rồi còn cười hỉ hả lập tức lặng ngắt như tờ, dáng vẻ uể oải vừa rồi lập tức biến mất như chưa từng thấy. Tất cả mọi người đứng thẳng người, chỉnh tề hướng về phía Hạ Tưởng với ánh mắt tôn kính. Cũng không ai ngẩng đầu lên, mấy chục công nhân tại hiện trường tất cả đồng thanh mà hô một tiếng. Kính chào Chủ tịch quận Hạ. Âm thanh như sấm rền. Ngay cả Hoàng Kiến Quân không kịp phòng bị cũng bị làm cho hoảng sợ, theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Thi Trường Nhạc lại sợ tới mức thiếu chút nữa không xoay người bỏ chạy về trụ sở cục tài chính, chờ sau khi ý thức được thất thố liền đứng lại, trên mặt lâm dâm nóng lên, cảm thấy hành động vừa rồi hơi mất mặt. Vài phút sau, hơn 10 xe công trình rầm rầm đi tới, hơn 100 công nhân từ trên xe nhảy xuống, người cầm đầu đúng là Hùng Hải Dương mà Hạ Tưởng xa cách đã lâu. Hùng Hải Dương vừa thấy Hạ Tưởng, vẻ mặt đỏ bừng xúc động, sải bước lớn đi tới trước mặt Hạ Tưởng, một thanh niên trai tráng to cao như vậy, chân tay lại hơi luống cuống mà đứng cách xa chỗ Hạ Tưởng một thước, co quắp nói. Phó Chủ tịch huyện Hạ, không, Chủ tịch quận Hạ, Lão Hùng tôi đã đến.
Hạ Tưởng chủ động đưa tay ra nắm lấy tay Hùng Hải Dương, xúc động nói. Hải Dương, đã hơn một năm không gặp các anh rồi, các anh cũng khỏe chứ? Ánh mắt Hạ Tưởng toát ra vẻ tha thiết và quan tâm, ánh mắt dừng lướt dần đến hơn 100 công nhân đứng sau lưng Hùng Hải Dương, vẫn là những bóng dáng quen thuộc này, vẫn là những người đàn ông khỏe mạnh, tráng kiện này, ánh mắt hắn cũng hơi hơi ươn ướt, những năm tháng tuổi trẻ hào hùng đó sao có thể nào quên. Hùng Hải Dương thấy Hạ Tưởng biểu lộ tình cảm chân thành, hai mắt càng rưng rưng nói không ra lời. Hơn 100 công nhân phía sau ai ai cũng đều vô cùng xúc động, nhưng ở trước mặt Hạ Tưởng lại đều cố gắng duy trì dáng vẻ cứng rắn, không muốn để Phó Chủ tịch huyện Hạ Kính Yêu thấy cái không đúng của bọn họ. Hạ Tưởng nhìn kỹ từng nhóm công nhân đã từng đồng cam cộng khổ với hắn, trong lòng cảm xúc dâng trào. Từng cảnh tượng năm đó hiện lên trong trí nhớ không khỏi muôn phần xúc động, quay đầu lại nói với Kim Hồng Tâm, Hoàng Kiến Quân và Thi Trường Nhạc. Những người công nhân này đều là các anh em tôi quen tại huyện An khi thi công đường Sơn Thủy. Một câu, các anh em, nói ra, lập tức khiến Hoàng Kiến Quân nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt khác. Hoàng Kiến Quân xuất thân là quân nhân, cảm nhận sâu sắc tình thân giữa các chiến hữu. Tình chiến hữu có chút tương tự với sự kính yêu của những người công nhân đối với Hạ Tưởng lúc này, y có thể rõ ràng mà cảm nhận được những người công nhân từ đáy lòng mà vô cùng yêu quý Hạ Tưởng. Khiến y vô tình nhớ tới tình yêu thương của chiến sĩ đối với thủ trưởng trong quân đội. Hạ Tưởng có thể chiếm được sự tôn trọng thật lòng của những người công nhân thì đã đủ để chứng minh hắn là một người có thể tín nhiệm, đáng tin cậy. Bởi vì tình cảm của những người công nhân là thật thà chất phác nhất, tiêu chuẩn phân biệt một người xấu của bọn họ rất đơn giản đến mức chỉ cần anh thành tâm với họ, họ liền thành tâm với anh. Hạ Tưởng năm đó bất kể đã làm cái gì, có thể đối xử chân thành với họ đã đổi lại được những người công nhân đã hơn một năm vẫn nhớ mãi không quên Phó Chủ tịch huyện Hạ của bọn họ, trong lòng Hoàng Kiến Quân hỗn độn, lần đầu tiên nảy sinh sự kính trọng đối với Hạ Tưởng. Nếu nói trước kia thái độ y từng bày tỏ đối với Hạ Tưởng hiện rõ là sự dựa dẫm trong tình trạng bị tình thế ép buộc, là tình cảnh không thể không thỏa hiệp, nhưng giờ này khắc này y lại cảm thấy may mắn trong lòng vì đã lựa chọn đứng chung đội với Hạ Tưởng. Bởi vì hiện tại y đã hiểu rõ một đạo lý. Hạ Tưởng không chỉ là một cán bộ quan chức, là chủ tịch quận quận Hạ Mã, hắn còn là một người đàn ông có nghĩa khí, chân thành, một người bạn chí cốt thật sự. Sau khi Hoàng Kiến Quân nghĩ thông suốt, lại nhìn bóng dáng cũng không cao lớn của Hạ Tưởng, bỗng nhiên liền có một cảm giác vĩ đại lớn lao. Thi Trường Nhạc vẻ mặt kinh ngạc, không rõ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên trong lòng y lại liên tục kinh ngạc. Không nghĩ tới chẳng những một câu nói của Hạ Tưởng khiến cả đội công trình phụng sự như thánh chỉ, còn tiếp tục gọi tới một đội công nhân, mỗi người đều nhìn Hạ Tưởng như đang ngắm nhìn vầng thái dương, khiến cho Thi Trường Nhạc có cảm giác choáng váng huyễn hoặc không có thật. Hạ Tưởng, sao hắn lại có uy danh kinh người như vậy? Thi Trường Nhạc tính tình khôn khéo, y cũng biết trong quan trường rất ít tình cảm xúc động thật sự, hơn nữa cho dù là bí thư và chủ tịch quận, đôi khi những lời nói ra chưa chắc mọi người cũng đều nghe theo. Mượn nhóm công nhân mà nói, bọn họ có đôi khi vùng dậy, mặc kệ lời nói của bí thư quận ủy hay chủ tịch quận, thậm chí lời của bí thư thành ủy và thị trưởng cũng không nghe, nhưng bọn họ rất nghe lời của người làm cho bọn họ tin phục. Quyền lực đôi khi không thể lớn hơn sự hấp dẫn từ nhân cách con người. Hạ Tưởng vừa xuất hiện đã làm chấn động cả một khu đã nói lên một điều, Hạ Tưởng chính là người bọn họ tín nhiệm nhất và kính nể nhất. Thị trường nhà càng ngày càng cảm thấy nhìn không thấu Hạ Tưởng. Ánh mắt đảo qua mấy vòng, trong lòng cũng suy nghĩ nhiều hơn. Đồng thời ở sâu trong nội tâm của y, quyết định đi theo Bạch Chiến Mặc cũng đã bắt đầu lung lay. Chủ tịch quận Hạ có thể đối xử thâm tình hậu ý với đám công nhân, thì người theo hắn hẳn là cũng sẽ được đối xử tử tế. Y không ngừng đánh giá Hạ Tưởng, tâm tư trong lòng ngày càng chịu nặng. Chương 560, Phong Thanh. Thông qua nói chuyện với nhau mới biết, Hùng Hải Dương sau khi ở huyện An một thời gian phát hiện, thị trường huyện An đã không còn phù hợp để y phát triển nữa nên y đến thành phố Yến, chuẩn bị bao thầu công trình lớn hơn. Vừa đúng quen với Tôn Hiện Vĩ đang là người phụ trách khai thác bất động sản Thiên An, nên hợp tác với anh ta cùng tiếp nhận công trình thi công đường trong tiểu khu và xây dựng của bất động sản Thiên An, không ngờ lại gặp được Hạ Tưởng ở đây. Hùng Hải Dương mừng ra mặt. Lại nghe được Hạ Tưởng cần người thu sửa đoạn đường ổ voi trước cổng cục tài chính, Hùng Hải Dương liền vỗ ngực. Chủ tịch quận Hạ cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Từng có kinh nghiệm tu sửa đường Sơn Thủy rồi, đoạn đường trên dưới 100 mét đó chỉ là tu sửa đơn giản thôi, làm một ngày một đêm là xong việc.
Y quay đầu lại nói vọng với đám công nhân. Các anh em, nhiệm vụ mà chủ tịch quận hạ phân công xuống có hoàn thành được không? Được. Hơn 100 người đồng thanh đáp lại, hiệu quả cực đủ kinh ngạc, âm thanh long trời lở đất. Có thể để chủ tịch quận hạ mất mặt không? Không thể. Hùng Hải Dương gõ nhịp ngay tại đó. Làm ngay từ bây giờ, vào giờ này ngày hôm sau hoàn thành, mời chủ tịch quận hạ đến kiểm duyệt. Một câu lệnh hạ xuống, hơn 100 người lập tức chậm rãi chuyển động. Mỗi người mỗi chức, mỗi người mỗi việc, tinh thần phấn chấn không cần bất kỳ ai chỉ huy đều rất chỉnh tề đều nhịp, hiện cảnh hoành tráng, hành động kinh ngạc như người quân nhân mang đến cho người ta sức mạnh từ cái nhìn qua thị giác. Rốt cục thị trường nhạc cũng đã bị thuyết phục, y biết, đây không phải là do thân phận chủ tịch quận của Hạ Tưởng mang đến uy lực, cũng không phải Hạ Tưởng hứa hẹn gì với họ, mà chính là nhân cách của Hạ Tưởng chinh phục được tất cả những người công nhân đó, mới có thể khiến bọn họ không cần điều kiện gì, không kêu khó khăn, không nói hai lời vùi đầu làm việc. Trước kia thị trường nhạc cũng không phải không có những năm tháng đầy nhiệt huyết, chỉ là sống trong quan trường đã lâu năm, sớm đã mai một lòng nhiệt huyết và cảm động đó. Hôm nay y lại bị Hạ Tưởng làm cho cảm động, ngây người đứng một bên nửa ngày không nói ra được tiếng nào. Kim Hồng Tâm thì càng ngây người hơn đứng ở một bên, kinh ngạc đến nỗi mồm miệng há hốc. Y chưa bao giờ gặp được cảnh như ngày hôm nay, cũng chưa bao giờ thấy một cán bộ lãnh đạo có thể khiến cho công nhân thật lòng tín phục như vậy. Trong đầu óc của y chỉ có một ý niệm cứ không ngừng quay tròn là, sẽ tuyệt đối không hối hận khi đi theo chủ tịch quận hạ. Hạ Tưởng thấy công việc được giải quyết viên mãn, trong lòng hơi cảm thán một lần cứu người năm đó ở huyện An, tình người đến tận bây giờ vẫn còn có thể dùng được, đúng là khiến cho người ta cảm thán. Hắn lại thấy thị trường nhạc đứng ngây người ở đó, không tự chủ được vừa buồn cười vừa không giận được nên mắng nhẹ một câu. Đồng chí trường nhạc, đừng đứng ngây ra đó nữa, mau đi chuẩn bị chè nước, lẽ nào anh để công nhân người ta làm không công sao? Thị trường nhạc tỉnh lại, vội vàng dặn dò. Mau đi chuẩn bị chè nước và cơm rau, để đầu bếp của căn tin trực tiếp nấu theo tiêu chuẩn của cấp chủ nhiệm, phải nhanh lên và đúng giờ. Hạ Tưởng thấy thị trường nhạc cũng biết điều liền cười, gật gật đầu. Được đó, xem như anh có mắt nhìn, chuyện còn lại giao hết cho anh, có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chứ. Thị trường nhạc thấy Hạ Tưởng chỉ với nụ cười mà giải quyết được vấn đề lớn. Và công nhân cũng không thèm đề cập đến chi phí cũng là vì có lòng kính phục Hạ Tưởng, liền vội trả lời. Không vấn đề gì, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nếu có sai sót gì mời chủ tịch quận hỏi tội. Nếu đến cả việc nhỏ này mà làm không xong, Hạ Tưởng đúng là sẽ xem thường thị trường nhạc. Hắn dặn dò Hùng Hải Dương vài câu, rồi cùng với Hoàng Kiến Quân rời đi. Cái mà Hạ Tưởng không biết được là... Qua việc xử lý chuyện này khiến cho Hoàng Kiến Quân càng thêm kiên định đứng về phía hắn, cũng tạo ảnh hưởng sâu sắc đối với thị trường nhạc. Khi về đến nhà, bên trong đã người kín hết chỗ. Ngoài Nghiêm Tiểu Thì, Cổ Ngọc Gia còn có Tống Nhất Phàm và Tống Triều Độ, lẫn vợ chồng Lý Đinh Sơn, vợ chồng Cao Hải. Hạ Đông còn chưa đầy tháng, theo tục là chưa đến lúc mời bạn bè, người thân đến chơi, nhưng Tống Triều Độ, Lý Đinh Sơn và Cao Hải là trưởng bối so với Hạ Tưởng. Cũng không gò bó phép tắc liền hẹn cùng nhau đến chúc mừng, lấy tiếng là tham tào thủ lê cũng coi như là cơ hội mọi người cùng đi lại. Lần đầu tiên Cao Hải đến nhà Hạ Tưởng, trong lòng không khỏi có chút kích động. Dù ông ấy giờ đã là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó thị trưởng, là lãnh đạo của Hạ Tưởng nhưng vẫn có thể giữ suy nghĩ với thân phận cá nhân đến gần Hạ Tưởng là một vinh hạnh. Người khác có thể không hiểu một lãnh đạo cấp giám đốc sở lại có thể xem trọng thuộc hạ cấp phó giám đốc sở như vậy, nhưng Cao Hải biết rõ. Ông ấy có được ngày hôm nay cũng là nhờ công lao của Hạ Tưởng nhiều lần giao thiệp mới thành được. Sự thân thiết của ông ấy đối với Hạ Tưởng đúng là xuất phát từ sâu trong tim. Vợ của Cao Hải là Lý Chân, lần đầu tiên Hạ Tưởng mới được gặp, hắn quen biết Cao Hải nhiều năm, nhưng chưa bao giờ biết người nhà của ông ấy. Hôm nay ông ta đưa người nhà đến cũng là hiểu suy nghĩ của hắn, nên rất nhiệt tình chào hỏi Lý Chân. Lý Chân sớm đã không biết bao nhiêu lần nghe chồng mình nhắc đến tên Hạ Tưởng. Giờ gặp Hạ Tưởng thấy hắn trẻ, đẹp trai hơn cả trong tưởng tượng nên cười nói với mấy người Cao Hải. Anh và Đinh Sơn, cả phó chủ tịch tỉnh Tống nữa khi còn thanh niên đều không bằng một mình Hạ Tưởng đây tuấn tú, lịch sự. Hạ Tưởng liền khiêm tốn cười đáp. Đàn ông không nên nhìn vào vẻ đẹp trai, mà nên nhìn vào có tài năng hay không. Mấy người đều cười, Tống Nhất Phàm không biết từ đâu nhảy ra, khoác cánh tay Hạ Tưởng nói. Sai.
đàn ông không những phải đẹp trai mà còn phải có tài. Vừa đẹp vừa có tài mới là đàn ông thực sự. Tống Nhất Phàm hiện lớn như một cô gái rồi, duyên dáng yêu kiều, chỉ là hơi gầy một chút, dáng người thon thả nhưng đầy đặn. Cô đứng bên Hạ Tưởng thì đã cao đến tai Hạ Tưởng rồi, trên người mặc một bộ váy liền trắng tinh như tiên nữ, khiến mắt người nhìn cảm thấy sự mới mẻ. Hạ Tưởng khẽ cười. Đừng có cái gì cũng muốn tốt nhất, thứ tốt nhất chưa chắc phù hợp với em. Thích hợp với em nhất tuy chưa chắc là tốt nhất, nhưng lại là thứ em cần nhất đó. Tống Nhất Phàm nghiêng đầu nghĩ. Tuy anh nói có lý, có điều em vẫn là muốn một người tốt nhất, vừa phải đẹp trai lại phải có tài, sau đó có thêm tiền nữa càng tốt. Tống Triều Độ liền cười Hạ Tưởng. May là cậu sinh con trai, sau này không phải lo lắng nhiều vấn đề của con gái. Lý Ninh Sơn chen vào. Lời này hơi không công bằng rồi, lẽ nào con trai không cần phải lo lắng. Cao Hải cũng có một đứa con trai, cũng tiếp lời. Đúng vậy, đúng vậy. Quả thực con trai có vấn đề lo lắng không ít hơn con gái đâu. Sử Khiết đột nhiên thốt lên một câu. Các anh không phải tranh luận nữa, không có so được đâu. Nếu có trai gái song toàn thì mới đủ quyền phát biểu. Hạ Tưởng muốn nói thực ra là mẹ vợ hắn có con trai con gái song toàn, ai ngờ Tống Nhất Phàm lại cười hi hi nói. Cháu thấy anh Hạ là người có mệnh tốt, sau này anh ấy chắc chắn sẽ có trai gái song toàn. Hạ Tưởng thiếu chút nữa chảy hết mồ hôi, Tống Nhất Phàm quá cổ quái tinh danh rồi, một lời nói chúng tình hình thật sự là hắn đã có trai gái song toàn rồi. Cũng may, chẳng qua là Tống Nhất Phàm tùy miệng nói thôi, lại chuyển qua vấn đề khác, ví dụ như tại sao Tào Thù Lê không sinh một đôi long phụng, một chốc là có đủ cả con trai con gái thì tốt biết bao. Lại nói thật ra cô cũng thích con trai, vì con trai gần với mẹ vân vân. Giọng điệu nói chuyện như người lớn. Và khi đã nói thì nói liên tiếp không dứt, mặt mày hớn hở, người khác không chen nổi lời vào. Tống Triều Độ dù đường đường là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh, ở trước mặt người khác thì uy nghiêm nhưng trước mặt con gái thì không có cách nào cả, Tống Nhất Phàm không nghe lời ông ấy. Cuối cùng hết cách, vẫn là Hạ Tưởng mở lời nói. Nhất Phàm, em nói nửa ngày cũng mệt rồi, ra nói chuyện với Cổ Ngọc ấy. Tống Nhất Phàm vô cùng bất mãn, bĩu môi nói. Em biết ý của anh, mọi người muốn nói chuyện chính sự, chị em làm phiền đúng không? Cô bất mãn trừng mắt Tống Triều Độ một cái. Bố, bố cũng phải phê bình anh Hạ, anh ấy muốn đuổi con đi, bố để anh ấy tùy tiện vậy sao? Con là con gái rượu của bố không bênh con hả? Với lại hôm nay là đến thăm Hạ Đông chứ không phải để mọi người đến mưu đồ bí mật đâu. Tống Triều Độ trầm mặt. Không được càn quấy, người lớn có chuyện để bàn. Trẻ con không được làm phiền. Quyền uy của phó chủ tịch tỉnh cũng không quản nổi Tống Nhất Phàm, cô không vui trừng mắt nhìn lại bố mà lì không chịu đi, liền ngồi bên cạnh Hạ Tưởng không nhúc nhích. Hạ Tưởng bất lực cười cười, nhỏ giọng nói bên tai Tống Nhất Phàm mấy câu, Tống Nhất Phàm lập tức mặt mày hớn hở, gật đầu liên tục, quay người chạy đi như bay. Lý Ninh Sơn ngạc nhiên. Tiểu Hạ đúng là có chiêu đối phó với các cô gái, nói cái gì mà khiến Tiểu Phàm vui trở lại vậy? Hạ Tưởng cười ha hả. Cũng không có gì, tôi nói với cô bé, để cô bé đi xem con trai tôi có đẹp không, giống tôi nhiều hơn hay là giống Tào Thù Lê nhiều hơn, cô bé liền có hứng thú nên đi rồi. Tống Triều Độ cười ha ha. Giỏi lắm, Tiểu Hạ không có con gái lại có cách đối phó với con gái, tôi làm bố Tống Nhất Phàm mười mấy năm rồi còn không hiểu nó bằng cậu, đúng là kỳ lạ. Hạ Tưởng vội khiêm tốn khoát tay. Đâu có. Đâu có, chỉ là tôi biết các cô gái đều có tính cách chung, dụ dỗ các cô ấy vui còn dễ hơn làm cho họ giận. Chỉ có làm các cô ấy vui rồi thì các cô ấy khác nghe lời thôi. Không ngờ Lý Chân nghe được nên đùa hắn một câu. Tiểu Hạ rất hiểu tâm lý phụ nữ, chắc chắn có không ít các cô gái thích cậu có phải không? Không nói thì thôi, Lý Chân vừa nói, ánh mắt Lý Ninh Sơn và Cao Hải liền theo bản năng mà nhìn vào trong phòng có Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc. Hạ Tưởng không khỏi ngượng ngùng, vội nói. Nghiêm Tiểu Thì là bạn kinh doanh với tôi, Cổ Ngọc là đồng nghiệp, luôn có quan hệ trong sáng như trời xanh mây trắng. Mấy người thấy bộ dạng Hạ Tưởng xấu hổ, không tự chủ cười lớn lên, dù sao trong mắt bọn họ Hạ Tưởng có là chủ tịch quận cũng vậy, chẳng sợ làm lên cấp giám đốc sở rồi cũng vẫn là vãn bối của bọn họ. Lý Chân tìm Vương Vu Phân, Trương Lan nói chuyện với nhau, Hạ Tưởng và Tống Triều Độ, Lý Ninh Sơn lẫn Cao Hải đi lên lầu. Tào Vĩnh Quốc trở về thành phố Yến một chuyến,
chỉ ở nửa ngày rồi quay lại thành phố bảo, dù sao ông ấy là bí thư thành ủy, công việc quá nhiều, với lại trong nhà đông người, không cần giúp thêm gì ở lại cũng vô ích. Trên tầng không có ai, cực kỳ thích hợp bàn chuyện. Hạ Tưởng cùng mọi người đến ban công hướng về phía nam, ánh nắng đẹp nhuộm vàng trải mặt đất chói lóa. Tâm trạng của mấy người đều tốt, ngồi quanh bàn trà, Cao Hải đích thân ra tay pha trà. Hạ Tưởng muốn để mình pha nhưng Cao Hải không chịu, giật lại ấm chè nói. Mọi người bây giờ ngồi đây không phân biệt cấp bậc cao thấp, chỉ phân biệt già trẻ. Tuy tôi là chú của cậu nhưng trình độ pha trà của cậu không bằng tôi nên để tôi pha, nếu không trà cậu pha không ngon là lỗi của cậu rồi. Hạ Tưởng đành phải buông tay, hắn biết trước mặt hắn Cao Hải luôn giữ thái độ không cao ngạo, không thể hiện cấp bậc thị trường, có lúc còn nói chuyện bình đẳng với hắn. Hắn cũng hiểu tâm ý của Cao Hải nên không miễn cưỡng. Động tác Cao Hải thuần thục pha xong ấm trà, rót mỗi người một chén, nói. Tôi luôn thấy pha trà có thể tu tâm dưỡng tính, bình thường khi ở nhà hay pha trà làm vui. Pha một chén trà nồng, xem tin tức thời sự, đọc báo, sưởi nắng cũng là khoảng thời gian thư nhàn hiếm có được trong cuộc đời. Người làm quan, không những bận rộn công vụ mà lúc nào cũng ở trong trạng thái khẩn trương cao độ. Vừa muốn làm thế nào để thăng quan phát tài, rồi lại lo lắng đối thủ xa lánh hoặc địch hãm hại. Còn phải lúc nào cũng nghĩ làm thế nào để luồn cúi, làm thế nào để nâng thành tích, v.v. Có người thậm chí không lúc nào không lo sợ đột nhiên có người ban kỷ luật xuất hiện trước mặt, v.v. Người làm chính trị gần như hiếm khi có được giây phút thư nhàn. Trừ phi về hưu lui vào tuyến số 2. Cao Hải đang ở đúng độ tuổi, bây giờ lại vào được hội nghị thường vụ, có thể nói là đúng dịp thời cơ có thể làm gì đó, khó có được tâm trạng thanh thản pha trà. Khiến Hạ Tưởng hơi cảm thán, đúng là đúng với câu nói cổ trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn. Một đời người có người bận rộn, có người ruồi nhặng bay quanh, đa phần đều theo đuổi danh lợi, cuối đời lại bị công danh lợi lộc làm mệt người, không thể trường thọ. Bất kể là quan chức cũng được, ngôi sao nổi tiếng cũng vậy, hoặc là ngụy trang học thuật qua cái danh chuyên gia, giáo sư, đã theo đuổi danh lợi rồi còn có người thờ phụng thần thánh, muốn trường thọ thậm chí là không bệnh tật, kỳ thực là đơm đó ngọn tre. Từ xưa danh lợi và trường thọ là sự đối lập nhau, là thể mâu thuẫn không thể điều chỉnh hòa hợp được. Trên thế gian, người trường thọ đều là người không có dục vọng, yêu cầu, ăn uống nhẹ nhàng đến cuối đời, làm gì có thịt cá, phú quý thì trường thọ. Không có, bệnh phát từ tâm, lúc nào cũng ở trong trạng thái lo lắng, tiêu tụy, lâu ngày tức giận hại gan, phiền muộn hại phổi, vui hại tim, nghĩ hại thận, ắt có bệnh xảy ra. Cho nên ở thời nay mạng phát triển. Chuyện quan chức bị trầm uất tự sát không ít, không có gì mới mẻ. Người trong quan trường, cái khó nhất chính là duy trì được trạng thái bình thường, nhưng nói thì dễ làm mới khó, khi đối mặt với lợi ích của bản thân, ai có thể làm đến mức yên lặng như tùng. Qua hai đời làm người, Hạ Tưởng cho rằng mình đã nhìn thấu rất nhiều chuyện thế nhân, hắn cũng không làm được huống chi là người bình thường. Cao Hải có thể trong bận rộn dành ra được chút thời gian tao nhã cũng là việc tốt. Ít nhất có thể khiến ông ấy nhẹ nhàng, bớt bệnh. Mấy người uống trà một lúc, Hạ Tưởng liền nhớ ra tin Liên Nhược Hãm tiết lộ, nên có ý nhắc nhở Tống Triều Độ. Phó Chủ tịch tỉnh Tống, có nghe Phong Thanh Chủ tịch tỉnh Mã sẽ bị điều đi không? Tống Triều Độ sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hạ Tưởng. Không có, một chút cũng không nghe thấy có tin đồn gì, cậu nghe từ đâu vậy? Lời vừa thốt ra, Tống Triều Độ liền lắc đầu cười, nghĩ ra gì đó, lại nói. Cậu đã nghe thấy thì chắc là thật rồi. Khá khen cho một tên Mã Vạn Chính, giấu giếm khá kỹ, một chút phong thanh cũng không để lọt ra, là chủ tịch tỉnh hay là bí thư. Tống Triều Độ đương nhiên biết cấp bậc hiện giờ của Mã Vạn Chính, bước nhỏ là chủ tịch tỉnh, bước lớn là bí thư, thấp nhất cũng là chủ tịch tỉnh. Chức bí thư tỉnh nào đó phía Tây Bắc, ngồi ở đây đều không phải người ngoài nên Hạ Tưởng liền nói ra. Tuy chỉ là phong thanh, có điều có khả năng rất lớn. Phó Chủ tịch tỉnh Tống vẫn nên chuẩn bị sớm tốt hơn, cơ hội hiếm có. Lý Đình Sơn và Cao Hải đều lộ vẻ vui mừng, đều vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía Tống Triều Độ. Trong lòng Tống Triều Độ cũng hơi kích động, chức Phó Chủ tịch tỉnh thường trực. Tương đương với vị trí là người kế nhiệm Chủ tịch tỉnh, hơn nữa thứ tự trong ủy viên thường vụ còn có thể xếp trước vài vị trí. Một điểm chủ yếu nhất là chỉ cần y ngồi lên vị trí Phó Chủ tịch tỉnh thường trực. Gần như có thể chắc chắn sau khi làm một nhiệm kỳ thì có thể thuận lợi trình tự tiến dần trở thành chủ tịch tỉnh. Từ đó có thể hoàn thành bước nhảy trong đời làm chính trị.
Tống Triều Độ khó che nổi vẻ mặt kích động, việc Mã Vạn Chính bị điều đi, không những bật ra vị trí cho ông ta, còn có thể khiến ông ta bớt đi một đối thủ cạnh tranh mạnh, gần như là một cơ hội hiếm gặp. Mấu chốt là, lời nhắc nhở của Hạ Tưởng cực kỳ kịp thời, sớm ra tay chắc chắn tốt hơn là sau khi nghe được phong thanh mới ra tay, ít nhất là nhanh hơn người khác một bước, cướp trước một bước chính là tiên cơ, sẽ có khả năng là nhân tố mấu chốt quyết định sự thắng bại. Tống Triều Độ vỗ vai Hạ Tưởng, chân thành nói. Cái tin này vô cùng kịp thời, cũng cực kỳ quan trọng, cảm ơn cậu, Tiểu Hạ. Hạ Tưởng lắc đầu cười. Ngài khách sáo rồi. Bất kể xuất phát từ góc độ nào tôi đều hy vọng là Phó Chủ tịch tỉnh Tống tiếp quản chức Phó Chủ tịch tỉnh thường trực mà không phải là người khác. Một câu nói của Hạ Tưởng rơi đúng vào điểm mấu chốt, vì Tống Triều Độ cũng lo lắng người khác trong ủy viên thường vụ tỉnh ủy cũng muốn động tay chân vào vị trí Phó Chủ tịch tỉnh thường trực, thậm chí còn có khả năng từ trên xuống. Đối thủ lớn nhất cạnh tranh ngôi báu Chủ tịch tỉnh Thôi Hướng có lẽ không đảm nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh thường vụ, trước mắt vị trí trong hội nghị thường vụ của y vốn cao hơn Mã Vạn Chính. Không thể để chức cao hơn vào vị trí thấp hơn, âm mưu đoạt lấy vị trí phó chủ tịch tỉnh thường trực, dù nói ra cũng không phải là không có tiền lệ, nhưng ở tỉnh bảo thủ như tỉnh Yến thì khả năng đó không lớn. Tổng quan lai lịch quan chức các tỉnh trong cả nước, trường hợp từ phó bí thư thăng làm chủ tịch tỉnh không nhiều, thường là ở phó bí thư chuyên trách tỉnh ủy chủ yếu phụ trách công việc của đảng, phần quan trọng của công việc là về phía đảng, phó chủ tịch tỉnh thường trực chủ yếu phụ trách về mặt chính trị, hoàn cảnh không cùng thời kỳ. Không cùng tỉnh sẽ khác nhau, ngoài ra người khác nhau sẽ khác nhau, không thể vơ đũa cả nắm. Nhưng so sánh tổng thể mà nói, tiền đồ giai đoạn hiện thời của ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh tốt hơn một chút. Chỉ cần Thôi Hướng về sau muốn ngồi báo chủ tịch tỉnh đỉnh, nghĩ ra sách lược cứu quốc thì đảm nhận chức vụ phó chủ tịch tỉnh thường trực một thời gian trước, sau đó tuần tự tiếp nhận vị trí chủ tịch tỉnh cũng không phải chuyện nghìn lẻ một đêm. Chính trị trong nước chưa bao giờ thiếu những sáng kiến điều động công việc. Thậm chí còn có kẻ giữ chức ủy viên thường vụ hữu danh vô thực. Mặc dù quyền lực của ủy viên thường vụ không nhỏ, nhưng một ủy viên thường vụ hữu danh vô thực còn không bằng một vị phó quản lý hành chính nắm thực quyền trong tay có lợi ích thực tế. Đương nhiên ở một phương diện lợi ích thực tế, cơ may ủy viên thường vụ được thăng chức nhiều hơn, lại là vấn đề ở phương diện khác. Môi trường chính trị trong nước phức tạp, nhiều biến đổi, có đủ loại khả năng có thể phát sinh nên không thể không cẩn thận hành sự. Đột nhiên Tống Triều Độ sắp phải đối mặt với việc tốt sắp xảy đến, đương nhiên là khó tránh khỏi có tâm trạng lo được lo mất. Một câu của Hạ Tưởng khiến ông ta càng thêm lo lắng. Tôi nghi ngờ vị trí phó chủ tịch tỉnh thường trực sẽ có sự tranh chấp kịch liệt, có khả năng sẽ từ trên xuống, phó chủ tịch tỉnh Tống nên ra tay sớm thì tốt hơn. Nói thế nào? Tống Triều Độ trong tình thế cấp bách, không kịp suy xét nội tình bên trong. Chương 561 Biến động lớn bất ngờ nhỏ. Nếu như bình thường, việc điều đi chủ tịch tỉnh Mã chắc chắn là sớm đã có phong thanh truyền ra ngoài rồi. Nhưng hiện giờ vẫn chưa có một chút động tĩnh gì, tôi đoán là bí thư Diệp và chủ tịch tỉnh Phạm có khả năng cũng chưa biết chuyện, điều đó đã nói rõ vấn đề thủ đô có người không muốn để tỉnh Yến biết, chính là muốn đánh cho tỉnh Yến trở tay không kịp, sau đó dễ dàng cài người từ trên vào. Hạ Tưởng xuất phát từ suy nghĩ thay cho Tống Triều Độ, phân tích thế cục kỹ càng. Hạ Tưởng vừa nói, Tống Triều Độ lập tức hiểu ra cái gì đó, không ngồi yên được nữa, liền đứng dậy đi. Xin thất lễ, Đinh Sơn, Cao Hải, các anh ở lại trước, tôi về nhà gọi điện thoại. Tống Triều Độ vội vàng rời đi, đến cả Tống Nhất Phàm cũng bỏ mặc ở lại. Sự thất thố của Tống Triều Độ ai cũng hiểu được, tuy chức Phó Chủ tịch tỉnh và Phó Chủ tịch thường trực là bằng cấp bậc, nhưng kết cấu quyền lực và sắp xếp thứ tự xa kém không ít. Thậm chí có lúc khoảng cách xa đến nỗi không thể vượt qua được. Nếu Tống Triều Độ có thể tóm được cơ hội này, một bước nắm lấy vị trí phó chủ tịch tỉnh thường trực, trên cơ bản tương đương với việc nửa bước tiến vào cánh cửa cấp tỉnh bộ, đảm nhiệm vị trí đứng đầu một tỉnh. Và chỉ cần thăng tiến làm chủ tịch tỉnh, ngôi báu bí thư tỉnh ủy sẽ không còn xa vời nữa. Bước mấu chốt trong mấu chốt, sao dám không coi trọng chứ? Với lại Hạ Tưởng nói đúng là có lý. Nguyên nhân lớn nhất cho việc giữ bí mật không nói chính là có khả năng người ở trên muốn cài người từ trên xuống, đến tỉnh Yến đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường trực tỉnh. Tống Triều Độ quyết định tranh lấy, không thể để tỉnh Yến trở thành tấm đệm bật cho nhiều người khác. Ông ở tỉnh Yến nhiều năm cũng muốn mượn điều kiện thuận lợi tốt của tỉnh Yến để hoàn thành vốn chính trị tích lũy, cơ hội này mà bị người khác cướp mất, thì không biết sẽ đến năm nào tháng nào mới có lại lần nữa.
tâm lý của ông ấy không cấp bách mới lạ. Sau khi Tống Triều Độ đi khỏi, Lý Đình Sơn cười lắc đầu. Hiếm khi được thấy Triều Độ cuống quýt, hôm nay nhìn bộ dạng của ông ấy lại nhớ tới năm tháng tuổi trẻ bên nhau năm nào, khó mà có được. Con người, bất kể bước đến bước nào cũng đều có cái vực phải bước qua. Hạ Tưởng đợi Lý Đình Sơn cảm thán xong mới nói một câu. Chỉ e thế cục trên tỉnh chỉ là một mặt nào đó thôi, tôi còn đang lo trong thành phố cũng có thể sẽ xuất hiện sự biến động nhân sự. Lý Đình Sơn cùng Cao Hải cùng nhau kinh ngạc. Lại có phong thanh gì à? Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười. Phong thanh thì chưa có, chỉ là có cảm giác như vậy. Hắn không thể nói ra trong thủ đoạn của ông lão có ẩn tình nào đó không để ai biết, chỉ có thể trả lời mơ hồ mà trả lời Lý Đình Sơn và Cao Hải thôi. Lý Đình Sơn và Cao Hải nhìn nhau, nghĩ một lúc vẫn chưa nắm được trọng điểm. Cao Hải lọc từng vị ủy viên thường vụ thành ủy một lượt, cảm thấy ai cũng chưa đạt mức, nếu động vào, thăng chức lên thì lý lịch kinh nghiệm chưa đủ, trừ khi là điều đổi vị trí ngang bằng. Nếu ngoài mặt là thăng chức nhưng thực tế là chèn ép thì e rằng đương sự cũng sẽ có ý kiến. Nếu đã không nghĩ ra, mấy người liền đổi đề tài, chuyển qua bàn luận thế cục quận Hạ Mã. Trong lòng Lý Đình Sơn hơi hơi tiếc nuối, chính là đã tận dụng hết mối quan hệ của Sử Lão, nếu không, nếu để Sử Lão chen tay vào, bất kể là tỉnh Yến hay thành phố Yến đều có thể kiểm soát sự việc trong phạm vi có thể chấp nhận được. Chỉ là vì chuyện đặc biệt đề bạt y, đến nay Sử Lão đã tận dụng hết mối quan hệ của mình nên y rất ngại mở miệng nhờ ông giúp đỡ nữa rồi. Đối với thế cục quận Hạ Mã, Lý Đình Sơn cho rằng trong vững mà cầu tiến, không chú trọng đấu tranh chính trị, mà lấy sự phát triển xây dựng kinh tế làm trọng yếu. Nếu Bạch Chiến Mặc cố ý gây khó dễ, trên thành phố có Bí Thư Trần, y và Cao Hải chiếu ứng, sẽ không dậy lên sóng gió gì, hơn nữa Lý Đình Sơn cũng tin rằng trí tuệ chính trị của Bạch Chiến Mặc không hơn được Hạ Tưởng. Cao Hải khuyên Hạ Tưởng lấy đại cục làm trọng, không nên quá mạo hiểm, càng không thể khinh suất, dù sao cũng phải duy trì bảo vệ tốt cục diện chính trị đoàn kết, yên ổn ở quận Hạ Mã, nhớ xuất hiện phong thanh nhân vật số 1, số 2 bất hòa, bất lợi cho tiền đồ chính trị sau này của Hạ Tưởng, cũng sẽ làm cho cá biệt lãnh đạo này sinh cách nhìn không tốt đối với hắn. Từ kinh nghiệm bản thân của Cao Hải là vững bước mà tiến, tính cách giữa Hạ Tưởng và y không giống nhau, cũng hiểu lời khuyên của Cao Hải là xuất phát từ lòng tốt nên tạm nghe vậy biết vậy. Giữa trưa, Hạ Tưởng mời Lý Đình Sơn và Cao Hải ăn cơm, còn các cô còn lại do Lam Miệt tiếp đón. Bây giờ Lam Miệt gần như một nửa bà chủ rồi, chuyện gì cũng nghĩ chu đáo khiến Vương Vu Phân không có việc để làm, cảm thán bà có thêm một cô con gái mới. Buổi chiều sau khi mọi người về hết, Tống Nhất Phàm mới phát hiện ra bố mình đã về nhà rồi, bỏ lại cô một mình ở đây. Vừa hay ngày mai không phải đi học nên cô cứ, dày mặt, đòi ở lại không về. Không cần kể cô là con gái của phó chủ tịch tỉnh, thì vẻ đẹp như cô tiên nhỏ, nói chuyện như chú oanh vàng của cô đều khiến cho Vương Vu Phân và Trương Lan yêu thích, không ai từ chối nổi yêu cầu kiểu nũng nịu của cô. Tầng dưới có 3 phòng, Tào Thù Lê ở phòng ngủ chính, có Trương Lan và Vương Vu Phân thay nhau trông cả đêm. Một phòng dành cho Lam Miệt, phòng còn lại biến thành phòng ngủ dự bị. Khi nào Vương Vu Phân và Trương Lan không trông con thì ngủ tạm ở đó. Từ ngày Tào Thù Lê sinh con, Hạ Tưởng vô tình bị tước đi quyền chung giường với Tào Thù Lê, trực tiếp bị đuổi lên tầng ngủ. Cũng phải, trong mắt Vương Vu Phân và Trương Lan thì một đại nam nhân như hắn thật lóng ngóng, hậu đậu, chưa kể là sẽ giúp được gì, chỉ sợ làm đau cả đứa bé. Kết quả con trai ra đời mấy ngày rồi Hạ Tưởng cũng chỉ được bế có một lần, mới có vài giây đã bị cướp đi mất, không chịu giao lại cho hắn. Vì khi hắn bế con thì đứa bé lại khóc lên. Hạ Tưởng liền cảm thấy làm người bố như vậy thật buồn. Tống Nhất Phàm ở lại nên ở trên tầng cùng hắn. Trên tầng có 3 phòng ngủ, nhưng một trong số đó được làm phòng vẽ, chỉ có thể tính là 2 phòng ngủ. Một trong số đó Hạ Tưởng vẫn thường hay ở nên phòng còn lại dành cho Tống Nhất Phàm. Lam Miệt cũng chu đáo, không biết từ đâu có được bộ quần áo ngủ cho Tống Nhất Phàm, còn nhấn mạnh. Đồ mới tinh. Chị chưa mặc lần nào cả, là Phương Cách mua cho nhưng chị thấy không hợp với mình, tặng cho em đấy. Tống Nhất Phàm vô cùng sung sướng liền mở ra, chưa kịp nói cảm ơn thì Lam Miệt đã vội vàng đi xuống tầng, Hạ Tưởng thấy khó hiểu trước thái độ hơi bất thường của Lam Miệt, nên khi nhìn bộ đồ ngủ liền bật cười, thì ra bộ đó mỏng manh như trong suốt, mỏng như sa, nhẹ như tơ. Hóa ra Phương Cách còn thích thể loại này, phỏng chừng âm mưu của y không thành rồi, Lam Miệt không mặc cho y ngắm nhìn. Chắc chắn Phương Cách sẽ thất vọng.
nghĩ lại tưởng tượng Tống Nhất Phàm mới có bao nhiêu tuổi, nếu mặc vậy chẳng khác gì là lộ hết nên vội nói. Mỏng quá, không hợp với cô, trả lại cho Lam Miệt đi. Không ngờ cô bé đang ở tuổi ẩm ương này vừa nghe Hạ Tưởng nói liền mặc bằng được. Sợ cái gì, có gì đâu, khi em đi bơi còn mặc loại hai mảnh, nhiều người nhìn như vậy còn không sợ. Giờ chỉ có mỗi anh, em mặc đồ ngủ còn sợ có người ăn thịt à. Em cứ mặc. Được, coi như hắn chưa nói, Hạ Tưởng khoát tay. Mặc thử đi, mặc cho dễ ngủ, ngủ ngon. Tống Nhất Phàm cười danh mãnh quay người đi, Hạ Tưởng nghĩ rằng cô bé ngủ rồi nên đóng cửa đi ngủ. Chuẩn bị xem sách một lúc rồi ngủ, một ngày mệt mỏi rồi. Dù sao bất kỳ đứa con nào ra đời đối với ai cũng là chuyện đại sự, trọng đại không kém gì một lần được thăng chức. Vừa mới xem được vài trang đôi mắt đã díp hết lại, chẳng bao lâu nghiêng đầu ngủ mất. Hạ Tưởng đang ngủ ngon thì cửa khẽ khàng bị mở ra, tấm lụa mỏng ẩn hiện bên trong một cơ thể thanh xuân tươi trẻ bước vào. Vốn với nụ cười danh mãnh vừa thấy Hạ Tưởng đã ngủ mất nên thất vọng, giận dỗi đến trước mặt Hạ Tưởng, giơ tay định búng Hạ Tưởng. Nghĩ ngợi, rồi thu tay lại, nhìn Hạ Tưởng vài cái, tự lẩm bẩm. Không ngờ làm bố cũng mệt ghê, lạ thật, anh ta có khổ vì sinh con đâu, có gì mệt chứ. Thấy đèn trên kệ phía đầu giường của Hạ Tưởng vẫn sáng, bên trên đặt một quyển sách, sách rất dày, trên bìa là hình tượng một thiếu niên cổ trang bay giữa không trung. Tựa truyện là Đường Tiên Giữa Nhân Gian, tác giả là Hà Thường Tại. Tống Nhất Phàm thuận tay xem mấy trang, kinh ngạc kêu lên. Ôi, không ngờ anh ta còn có hứng xem tiểu thuyết mạng, lại là thể loại kiếm hiệp, không phải đầu óc người làm quan chức đều sơ cứng, đều là kẻ chủ nghĩa duy vật sao, sao anh ta cũng xem tiểu thuyết tiên hiệp tu tiên, chuyện lạ. Tống Nhất Phàm không xem thì thôi, vừa xem một chút đã bị cuốn vào, ngồi luôn lên chiếc ghế trước giường Hạ Tưởng ngủ, đọc say mê. Không biết đọc được bao lâu cuối cùng không chịu được lệch đầu ngủ mất. Nửa đêm, Hạ Tưởng mơ màng tỉnh giấc, thấy lạ lạ, như là có ai đó ôm lấy cánh tay hắn. Trong trí nhớ từ ngày Tào Thù Lê có thai, hắn không còn được hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc được người khác ôm cánh tay ngủ rồi. Có điều cảm giác từ cánh tay lần này không ổn lắm, tay của Tào Thù Lê mềm mại, trơn mịn, còn tay này tuy trơn mịn nhưng tay to hơn của Tào Thù Lê một chút, và có lực, có sự đàn hồi hơn. Hạ Tưởng liền tỉnh hẳn, mở to mắt nhìn, thấy Tống Nhất Phàm một tay ôm sách, một tay ôm chặt cánh tay của hắn, mông ngồi trên ghế, thân người nằm bò bên giường, tư thế quái dị nhưng lại ngủ rất say. Cái miệng nhỏ còn thỉnh thoảng động đậy, chỉ thiếu chảy chút nước miếng thôi. Ánh mắt Hạ Tưởng vô tình dừng lại eo hông và phần mông của cô bé, đường nét mỹ miều, thế người nhấp nhô, cơ thể tươi trẻ mê đắm ẩn hiện dưới lớp áo ngủ mỏng nhẹ như tơ lụa càng hiện ra phong tình mê người. Cái mà gọi là dưới ánh đèn ngắm mỹ nhân có kiểu điệu tình khác, là bởi vì đó là vẻ đẹp mông lung. Bây giờ Tống Nhất Phàm đang ngủ dưới ánh đèn vàng màu hoàng hôn, lại mặc bộ đồ ngủ gần như trong suốt, huyền diệu giữa lộ và không lộ lại càng hấp dẫn chết người. Lại nhìn xuống cặp mông hơi hơi nhếch lên, tư thế thật bất nhã, bộ đồ ngủ lại nhẹ và trơn, do thân người nằm vặn vẹo nên bộ đồ đã bị co lên trên đùi để lộ ra chiếc quần lót in hình hoạt hình. Cặp đùi trắng ngần hơi tách ra. Ánh đèn chiếu qua phản xạ hào quang mơ màng, mê hoặc. Thấm thoát Tống Nhất Phàm đã ra dáng một cô gái trưởng thành, toàn cơ thể toát ra hương thơm, bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị sản sinh ra sự quyến rũ trời sinh đối với đàn ông rồi. Nhất là bộ ngực cô bé ép lên thành giường, hơi vô cùng dồn nén, đến cả Hạ Tưởng nhìn thấy còn cảm giác không cưỡng lại được, thậm chí còn có cảm giác khó chịu trong ngực. Hắn liền lay Tống Nhất Phàm tỉnh lại. Nhất Phàm, mau dậy đi. Sao em lại ngủ chỗ giường anh? Cảm lạnh bây giờ. Nhưng trong lòng lại nghĩ đúng là con gái không có mẹ chăm sóc thiếu hẳn đi sự cảnh giác trước đàn ông. Nếu Tống Nhất Phàm có mẹ ở bên, sẽ thường truyền đạt một số điều con gái cần chú ý, tin rằng cô bé sẽ không thoáng đến nỗi không có đề phòng. Tống Nhất Phàm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vừa nhìn thấy Hạ Tưởng đã kêu lên. Sao anh lại ở trong phòng em? Trời ơi còn nằm trên giường em nữa kìa, anh! Cô cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ, và cả cặp đùi không được che chắn liền vội đứng dậy, kéo kéo áo như muốn che bớt đi cặp đùi tinh trắng đang lộ ra, rồi giận dữ nói. Anh Hạ, anh quá đáng lắm rồi, nhân lúc em ngủ mà bắt nạt em về mách bố. Hạ Tưởng dở khóc dở cười, vội nói. Cô tự xem lại đi, ai ngủ ở phòng ai hả? Tống Nhất Phàm quay đầu nhìn mới hoàn toàn tỉnh lại, trên mặt đỏ bừng, ngại ngùng lè đầu lưỡi. Rồi nghĩ ngợi mặt càng đỏ hơn.
thế anh có thừa cơ lúc em ngủ mà nhìn trộm không? Thậm chí tay chân có động linh tinh không? Làm ơn đi, tôi là anh cô, không xấu xa đến vậy. Hạ Tường bất lực cười cười, giải thích. Tôi cũng vừa mới tỉnh lại, chẳng nhìn cái gì, càng không thèm sờ. Tống Nhất Phàm mới yên tâm vỗ vỗ ngực, nói. Làm em sợ muốn chết, sao lại ngủ mất nhỉ? Cũng may anh Hạ là chính nhân quân tử, nhỡ gặp phải tên dê già chẳng phải là thiệt hại nặng không? Hạ Tường liền vội vàng lý luận, nói cho Tống Nhất Phàm biết con gái nên biết giữ mình trong sạch, phải đề phòng giữa nam và nữ, con gái phải học bảo vệ mình, không được để người có tâm địa xấu lợi dụng, v.v. Chỉ nghe Tống Nhất Phàm gật đầu liên tục, gật xong rồi ngáp mấy cái, nói. Anh Hạ mà có con gái chắc có thể dạy nó nghe lời hoàn toàn. Một câu khiến Hạ Tường nghĩ tới Mai Hiểu Lâm và con gái Mai Đình nên nghĩ sau này nhất định phải nhắc Hiểu Lâm dạy bảo con gái cẩn thận. Phải dạy con gái biết tự trọng, dè dặt, không được để con trai xấu lừa mới được. Tuy nhiên đối với Tiểu Liên Hạ và Hạ Đông mà nói, chúng có người bố đẹp trai, lại có những bà mẹ xinh đẹp, sau này lớn lên chắc chắn cũng đẹp trai. Nếu chúng nó được nhiều cô gái săn đón, nếu các cô gái đều vây quanh chúng, Hạ Tường cũng ngại để con trai từ chối sự nhiệt tình của các cô phải không? Hạ Tường cười thầm, đúng là đứng trên lập trường của con trai và con gái nhìn nhận vấn đề lại có kết luận không giống nhau. Tống Nhất Phàm khe khẽ trở về phòng mình, đi đến cửa còn không quên làm mặt xấu trước Hạ Tường, nói nhỏ. Xuyệt, giữ bí mật, không được nói lung tung. Hạ Tường đừng nói là nói lung tung, hắn mới là không lộ nửa lời, ai mà biết được đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Cũng may nửa đêm tiếp theo không có chuyện gì cả, bình yên đến tận trời sáng. Tống Nhất Phàm lại ở thêm nửa ngày mới chịu về, coi như là chơi hết cỡ rồi. Vì Hạ Đông chưa đầy tháng, Hạ Tường không thông báo cho Tôn Hiển Vĩ, Lý Hồng Giang, v.v. Tuy nhiên bọn họ hiển nhiên là đã biết được tin tức từ nguồn tin khác, nên gọi điện thoại tới tấp chúc mừng. Hay nhất là Phùng Húc Quang, trực tiếp để người đưa hàng của siêu thị đem đến một chiếc nôi trẻ em, một bộ đồ chơi, một bộ đồ dùng trẻ em, và một thùng sữa bột. Lúc Phương Vu Phân mở cửa thấy người đưa hàng, kinh ngạc nói là nhà không mua đồ. Nhưng người đưa hàng lại cung kính mời bà ký nhận, sau khi ký xong, không nói thêm lời nào người đó đem tới một đống đồ rồi quay lưng rời đi. Lúc đó Hạ Tường liền đoán là bàn tay Mã Húc Quang làm, còn chưa kịp gọi điện thoại cảm ơn thì anh ta đã gọi tới. Ông em, chúc mừng nhé, cuối cùng cũng bước sang trang mới của cuộc đời là lên chức bố, không những chứng minh năng lực của cậu cũng là tăng thêm trách nhiệm cho bản thân. Phùng Húc Quang cũng có con trai, vai trò làm bố y lĩnh hội rất sâu sắc. Một chút quà mọn không là gì lớn lao, coi như là món quà gặp mặt cho cháu trai. Quà lớn thì đợi cậu bé đầy tháng, để chị dâu cậu chuẩn bị, anh ngại lo mấy khoản đó. Nói giỡn vài câu, Phùng Húc Quang nói tiếp. Quận Hạ Mã thiếu một cái siêu thị, ông em nói xem siêu thị Giai Gia có cần mở một chi nhánh ở đó không? Bây giờ người ở quận Hạ Mã chưa nhiều, mở siêu thị có thể tập trung một lượng lớn người nhưng chưa chắc kiếm được tiền, cho nên hắn vẫn do dự chưa đề cập với Phùng Húc Quang chuyện mở siêu thị. Bây giờ y chủ động nói ra, hắn liền nói ra muộn phiền trong lòng. Siêu thị dễ mở, anh thích miếng đất nào thì tôi có thể làm chủ phê cho anh. Nhưng lượng người ở quận Hạ Mã hiện giờ chưa cao, trong một năm khó có thể có lợi nhuận. Hạ Tường là đoán chừng kiểu bảo thủ, thực ra theo thiết nghĩ của hắn thì có lẽ sau nửa năm thua lỗ mới có thể chuyển sang quỹ đạo lợi nhuận. Hiện giờ lượng người quận Hạ Mã tuy chưa thịnh vượng nhưng theo đà thông nước sông Hạ Mã, sẽ có thể đón được cao trào đầu tư mới, đồng thời cũng sẽ dẫn vào một lượng lớn công nhân và nhân viên kỹ thuật, rồi theo đà bất động sản hưng thịnh, lẫn hoàn thiện các dự án phương tiện cơ sở. Trong nửa năm sau lượng người ở quận Hạ Mã tăng lên hơn 100.000 người chưa đáng kể gì. Sở dĩ hắn để ra thời gian một năm cũng là để dành ra đường lui, không muốn nói những lời quay chắc chắn. Phùng Húc Quang như không chịu dừng lại tí nào, trong giọng điệu còn mang chút oán trách. Coi ông anh là người ngoài à, chỉ cần có thể cống hiến cho quận Hạ Mã, giúp ông em lập được một chút thành tích, hai năm không kiếm được cũng chẳng là gì, tôi mà có chút không nhẫn nại được thì ông em cứ việc mắng. Hạ Tường trong lòng nóng hầm hập, thực tế hai năm gần đây hắn đi lại thân thiết với Tôn Hiển Vĩ, Lý Hồng Giang, v.v. Còn với Phùng Húc Quang không được thân như trước, chủ yếu là Phùng Húc Quang luôn đi theo hướng mở rộng ra ngoài tỉnh, y thường đi công tác ngoại tỉnh nên ít gặp mặt y, nên Hạ Tường ngại mở miệng với Phùng Húc Quang. Nghe Phùng Húc Quang nói xong, Hạ Tường cười ha ha,
biết tấm lòng của y liền nói. Được, không vấn đề gì. Sau khi đi làm đợi anh có thời gian, sau khi xem xong địa điểm, sau đó trực tiếp đến quận ủy tìm tôi. Buổi chiều, lại nhận được điện thoại chúc mừng của Trần Phong. Đầu tiên là chúc mừng Hạ Tưởng sinh được quý tử, sau đó nói. Vừa đúng lúc Chủ tịch Thành chiều nay muốn gặp tôi, nếu cậu có thời gian thì qua đây nói chuyện. Hạ Tưởng đang muốn tìm cơ hội gặp mặt Thành Đạt Tài, nghe Trần Phong nói xong liền ngay đó tỏ vẻ sẽ lập tức đến ngay. Vương Vu Phân cũng thấy Hạ Tưởng bận rộn công vụ, bà là phu nhân bí thư cũng thấy nhiều rồi Tào Vĩnh Quốc bận không hết công vụ, ít nhiều cũng thông cảm được chỗ khó của Hạ Tưởng, liền nói. Trong nhà có mẹ và thông gia chăm sóc, cũng chẳng có việc gì con làm được cả, cứ đi làm việc của con đi. Lam Miệt cũng nói. Đúng là đàn ông sướng, lúc sinh con thì rảnh việc, sinh xong cũng chẳng có việc, thật bất công. Có điều thấy anh một lòng vì việc công, tôi thay anh chăm sóc cô bé Lê là được rồi. Tào Thù Lê khôi phục rất nhanh, tinh thần cũng tốt, tuy là hơi béo một chút nhưng vẻ đẹp không giảm đi chút nào, cũng cười nói với Hạ Tưởng. Anh ở nhà em cũng cảm thấy phiền, chân tay vụng về toàn làm hỏng việc, đợi khi nào con trai gọi được tiếng bố thì mới có thể giúp đỡ được. Hạ Tưởng ngại ngùng cười hi hi. Địa điểm hẹn gặp Trần Phong và Thành Đạt Tài là một quán trà. Tên quán rất độc đáo, là Hồng Tụ Thiêm Hương. Chương 562, trong lúc cười nói, Giang Sơn vào tay. Hồng Tụ Thiêm Hương nằm trên đường hoa trung phồn hoa, lại đi qua một ngõ hẻm nhỏ rộng chưa được mấy mét, ngõ hẻm cổ kính yên tĩnh, như kiểu đang từ sự phồn hoa hiện đại bước một bước xuyên vào thời cổ đại. Nghe tiếng bước chân gõ trên tấm đá dưới nền khiến cho tâm trạng người ta tự dưng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái. Hồng Tụ Thiêm Hương được sửa sang như một căn nhà cổ, vừa không cổ điển lại không hiện đại, mang một phong cách xưa cổ và tang thương không thích hợp với môi trường xung quanh. Chủ của quán trà là một phụ nữ tầm hơn 30 tuổi, tên là Sở Đồng, mang đủ vẻ đẹp thông minh, không phải vẻ đẹp quá sắc nét nhưng tuyệt đối là kiểu nhìn hoài không chán và không sợ tàn phai bởi năm tháng. Bộ váy dài phong cách khác lạ càng tôn lên dáng người cô cao, thẳng, mái tóc dài che vai khiến cô thản nhiên xuất trần. Ngay cả Hạ Tưởng đã từng gặp vô số người đẹp rồi nhưng khi thấy Sở Đồng trong lòng cũng thầm khen ngợi. Vẻ đẹp của Sở Đồng như bông hoa trúc đẹp tao nhã trong rừng cốc, mang sự tự kiêu tự hào. Thành Đạt Tài mời Hạ Tưởng và Trần Phong lên tầng 2 vào phòng hướng dương, sau khi ngồi yên chỗ mới giới thiệu Sở Đồng với hai người. Lúc Thành Đạt Tài giới thiệu Sở Đồng, đặc biệt nhấn mạnh một câu. Sở Đồng thích hợp nhất làm hồng nhan chi kỷ. Cái tôi nói hồng nhan là chỉ người bạn tâm hồn thật sự, có thể chạm tay vào nhưng trước sau lại luôn duy trì khoảng cách. Trần Phong cười ha hả không nói, Hạ Tưởng liền nói. Cảnh giới của Chủ tịch Thành, người bình thường không đạt được. Khoảng cách gần nhất giữa người và người là cơ thể, khoảng cách lớn nhất mới là tâm hồn. Người bạn tâm hồn mới là giấc mộng xa xôi không với tới được. Thành Đạt Tài ngây người, không hiểu ý. Nói như thế nào? Trần Phong cũng không hiểu, vì lời của Hạ Tưởng dường như có ý nghĩa khác. Trong mắt ông Hạ Tưởng không phải là kiểu người nhìn thấy phụ nữ là thất thố, bất động, sao hôm nay ăn nói như kiểu có ý trêu ghẹo Sở Đồng. Ngay cả Sở Đồng cũng hơi nhíu đôi mày thanh tú, liếc Hạ Tưởng một cái nhìn khinh thị. Hạ Tưởng quan sát phản ứng của mọi người, biết là ai cũng hiểu sai ý của mình nên mượn lúc bắt tay Sở Đồng cười nói. Hai người lạ mặt vừa gặp nhau đã có thể bắt tay, cơ thể chính là khoảng cách tiếp xúc bằng không rồi. Tay có thể nắm được nhưng tâm hồn giữa hai người có khả năng là hai đường thẳng song song, có khả năng vĩnh viễn không có điểm tiếp xúc. Miệng Sở Đồng hơi hơi mở ra, ngây người một lát mới hiểu ý cười. Chủ tịch quận hạ quả nhiên ăn nói dí dỏm, một câu nói thôi khiến người ta hiểu ngay vấn đề, đúng là người tuyệt diệu. Quan hệ giữa Thành Đạt Tài và Sở Đồng dường như hơi phức tạp. Cho người khác cảm giác vừa thân gần vừa xa cách. Thành Đạt Tài nghe Sở Đồng khen Hạ Tưởng, ánh mắt phức tạp nhìn sang Hạ Tưởng, cười nói. Giữa người trẻ tuổi với nhau quả là có chung tiếng nói. Hạ Tưởng phỏng đoán cái gọi là bạn bè tâm hồn giữa Thành Đạt Tài và Sở Đồng liền nói. Tuổi tác không phải là mấu chốt của vấn đề, tiếng nói chung cũng không phải mấu chốt, có nhiều lúc không nói gì giữa hai người cũng có thể đạt được sự ăn ý. Thành Đạt Tài vô cùng tò mò. Vậy thì tôi muốn nghe cậu nói xem mấu chốt ở đâu. Mấu chốt ở chỗ có lúc giữa người với người chính là có cảm giác tốt kỳ lạ hoặc phiền chán, nói trắng ra chính là cảm giác thuần túy đúng lối thì tất cả đều dễ nói, cảm giác không đúng nếu có nói thêm,
điểm chung có nhiều hơn, có lẽ khoảng cách tâm hồn vẫn không thể tiếp xúc được. Hạ Tường giải đáp có chút như chơi xỏ, giống như đem tất cả đổ thừa do cảm giác. Không ngờ lời giải thích của hắn lại trúng với ý của Thành Đạt Tài và Sở Đồng, hai người cùng lúc gật đầu, cùng cất tiếng. Nói đúng lắm. Trần Phong cười ha hả. Đừng thấy tiểu hạ còn trẻ, có lúc cảm ngộ đối với cuộc đời cũng rất sâu sắc, tôi là được lĩnh hội rồi. Chỉ chốc lát, Sở Đồng chào mọi người rời đi, Thành Đạt Tài mới không giấu giếm nhìn theo bóng cô nói. Tôi và Sở Đồng quen biết gần 10 năm rồi. Khi quen cô ấy vừa mới tốt nghiệp đại học xong, lúc đó đi theo tôi, làm hồng nhan tri kỷ của tôi, là hồng nhan tri kỷ theo nghĩa khác. Mấy năm sau, không biết do cớ gì, giữa tôi và cô ấy dần xa cách, rồi lại qua mấy năm chúng tôi lại đến gần nhau nhưng không có mối quan hệ tình ái, chỉ có cảm giác nhạt nhạt và tìm về hương vị xưa. Khi ở bên nhau thì nói chuyện, đàm luận chuyện đời rồi trở thành người bạn không có gì không nói. Khoảng cách cơ thể thì xa rồi nhưng khoảng cách tâm hồn thì lại gần hơn. Cuộc đời, có lúc thực sự có nhiều chuyện mà người ta nói không rõ, không rành mạch được. Hạ Tưởng cứ cho rằng Thành Đạt Tài làm một kỳ tài kinh doanh sẽ có mặt siêu phàm thoát tục. Hôm nay nghe ông kể ra tâm sự và bí mật cũng biết được rằng nhân vật truyền kỳ có vĩ đại hơn cũng đều có mặt mềm yếu. Với địa vị và sức hấp dẫn của Thành Đạt Tài, phụ nữ vây quanh là chuyện thường tình, không có mới là không bình thường. Có điều nghe từ giọng ông ta. Rõ ràng là ông đã bước qua giai đoạn đầu của mối quan hệ nam nữ, đã kết tủa tình cảm mãnh liệt. Mấy người còn nói chuyện phiếm thêm một hồi mới bước vào vấn đề chính. Hạ Tưởng muốn thảo luận với Thành Đạt Tài về vấn đề tiền đầu tư 20 tỷ, Trần Phong không phải người ngoài nên không cần giấu giếm. Trần Phong hẹn gặp Thành Đạt Tài không phải là chỉ để uống trà, mà là muốn bàn bạc về hướng đi đại khái và lối đi cụ thể của tập đoàn Đạt Tài về chuyện sản nghiệp bất động sản ở quận Hạ Mã. Sản nghiệp bất động sản tuy là thực sự có ở quận Hạ Mã, nhưng cuối cùng là phải đối mặt với thị trường toàn thành phố và cả tỉnh, nhiều khúc cần thành phố phối hợp mới được. Lối đi của Thành Đạt Tài là, ngoài bất động sản ra, tập đoàn Đạt Tài còn phải xây mới một khu công nghiệp may mặc và một khu bán xỉ các sản phẩm thương mại mô hình lớn. Sản phẩm may mặc của thành phố Yến không mấy nổi tiếng trong nước, nhưng tiếng tăm bán xỉ các mặt hàng thương mại nhỏ lại không nhỏ, từng được xếp vào một trong 10 thị trường bán xỉ lớn trên toàn quốc. Cho đến khi Hạ Tưởng hồi sinh, tuy thị trường bán xỉ thành phố Yến không lớn như trước nhưng cũng vẫn là nóng sốt, ngạch giao dịch không nhỏ, vẫn có thể xếp vào danh sách đứng đầu cả nước. Tuy nhiên việc bán xỉ ngành may mặc lại dần xuống dốc, sau khi một nhà chuyên kinh doanh bán xỉ thời trang trẻ từng một thời hưng thịnh đóng cửa, các nhà bán xỉ thời trang khác cũng chịu không ít ảnh hưởng tiêu cực, ngạch giao dịch tụt dốc, không so nổi với thời hưng thịnh vàng son. Nguyên nhân xuống dốc tuy không nhiều. Nhưng quan trọng nhất chính là không hình thành ưu thế quy mô. Một là quá phân tán, ý thức cạnh tranh với bên ngoài của các thương hộ không mạnh, hai là chính sách không tới nơi tới chốn, không có ưu tiên chỉnh góp vốn, dẫn tới mấy nhà phân tán chế ngự, chèn ép lẫn nhau. Kết quả là theo đà phát triển của thị trường bán xỉ may mặc ở ngoại tỉnh mà dần dần bị thua bại. Khiến Hạ Tưởng đau lòng nhất là chợ bán xỉ linh kiện kim loại suy bại, lại không phải do kinh doanh mà là do chính phủ thiếu khuyết tầm nhìn xa. Trong quá trình cải tạo không có làm tốt quy hoạch trước, đem đường giao thông vào chợ bán xỉ linh kiện kim loại hoàn toàn chặn lại, dẫn tới việc nhập xuất hàng gặp nhiều ảnh hưởng. Các thương buôn không có kế nào khả thi, nhiều lần khẩn cầu lên Ủy ban Nhân dân Thành ủy tu sửa đường cho thỏa đáng hợp lý, kết quả là Ủy ban Nhân dân Thành ủy không thèm để tâm tới. Một năm sau đường được tu sửa tốt, chợ bán xỉ linh kiện kim loại có đến hơn 80% nhà bán xỉ sập tiệm. Sau khi khôi phục lại kinh doanh, khi các nhà kinh doanh bán xỉ trải qua tu chỉnh chuẩn bị gióng trống khua chiêng lại một lần nữa mở lớn một trận, thì phát hiện các khách hàng ruột đã bay mất, thì ra là trong thời gian thành phố Yến tu sửa đường, một khu chợ bán xỉ lớn mới xây dựng ở tỉnh Tề, và cung cấp với chính sách cực kỳ ưu đãi. Kết quả là thành phố Yến từng là khu chợ bán xỉ linh kiện kim loại hot một thời giờ không gượng dậy nổi, triển vọng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hạ Tưởng có một người bạn kinh doanh linh kiện kim loại. Mỗi năm vốn là cũng kiếm được 1-2 triệu tệ lãi, kết quả sau khi sửa đường xong, lợi nhuận giảm mạnh xuống còn mười mấy nghìn tệ một năm, gần như không thể duy trì, chỉ còn cách đóng cửa cho nhanh. Sự sai lầm về chính sách mang đến nỗi đau ghê người, kéo dài lê thê, cũng khiến người ta đau lòng nhất. Thành Đạt Tài cũng thật là có đầu óc kinh doanh hơn người, có thể nhìn ra ưu thế của việc quy mô hóa, ông ta đề xuất khu công nghiệp may mặc và chợ bán xỉ sản phẩm thương mại nhỏ.
có thể nói là khái niệm sản nghiệp bất động sản của ông ta thực thi cụ thể, cũng không chút khoa trương mà nói, có thể mang ảnh hưởng tốt sâu xa cho quận Hạ Mã, thậm chí là thành phố Yến. Thậm chí có thể nói, hành động này của Thành Đạt Tài có thể cứu vớt nhiều nhà buôn bán sỉ nhỏ, vừa ở thành phố Yến, giúp cho chợ bán sỉ của thành phố tiếp tục duy trì ưu thế dẫn đầu. Trần Phong không biểu lộ thái độ gì vội, mà chỉ là nhìn qua Hạ Tưởng. Là chủ tịch quận của quận Hạ Mã, cậu thử nói trước xem. Đương nhiên tôi hoan nghênh hai tay, đồng thời mời chủ tịch Thành đề thêm vài ý kiến nữa, chính là xây dựng khu công nghiệp may mặc và chợ bán sỉ sản phẩm thương mại nhỏ còn chưa đủ, nên cùng lúc vạch dự án chợ sỉ linh kiện kim loại và chợ linh kiện ô tô, bốn chợ sỉ này phân bố trong vành đai trung tâm quận Hạ Mã. Nếu được, tôi có thể để cục quy hoạch quận quy hoạch lại, trực tiếp vạch ra 1 km² cho tập đoàn Đạt Tài sử dụng. Giọng của Hạ Tưởng không nhỏ, trực tiếp đề nghị tập đoàn Đạt Tài lên dự án 4 chợ bán sỉ, số vốn đầu tư ít cũng phải tầm trên 4 tỷ tệ. Trần Phong không hiểu hỏi. Chợ linh kiện kim loại trong thành phố không phải làm ăn rất tốt sao? Lập thêm một chợ nữa ở quận Hạ Mã, không những phải xây mới, còn có khả năng xây xong bỏ trống, lãng phí tài nguyên, tiền bạc. Hạ Tưởng không trả lời nghi vấn của Trần Phong, mà cười tủm tỉm nhìn Thành Đạt Tài. Thành Đạt Tài trầm tư một lát, có vẻ đăm chiêu nói. Tôi chỉ nghiên cứu cụ thể qua khu công nghiệp may mặc. Cảm thấy mấy chợ bán sỉ quần áo trong thành phố Yến tuy có quy mô nhưng nhỏ và phân tán quá, giao thông lại không thuận tiện lắm cho nên cần phải xây mới cái khác. Việc đầu tư sản phẩm thương mại nhỏ có thể suy nghĩ lại, đồng thời suy xét lại chợ bán sỉ sản phẩm thương mại trong trung tâm thành phố Yến quá cũ kỹ. Nhiều cơ sở hạ tầng có từ những năm 70, 80, không thích ứng được với yêu cầu của đại hình hóa, cất kho hóa và quy mô hóa. Qua các luận chứng, sau khi khu công nghiệp may mặc và chợ bán sỉ sản phẩm thương mại nhỏ được xây xong, trong 2-3 năm có thể sinh lợi ích rồi. Uống một ngụm trà, Thành Đạt Tài nói tiếp. Chợ linh kiện ô tô tôi chưa nghĩ tới, nghe cậu nói cũng thấy có chỗ để làm. Có điều triển vọng chợ linh kiện kim loại không được sáng sủa lắm. Chợ linh kiện kim loại hiện giờ có vị trí cũng được, giao thông cũng khá thuận lợi. Hạ Tưởng gật đầu. Chủ tịch Thành nói không sai, trước mắt xem ra chưa cần xây mới chợ bán sỉ linh kiện kim loại mà không có nhà buôn chịu vào, nhưng phạm vi chợ bán sỉ linh kiện kim loại hiện tại không thể mở rộng hơn, đây là điểm bất lợi đầu tiên hạn chế sự phát triển sau này. Điểm thứ hai là không lâu nữa Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ mở rộng đường Hoa Dụ, vừa đúng chặn lại lối vào khu chợ. Điểm thứ ba là thành phố Phong Tranh tỉnh Tề đang khởi động dự án chợ linh kiện kim loại, định xây mới một khu chợ linh kiện kim loại lớn hơn, chuẩn bị bao trùm thị trường Bắc Kinh, Thiên Tân, phía Bắc và phía Nam cả nước. Cũng chính là có ý thay thế vị trí chợ bán sỉ linh kiện kim loại thành phố Yến. Với quy mô và vị trí chợ linh kiện kim loại trước mắt, đều là những nhân tố bất lợi, không có nhân tố có lợi. Trần Phong ngẩn người, cúi đầu nghĩ ngợi, không tin lấy điện thoại ra gọi cho cục quy hoạch thành phố. Không lâu sau tắt điện thoại nói. Tiểu Hạ, chỉ trong phút chốc tôi cứ nghĩ cậu là thị trưởng chứ không phải chủ tịch quận Hạ Mã nữa. Hạ Tưởng khiêm tốn cười. Quận Hạ Mã là quận Hạ Mã của thành phố Yến, cần phải nắm bắt được hướng đi của thành phố mới có thể ra quyết định có lợi nhất cho sự phát triển của quận sau này. Trần Phong cười ha hả quay đầu nói với Thành Đạt Tài. Chẳng trách lúc đó chủ tịch Thành đòi móc nối đầu tư với cấp trên của Hạ Tưởng. Con mắt của chủ tịch Thành thật nhạy bén, biết đầu óc kinh doanh của Tiểu Hạ, lại kết hợp với thực tế của quận Hạ Mã nhất định có thể ra phán đoán có lợi nhất. Thái độ của tôi là, được, thành phố sẽ ủng hộ quyết định của quận Hạ Mã. Thành Đạt Tài mỉm cười. Một người là bí thư thành ủy, một người là chủ tịch quận Hạ Mã, tất nhiên là muốn nghĩ cho tập đoàn Đạt Tài đầu tư càng lớn càng tốt, tập đoàn Đạt Tài có nhiều tiền thế lớn thì vốn cũng không đủ dùng. Nói đùa vài câu, Thành Đạt Tài vẫn gọi một cuộc điện thoại. Một lát sau cúp máy, nói. Tin thành phố Phong Tranh khởi động dự án chợ linh kiện kim loại là có thật. Trần Phong cũng nói. Việc thành phố đang trong quy hoạch tu sửa đường cũng là thật. Hạ Tưởng liền cười. Uống trà nào. Mấy người cùng nhau cười ha ha. Tuy rằng không phải kiểu cười nói dễ dàng đạt được mục đích, nhưng cũng được tính là trong lúc cười nói đã quyết định dự án đầu tư mấy tỷ. Hạ Tưởng lại kéo được thêm một khoản đầu tư nữa về cho quận Hạ Mã, cũng có chút cảm giác tự hào. Lại uống trà thêm một lúc thì nói chuyện về khoản đầu tư 20 tỷ của Bạch Chiến Mặc. Thành Đạt Tài cũng luôn theo dõi khoản 20 tỷ này, ông ta cũng biết tập đoàn Đạt Tài là nhân vật dẫn quân của tỉnh Yến,
nhưng so với những tỉnh phát đạt ở phía Nam thì chưa là gì cả. Tuy số đầu tư 20 tỷ trong mắt tập đoàn Đạt Tài chưa phải là khoản vốn khủng, nhưng có thể một lúc rút 20 tỷ đặt cược vào tương lai của quận Hạ Mã, cũng coi như là nhà đầu tư quyết đoán, tinh mắt. Nếu là nhà đầu tư trong tỉnh thì dễ nói, dù sao gần quan được ban lộc, nắm bắt được nhiều chính sách hướng đi của quận Hạ Mã và thành phố Yến, cũng có mối quan hệ và bối cảnh, đầu tư 20 tỷ trong lòng ăn chắc hơn. Nhưng từ thành phố Văn Châu xa xôi đến đầu quân 20 tỷ vào một quận mới của thành phố Yến thì khiến cho người ta không thấu suốt. Thành Đạt Tài cũng có mạng lưới quan hệ, cũng từ nhiều nguồn tin biết được mối đầu tư của thương mại Trường Cơ là chiến tích của Bạch Chiến Mặc, và y là người được Phó Tiên Phong bồi dưỡng. Phó Tiên Phong có lai lịch thế nào đương nhiên là ông ta rất tường tận. Mặc dù như vậy, ông ta vẫn không tin lắm vốn đầu tư từ Văn Châu là thực sự xem trọng triển vọng của quận Hạ Mã. Tuy thành phố Yến là thủ phủ của tỉnh nhưng nhìn rộng ra cả nước nền kinh tế chỉ xếp loại vòng 2, huống hồ ở quá gần Bắc Kinh. Với lại quận Hạ Mã là quận mới, nếu chỉ có 2 tỷ đầu tư từ ngoại tỉnh vào thì ông ta cũng không thấy kỳ lạ, nhưng đây lại là 20 tỷ nên không thể không suy nghĩ. Trần Phong cũng hoài nghi về số vốn 20 tỷ đó, nhưng là bí thư nên không dễ trực tiếp can thiệp vào chính sự của quận Hạ Mã, lại do có bóng dáng của Phó Tiên Phong trong đó nên dù có hoài nghi cũng chỉ để đó. Không thể luôn từ chối khoản đầu tư, ông ta liền giữ thái độ ngồi không quan sát. Hạ Tưởng trước khi có chứng cứ xác thực cũng không dễ một mực cho rằng khoản đầu tư này là vốn lưu động dở chiêu, hắn chỉ xúc tích nói suy nghĩ trong lòng ra. Trước mắt, khoản đầu tư 20 tỷ này bị Bạch Chiến Mặc tóm chặt, không muốn cho chính phủ nhúng tay vào. Xét về góc độ độc tài quyền to hoặc độc chiếm thành tích thì có thể hiểu được, nhưng xuất phát từ góc độ muốn đóng góp cho quận Hạ Mã thật sự. Muốn đầu tư công nghiệp thật ở quận Hạ Mã, thì cách làm của thương mại Trường Cơ có chút khó hiểu. Nếu muốn đầu tư công nghiệp, đầu tư bất động sản cần phải giao lưu với các bộ ngành chính phủ, cho dù là Bạch Chiến Mặc kéo đầu tư đến cũng không đi tắt qua được sự vụ hành chính phía chính phủ. Thành Đạt Tài nhấp một ngụm trà nhỏ, hơi hơi gật đầu. Nói đúng lắm, 20 tỷ không phải là nhỏ, cũng không phải là thứ nhất thời sinh ra, không có ai trong một chốc nóng đầu mà lấy 20 tỷ thử nước cả. 20 tỷ đâu phải 200 triệu, cũng không phải 2 tỷ, không phải là con số đùa. Nếu thật lòng muốn đầu tư vào quận Hạ Mã, có lẽ hiện đã bắt đầu khảo sát thực tế rồi, phân chia đất, thậm chí là lập tức xây dựng dự án rồi. Hạ Tưởng tán thành suy nghĩ của Thành Đạt Tài. Bước đầu tư đầu tiên của thương mại Trường Cơ là có ý hướng vào bất động sản, đồng thời còn tham gia vào thương mại, khoa học kỹ thuật và ngành y tế công nghiệp, gần như là phương diện nào cũng có đủ. Nhưng cho đến giờ tôi nghe nói hình như mới thuê một tầng tòa nhà lộng chiều đường viễn cảnh làm văn phòng, chưa có các động thái khác, tuy nhiên cũng mới xin phê chuẩn một miếng đất, nghe nói muốn mở sân golf. Trần Phong cười lắc đầu. 20 tỷ đầu tư, nghe giọng điệu thì rõ lớn, khi mà đến thật rồi thì động tính quá bé, rất rõ ràng thứ bán trong hồ lô không chừng là thuốc giả. Không kết luận vội về bọn họ. Thành Đạt Tài vung tay đầy khí khái. Người khác không dễ nói. Nhưng quận Hạ Mã có tiểu hạ, 20 tỷ có là đầu voi, sau khi thông thủy sông Hạ Mã xong, nước sông cũng sâu lắm, tôi tin tiểu hạ sớm đã có chủ ý rồi, nói xem, cần tập đoàn Đạt Tài phối hợp với cậu thế nào. Hạ Tưởng biết Thành Đạt Tài là người thông minh, cũng là một thương nhân chủ nghĩa lý tưởng, ông ta sẽ không cho phép vốn lưu động đến làm loạn thị trường quận Hạ Mã và thành phố Yến, nếu 20 tỷ có động tĩnh lạ, ông ta sẽ không ngồi yên bỏ mặc. Hạ Tưởng liền nói. Nếu cần Chủ tịch Thành ra tay, tôi muốn Chủ tịch Thành giúp hai việc. Một là phối hợp mấy nhà kinh doanh bất động sản cùng nhau kiểm soát giá nhà, giá cụ thể đến lúc đó sẽ định đặt, có thể trong thời gian ngắn sẽ có thiệt hại về kinh tế, nhưng nhìn xa rộng sẽ được báo đáp. Hai là, nói không chừng phải đưa tay ra mượn tiền của Chủ tịch Thành. Thành Đạt Tài hỏi, bao nhiêu? 2 tỷ, nhiều nhất là 5 tỷ. Sau khi Thành Đạt Tài nghe xong, nghĩ một lúc đồng ý. Được, vấn đề không lớn, đến lúc đó không cần biết là dùng cách nào, dù là mượn tạm tôi cũng giúp cậu gom được 5 tỷ tiền vốn. Hạ Tưởng liền biểu thị trịnh trọng cảm ơn Thành Đạt Tài. Chủ tịch Thành mà ra tay là tôi có được thiên hạ. Thành Đạt Tài cười ha ha. Nịnh bợ là không được, không nên hứa suông chót lưỡi đầu môi, cho cậu mượn 5 tỷ là tôi muốn có báo đáp lại đấy. Chương 563, đuôi cáo. Người làm ăn nói chuyện làm ăn. Hạ Tưởng cũng không nghĩ là chỉ dựa trên mối quen mà vô tư dùng số tiền 5 tỷ của Thành Đạt Tài.
hắn cũng tin thể diện hắn không lớn như vậy, cho dù người đó là Trần Phong cũng không được. Thậm chí có thể không chút khoa trương nào khi nói, chính là bí thư tỉnh ủy Diệp Thạch Sinh cũng sẽ không mở miệng mượn 5 tỷ của Thành Đạt Tài mà không có cái gì cảm ơn lại. Hạ Tưởng liền cười. Xem, tôi cũng đang định nói đây. Chủ tịch Thành nói ra trước chẳng khác nào nói là tôi không biết điều. Thành Đạt Tài cười ha hả. Tôi không phải là lợi dụng cậu, mà là tôi biết cậu là người thế nào mới không hỏi báo đáp gì trước mà đã đồng ý luôn rồi. Nếu là người khác tôi còn đắn đo suy nghĩ cũng chưa chắc đồng ý. Đòi cậu báo đáp lại chính là muốn cậu có câu trả lời, rốt cuộc là muốn hành động thế nào. Tôi không muốn bị cậu che mắt, nếu không dù cậu mượn 5 tỷ rồi trả lại 6 tỷ thì tôi cũng không đồng ý. Cái mà Thành Đạt Tài muốn là một quá trình được thực thi như thế nào, y đương nhiên nhìn xa hơn người khác rồi, và không phải chỉ tham lợi ích trước mắt, y còn muốn được lợi từ trong, chính là muốn biết kế hoạch tỉ mỉ của Hạ Tưởng. Thành Đạt Tài biết rõ, đầu óc kinh doanh và mưu mô của Hạ Tưởng xa hơn cả mấy trăm triệu báo đáp kia. Hạ Tưởng cười ha hả. Đúng là thật xin lỗi Chủ tịch Thành, tạm thời bây giờ cần giữ bí mật đã, nói trắng ra cũng không phải giấu ngài và bí thư Trần bằng được. Chủ yếu là bây giờ tôi chỉ đoán mò hướng đi của 20 tỷ đó, không muốn kể ra kết luận của việc suy đoán. Chỉ có đợi bọn họ hành động thật sự rồi, lúc đó khi tôi chia tay mượn tiền ngài, nhất định sẽ khai hết ra, được không ạ? Vẻ mặt Thành Đạt Tài trầm lặng nhìn Hạ Tưởng một chốc, nhấc chén trà lên. Nào, lấy trà thay rượu, cạn nào. Hạ Tưởng biết là Thành Đạt Tài đã đồng ý rồi. Mấy người ngồi uống trà cả một buổi chiều, nói không ít chuyện, trời Nam đất Bắc không thiếu cái gì. Hôm nay Thành Đạt Tài rất có nhã hứng, còn tiết lộ vài chuyện năm xưa khiến Hạ Tưởng cuối cùng cũng phải tin một câu, bất kể là quan to hay thương nhân lớn, chỉ cần là đàn ông thì đều không qua được cửa ải đàn bà. Anh hùng khó qua cửa mỹ nhân, thiên cổ lưu truyền đến tận bây giờ lần nào cũng đúng. Cuối cùng khi đến lúc tàn cuộc, Hạ Tưởng lại nhớ ra Tỉnh Yến sắp có biến động, nghĩ ngợi thấy là nên nhắc qua Trần Phong, dù nếu nói là nhà họ Ngô muốn nhúng tay vào sự vụ của thành phố Yến, chắc chắn là phân quyền trong tay Trần Phong, cho dù nói ra Ngô gia muốn nhúng tay vào sự vụ thành phố Yến, chắc chắn phải từ phân quyền trong tay Trần Phong. Dựa vào tình hình trước mắt mà nói, từ phương diện tình cảm Hạ Tưởng vẫn cảm thấy mình gần với Trần Phong hơn, càng mong muốn là Trần Phong nắm được toàn thế cục của thành phố Yến hơn. Bí thư Trần, có nghe Phong Thanh có người muốn động vào thành phố Yến gì không? Hạ Tưởng thử thăm dò hỏi một câu. Trần Phong sửng sốt, y luôn biết con người Hạ Tưởng rất cẩn trọng, không dễ dàng ăn nói linh tinh, lắc đầu nói. Thế cục vẫn ổn định, hơn nữa thành phố Yến vừa mới xử lý một phó thị trưởng thôi. Trong thời gian ngắn chắc sẽ không có biến động nữa, với lại tôi cũng không phát giác có động tĩnh gì cả. Cậu nghe thấy tin đồn gì à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Tưởng suy nghĩ, vẫn là nói mơ hồ một câu. Cũng không có, chỉ là cảm thấy lý lịch kinh nghiệm Bộ trưởng Phương cũng đến độ rồi, gần như đến lúc đáng được lên một bước rồi. Sở Đồng tiễn mọi người đến đầu ngõ, lấy ra một tấm các bạch kim đưa cho Hạ Tưởng, nói. Thấy được chủ tịch quận Hạ là người tao nhã, nên sẽ thích những nơi yên tĩnh, tặng ngài một tấm thẻ giảm giá, khi có thời gian mời bạn bè đến đây. Hạ Tưởng nhận tấm thẻ, cất cẩn thận rồi cười. Có cơ hội tôi nhất định đến ủng hộ. Thành Đạt Tài vỗ vỗ vai Hạ Tưởng. Chớ có thuận miệng nói chơi nhé, sau này có tổ chức hay tụ họp gì thì đến Hồng Tụ Thiêm Hương. Hồng Tụ Thiêm Hương là nơi tao nhã, lại có thêm chủ tịch Thành đã mở lời sau này tôi chắc chắn sẽ đến thường xuyên. Ánh mắt Hạ Tưởng nhấp nháy, nhìn Sở Đồng nở nụ cười chân thành và thân thiết. Sở Đồng bị ánh mắt Hạ Tưởng lướt qua, chống ngực đập mạnh một cái kỳ lạ, trong lòng nghĩ Hạ Tưởng tuy tuổi tác chưa lớn nhưng cũng đường đường là chủ tịch quận, cũng là người lăn lộn trong quan trường nhiều năm, sao ánh mắt hắn vẫn còn trong suốt như vậy. Khi ánh mắt ấy nhìn vào người khác gần như không mang chút tạp niệm nào, hoàn toàn không giống bất kỳ người đàn ông có ánh mắt háo sắc. Đến khi Hạ Tưởng và mấy người kia đi xa rồi, Sở Đồng vẫn đứng ngây ở đầu ngõ, trong ánh mắt lộ ra tia nghi hoặc và bất lực, càng cô đơn và thương cảm, cũng không biết là cô đang nghĩ cái gì. Thứ hai, cả một buổi sáng xử lý mấy chuyện đột ngột phát sinh. Vì có mấy hộ di rời bất mãn với loại hình căn hộ mà bất động sản Giang Sơn bù cho họ, đòi đổi bằng được, Hạ Tưởng liền để Ngô Cảng Đắc ra mặt xử lý. Giữa trưa khi gần đến lúc tan tầm, Hoàng Vĩ Cương xin chỉ thị của Hạ Tưởng,
nói là chủ tịch hội đồng Nguyên Minh Lượng của Thương mại Trường Cơ mở tiệc ở khách sạn Hào Môn, mời chủ tịch quận hạ đến dự. Cuối cùng Nguyên Minh Lượng đã chịu xuất hiện, Hạ Tưởng cũng đang muốn gặp ông ta liền gật đầu đồng ý, đồng thời dặn dò. Mời đồng chí Thiên Vũ, Nguyên Thanh và Hồng Tâm cùng đi dự tiệc. Hoàng Vĩ Cương có chút buồn rầu mà trả lời lại một câu, trong lòng thấp thỏm, cảm thấy chủ tịch quận hạ không cho y theo cùng là không tin tưởng y. Chỉ lát sau, Kim Hồng Tâm đến đầu tiên báo cáo xe đã được chuẩn bị xong, có thể xuất phát rồi. Lúc Hạ Tưởng chuẩn bị đi, đi ngang qua Hoàng Vĩ Cương thuận tay vỗ vai y, nói. Công việc ở văn phòng quan trọng hơn việc ăn uống, cố gắng quen với công việc rồi tranh thủ sớm ngày tiến bộ. Một câu nói thôi mà khiến cho tâm trạng của Hoàng Vĩ Cương nóng bừng lên, suýt nữa cảm động đến ướt hết mắt. Chủ tịch quận hạ là thật lòng quan tâm đến sự trưởng thành của y, không cho y nhập vào nghiệp vui chơi quá sớm, với người chân ướt chân ráo như y thì làm quen công việc quan trọng hơn bất kỳ bữa tiệc nào. Hắn gật đầu mạnh. Vâng thưa chủ tịch quận hạ, tôi nhớ kỹ rồi. Khi Hạ Tưởng đến khách sạn Hào Môn, Nguyên Minh Lượng đã đợi được 5 phút rồi. Y thấy Hạ Tưởng sắp xếp thời gian cực kỳ thỏa đáng, không sớm quá, không muộn quá, vừa không mất đi thân phận lại là giữ thể diện cho y, trong lòng đánh giá Hạ Tưởng cao hơn một chút. Nguyên Minh Lượng 50 tuổi, không cao, gầy nhưng nhìn rất có tinh thần, nói chính xác là toàn thân đều toát ra khí chất anh minh, tháo vát, nhưng lại không phải kiểu thông minh khiến cho người khác vừa thấy đã phải đề phòng, là một kiểu thông minh khiến người gặp là cảm thấy giao lưu với y là sẽ có lợi. Và cảm thấy mắt nhìn của y vượt mức, nhất định có thể giúp cho việc đầu tư của bạn sẽ được báo đáp lại. Người như vậy, toàn thân toát ra sự thu hút, một kiểu khiến người ta tín nhiệm và tình nguyện đem tiền đầu tư giao cho y để y vận hành. Vừa nhìn thấy Nguyên Minh Lượng, Hạ Tưởng đã hiểu ngay ưu thế của y ở đâu. Nụ cười của ông ta rất chân thành, ánh mắt thông minh, cách ăn mặc toát lên vẻ phú quý, nhưng lại không mang vẻ thô tục của những kẻ địa chủ giàu có. Là một người thông minh và rất biết xem xét thời thế, Hạ Tưởng ra kết luận ấn tượng đầu tiên về Nguyên Minh Lượng. Hôm nay Nguyên Minh Lượng vốn có ý là chỉ mời mình Hạ Tưởng, không ngờ từ trên xe bước xuống là mấy người liền, y không quen biết mấy người Trần Thiên Vũ nhưng liền nghĩ ra ngay mấy người đó chắc chắn là thân tín của Hạ Tưởng. Nói cụ thể, chính là bộ máy chính phủ, y liền nghĩ thầm, Hạ Tưởng quả nhiên lợi hại, đem theo người ngoài đến cùng rõ ràng là thể hiện bộ dạng việc công theo việc công. Không cho ông ta bất kỳ cơ hội tiếp xúc riêng nào. Hoặc nói là không cho y cơ hội thề thốt và biếu quà. Trong ánh mắt Nguyên Minh Lượng thoáng qua một tia thất vọng. Hôm nay mục đích Nguyên Minh Lượng mời Hạ Tưởng đến là muốn cho Hạ Tưởng ít lợi ích, để sau này Hạ Tưởng dễ cho ông ta một chút. Y cũng biết chỉ cần Bạch Chiến Mặc dơ cao đánh khẽ thì muốn làm gì đó ở quận Hạ Mã cũng khó, chỉ cần Hạ Tưởng thật sự soi bới Thương mại Trường Cơ thì đầy cách, dù sao quyền phía chính phủ lớn hơn. Từ phương diện hành chính, chủ tịch của một quận mới là người đại diện pháp luật chính của quận Hạ Mã, hoàn toàn có quyền tự quyết công việc hành chính. Gặp phải chủ tịch quận có thể nhường nhịn bí thư thì dễ nói chuyện, gặp phải chủ tịch quận nào mà không chịu ủy quyền, Bạch Chiến Mặc có lấy quyền uy của nhân vật số một ra cũng chưa chắc có tác dụng. Nguyên Minh Lượng là người thông minh, biết trong phạm vi thể chế chính trị đang có, chủ tịch quận dễ nói chuyện còn đỡ, còn nếu là kiểu không dễ nói chuyện. Cho dù có Bạch Chiến Mặc ra mặt thay Thương mại Trường Cơ, phía chính phủ vẫn đầy cách gây khó dễ được. Hơn nữa Nguyên Minh Lượng không cho rằng Hạ Tưởng là chủ tịch quận dễ nói chuyện, tính khí dễ chịu. Tuy là y cũng biết trong vấn đề 20 tỷ, Hạ Tưởng cũng đã thỏa hiệp mọi mặt với Bạch Chiến Mặc, nhưng chủ tịch quận cũng luôn không thể không phát biểu, y mà không chủ động biểu thị thân thiện, cứ đợi đến lúc có việc cần cầu cứu mới giao lưu với chủ tịch quận Hạ thì thể hiện y không biết đối nhân xử thế quá rồi. Vì thế, mới có tiệc Nguyên Minh Lượng xuất hiện mời Hạ Tưởng đến dự. Sau khi Kim Hồng Tâm xuống xe, vội vàng giúp Hạ Tưởng mở cửa xe, Hoàng Vĩ Cương không đi theo nên y phải biết để ý một chút. Sau khi Hạ Tưởng xuống xe, nhiệt tình bắt tay Nguyên Minh Lượng, cười. Ông Nguyên khách sáo quá, đáng lẽ phải do tôi mời ông ăn cơm mới đúng, sao lại dày mặt để ông tiêu tiền thế này. Nguyên Minh Lượng âm thầm quan sát Hạ Tưởng vài lượt, đẹp trai, khí khái. Nho nhã lễ độ, thẳng thắn lại không ra vẻ, và một điểm nữa là trẻ, rất trẻ. Vừa thấy là ai cũng không thể tin hắn lại là chủ tịch của một quận, phó giám đốc sở, nhất là cử động giơ tay giơ chân của hắn không có chút gì là cố ra vẻ nên càng khiến ông ta kinh ngạc. Theo lẽ có thể lăn lộn trong quan trường và lên tới cấp phó giám đốc sở có ông nào không phải tên xảo quyệt. Thường thì khi làm đến cấp bậc của Hạ Tưởng,
cho dù là không có quan uy, cũng đều có chút kiểu cách nhà quan, thích nói chuyện có giọng điệu nhưng Hạ Tưởng lại không vậy, đứng thản nhiên, như kiểu người vừa gặp là trong lòng mình liền sản sinh ra cảm giác bạn bè thân thiết, khiến người ta vừa kính trọng, vừa yêu mến. Mà không phải dạng kính sợ đơn thuần. Nguyên Minh Lượng hơi mơ hồ, Hạ Tưởng làm thế nào có thể leo lên chức vị chủ tịch quận được. Hắn không giống kiểu người khéo léo, lẽ nào trong quan trường, sự thẳng thắn và thân gần còn có thể khiến cấp trên tán thưởng. Tuy khó hiểu nhưng Nguyên Minh Lượng vẫn nhiệt tình đáp lại Hạ Tưởng. Chủ tịch quận hạ quá khách khí rồi, thực ra là tôi thất lễ, đến quận hạ mã mấy ngày rồi đáng lẽ phải đến thăm hỏi ngài sớm. Chỉ vì cứ bận công chuyện suốt không rời ra được, ngài đừng có thành kiến với tôi là tốt rồi. Vừa gặp mặt đã nhún nhường vô cùng, trong ngoài lịch sự. Ván đầu tiên, hòa. Tới phòng bao của khách sạn Hào Môn, Nguyên Minh Lượng đã bố trí xong tất cả, mọi người phân nhau ngồi vào chỗ xong, Hạ Tưởng giới thiệu với ông ta Trần Thiên Vũ, Tạ Nguyên Thanh và Kim Hồng Tâm. Nguyên Minh Lượng nhiệt tình bắt tay từng người một và đưa tặng danh thiếp. Nguyên Minh Lượng chỉ có một mình, y tuyệt không luống cuống. Đầu tiên là lần lượt mời rượu từng người nhóm Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng giữ thể diện cho y một hơi uống cạn. Trần Thiên Vũ mấy ngày nay đều hành sự theo sắc mặt của Hạ Tưởng nên cũng uống cạn. Rượu mời qua ba lần rồi bắt tay vào vấn đề chính, Nguyên Minh Lượng giới thiệu đơn giản về tình hình của Thương mại Trường Cơ. Thương mại Trường Cơ được thành lập năm 1998, vốn đăng ký là 1 tỷ, là tập đoàn thương mại lớn gồm tập trung nghiên cứu khoa học, khai thác kỹ thuật và thương mại đối ngoại, hiện có hơn 500 công nhân. Thương mại Trường Cơ đánh giá cao tương lai phồn thịnh của quận Hạ Mã, tình nguyện trong quá trình xây dựng kinh tế quận đóng góp một phần sức lực. Sau này Thương mại Trường Cơ tham gia hoạt động kinh tế và các dự án đầu tư khác xin chủ tịch quận hạ chiếu cố nhiều hơn, xin giúp đỡ bằng những chính sách ưu đãi. Nguyên Minh Lượng uống vài ly rượu vào, không nên cho rằng tuổi tác đã lớn, nhưng dường như có chút rượu vào cao hứng, mặt mày hồng hào, lúc nói chuyện hơi hơi hưng phấn. Hạ Tưởng mới không bị vẻ ngoài của y lừa gạt, có những người uống rượu vào mặt mày đỏ ửng là do tác dụng của cồn, có người là hưng phấn quá độ, nhưng có người là tự đỏ, là kiểu ý chí chiến đấu đang thiêu đốt, hiển nhiên Nguyên Minh Lượng thuộc về kiểu người sau cùng. Trong tự nhiên có một loài động vật gọi là tắc kè hoa có thể thay đổi màu sắc cơ thể theo môi trường xung quanh, diệu kỳ hòa mình lẫn vào khung cảnh xung quanh, không để kẻ địch phát hiện ra mình. Vẻ mặt đỏ của Nguyên Minh Lượng cũng là một kiểu ngụy trang, cho địch thấy mình yếu thế để đối phương mất đi sự đề phòng đối với y, cho rằng đó là do tửu lượng của y kém đã uống say nên thả lỏng sự cảnh giác. Hạ Tưởng cũng không nói ra, chỉ cười. Quận Hạ Mã đang trong tình trạng là đồ tàn phế đợi chờ được phục hưng lại. Đang lúc cần có những doanh nghiệp có tầm nhìn xa rộng như ông Nguyên đây đến đầu tư, đến khai phá, thay mặt Ủy ban Nhân dân quận ủy tôi xin biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh quyết định đầu tư 20 tỷ của ông Nguyên. Nói xong, hắn lại thân thiết hỏi một câu. Tửu lượng của ông Nguyên có phải không tốt không, hay là chúng ta nên uống ít đi một chút? Nguyên Minh Lượng cố ý nói đầu lưỡi. Không sao, không sao, tuy rằng tôi là người phương Nam, tửu lượng không cao bằng các anh người phương Bắc. Nhưng tôi cũng rất thẳng thắn, gặp tri kỷ uống nghìn chén vẫn ít, tôi và chủ tịch quận hạ mới gặp đã thân, trong lòng cực vui nên uống say rồi cũng không sao. Hạ Tưởng ha hả cười. Được, thẳng thắn, nào, tôi mời ông một ly. Nguyên Minh Lượng cùng ly với Hạ Tưởng, một ngụm uống sạch, lại nói. Chủ tịch quận hạ, tôi có nói lời nào không thỏa đáng xin ngài đừng trách tội. Có người mượn rượu tiêu sầu, có người mượn rượu nổi điên. Có người mượn rượu sinh sự, hiển nhiên Nguyên Minh Lượng là mượn rượu để nói lời rượu rồi, Hạ Tưởng liền nói. Ông Nguyên sao nói vậy, mọi người ngồi cùng nhau thì nên vui vẻ, kết bạn bè, lời nói trên bàn rượu cứ theo rượu mà bay đi thôi. Tạ Nguyên Thanh ngồi một bên trầm lặng hồi lâu, đột nhiên, hứ, cười một tiếng. Khi tôi còn học đại học có biết một câu nói rất kinh điển chính là, lời nói bên bàn rượu của đàn ông, lời nói trên giường của phụ nữ đều không đáng tin. Trần Thiên Vũ biết là Hạ Tưởng cố ý tạo không khí thoải mái, vừa nghe Tạ Nguyên Thanh nói vậy liền bật cười ra tiếng. Nguyên Thanh, nghe lời cảm thán của cậu chẳng lẽ là đã từng bị phụ nữ làm tổn thương rồi? Tạ Nguyên Thanh nói lại giọng không thoải mái. Nói về kinh nghiệm chưa chắc là bị phụ nữ làm tổn thương mới cảm nhận được, mà là phụ nữ bị tôi làm tổn thương quá nhiều, tôi cũng có cảm tưởng mà phát biểu ra. Nguyên Minh Lượng cũng cười. Ha ha! Ngồi cùng mấy người trẻ như vậy thật tốt, khiến cho ông già như tôi cũng thấy trẻ lại mấy tuổi liền.
Quận Hạ Mã là một quận trẻ, có một chủ tịch quận trẻ cho người khác cảm giác tinh thần phấn chấn, cảm giác sung mãn. Giống như thị trường bất động sản của quận Hạ Mã vậy, sức sống bừng bừng, chắc chắn là có tương lai, tôi cũng muốn mua một căn nhà gần sông Hạ Mã để dưỡng lão. Cuối cùng đã đi vào vấn đề chính rồi, Hạ Tưởng liền tiếp lời. Ông Nguyên cũng có hứng với thị trường bất động sản quận Hạ Mã. Vốn đầu tư 20 tỷ của thương mại Trường Cơ là lấy khoa học kỹ thuật đổi mới làm chủ, hay là lấy bất động sản làm chính? Hoặc là có dự định khác? Nguyên Minh Lượng bật cười ha hả, có chút ngà sai nói. Đợt tiền đầu tiên 5 tỷ của thương mại Trường Cơ đã vào chỗ, bước đầu là định đầu tư một sân golf cao cấp, xa hoa nhất ở khu Hoa Bắc. Báo cáo và tài liệu liên quan lập dự án đã được Bí thư Bạch phê duyệt và chuyển cho Phó Chủ tịch quận Tạ rồi. Ông ta không quên nâng ly hướng về Tạ Nguyên Thanh ra hiệu, Tạ Nguyên Thanh chỉ gật đầu mà không nâng ly đáp lại. Nguyên Minh Lượng cũng không để bụng, lại nói. Đợt vốn sau này, tôi định đầu tư khoa học kỹ thuật cao cấp hiện đại là chính, bước đầu là xây dựng xưởng sản xuất chất bán dẫn, ở đoạn giữa thời gian quy hoạch sẽ đầu tư một nhà máy tấm tinh thể lỏng, quận Hạ Mã có chính sách ưu thế. Nguồn tài nguyên nhân lực có thể mượn điều kiện thuận lợi của Bắc Kinh, đồng thời lương công nhân không cao, có được điều kiện may mắn. Với lại, sau này sẽ xây đường sắt đi lại giữa Bắc Kinh và thành phố Yến, vừa đúng đi xuyên qua quận Hạ Mã, thời gian đến Bắc Kinh tiết kiệm được một tiếng đồng hồ, các điều kiện thuận lợi đều tập hợp lại với nhau, cộng thêm giáp mặt với thị trường tiêu thụ khổng lồ Bắc Kinh và ưu thế xuất khẩu, thương mại Trường Cơ hy vọng có thể đâm rễ ở quận Hạ Mã, cùng quận Hạ Mã bay lên. Không thể không nói, một phen ăn nói của Nguyên Minh Lượng chẳng khác gì diễn thuyết khiến người nghe cảm thấy đúng là mênh mông cảm xúc, cho rằng lời vừa rồi của ông ta đúng là sách lược kinh doanh của thương mại Trường Cơ, và tin rằng thương mại Trường Cơ đúng là muốn cắm rễ xây dựng sự nghiệp ở quận Hạ Mã. Tục ngữ nói khi say hay nói thật, lời nói ra trong trạng thái ngà ngà men say của Nguyên Minh Lượng nếu đổi là người khác ít ra có thể tin được 8 phần. Tuy nhiên trong mắt Hạ Tưởng đến một phần độ tin cậy cũng không có. Vì sự chú ý của hắn sớm đã nhằm vào câu nói như vô tình thốt ra của Nguyên Minh Lượng, chính là muốn dưỡng lão ở quận Hạ Mã. Hạ Tưởng nghe liền hiểu, Nguyên Minh Lượng muốn mượn cớ chuyển hướng chú ý của hắn, cuối cùng sẽ đưa câu chuyện kéo dần về lĩnh vực bất động sản. Đương nhiên, lấy cớ muốn mua nhà sống lâu dài ở quận Hạ Mã là vì vốn đầu tư của y là có kế hoạch trong thời gian dài, là kế vòng vèo cực kỳ thông minh. Trần Thiên Vũ thấy Hạ Tưởng cười mà không nói. Biết là đến lúc mình ra mặt rồi. Nói thật Trần Thiên Vũ cũng tin mấy phần lời của Nguyên Minh Lượng, quận Hạ Mã cũng tốt, ngay cả thành phố Yến cũng đích thực là thiếu hẳn những doanh nghiệp giỏi. Nghe lời vừa rồi của Nguyên Minh Lượng cũng biết ông ta thực sự là có thực tế qua, ăn nói đều có lý, rõ ràng đúng là có ý muốn đầu tư nhà máy sản xuất chất bán dẫn và tinh thể lỏng nên tán thưởng nói. Con mắt kinh doanh của ông Nguyên đúng là nhạy bén, vừa rồi phân tích lập luận sắc sảo. Nếu thương mại Trường Cơ đầu tư công nghiệp kỹ thuật cao thật, Ủy ban Nhân dân quận Hạ Mã sẽ tận hết sức đưa ra những chính sách ưu đãi cho các dự án, không chỉ là thu thuế lẫn đất đai, v.v. Nguyên Minh Lượng liên tục gật đầu. Hay, hay quá, tôi vừa đến thành phố Yến, vừa đến quận Hạ Mã liền cảm nhận được người thành phố Yến thâm tình hậu ý, tôi rất vui, cũng có cảm giác như được về nhà. Số vốn 20 tỷ nếu được che phủ toàn diện, ít thì cũng phải mất thời gian 3 đến 5 năm. Cứ ở khách sạn cũng không tốt nên tôi nghĩ, nếu thật sự muốn cắm rễ ở quận Hạ Mã thì vẫn nên mua một căn nhà ở mới yên tâm. Chủ tịch quận Hạ có thể giới thiệu khu chung cư nào có tiếng tăm tốt được không? Cái đuôi cáo có giấu sau lưng đi nữa cuối cùng cũng phải lộ ra, nếu không thì đâu phải là cáo. Chương 564, đạo lý dùng người. Nguyên Minh Lượng đi một vòng lớn, đầu tiên là làm cho Hạ Tưởng tin rằng thương mại Trường Cơ thực sự là muốn đầu tư công nghiệp kỹ thuật cao. Sau đó lấy đó làm cớ, lấy việc cắm rễ làm cớ để Hạ Tưởng giới thiệu với y khu chung cư, tính toán chu toàn, tâm địa thâm sâu không thường tí nào. Chỉ tiếc là y gặp phải đối thủ là Hạ Tưởng, sớm đã đoán ngầm ra ý đồ của y nên cũng sớm bày bố thiên la địa võng đón y đến. Hạ Tưởng liền trực tiếp làm lơ lời hứa hẹn vừa rồi của y, hắn biết cái gọi là công nghiệp kỹ thuật cao, cái gì là nhà máy chất bán dẫn, nhà máy tấm tinh thể lỏng, tất cả đều là lâu đài trên cát. Đều là chiếc bánh được vẽ trên nền trời xanh mây trắng, khao khát mà không lại gần được, muốn đợi thương mại Trường Cơ thực hiện lời hứa đầu tư công nghiệp kỹ thuật cao, chẳng khác gì là lấy bánh vẽ ngồi trêu ngươi cơn đói, tuyệt đối sẽ chết vì đói. Điểm cao minh của Nguyên Minh Lượng là ở lý do thuận lý thành chương, khiến người ta khó mà nghi ngờ mục đích thật sự của y là cái gì.
Bất kỳ ai cũng sẽ không cho rằng Nguyên Minh Lượng núp dưới danh nghĩa đầu tư sân golf, đầu tư công nghiệp kỹ thuật cao, nhưng sự thực lại là để đầu tư bất động sản. Đúng vậy, dụng ý chính của đòn gió chính là muốn người khác tin điều đó là sự thực, sẽ không suy đoán mục đích thực của y, cũng chính vì vậy mới có thể quang minh chính đại đề xuất, trong phạm vi hợp pháp, giống như vòi rồng cuốn mây tan cuốn sạch lợi nhuận của thị trường bất động sản ở quận Hạ Mã. Hạ Tưởng cười ha hả, đầu tiên không nói gì, mà chỉ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trên đầu một lúc, như là ở trên trần nhà có cái gì vui vui vậy. Hành động của Hạ Tưởng khiến Nguyên Minh Lượng có chút không hiểu ra sao cả, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hạ Tưởng mấy cái, rồi lại tươi cười dùng ánh mắt trưng cầu Trần Thiên Vũ và Tạ Nguyên Thanh. Trần Thiên Vũ không hiểu lắm nên không dễ trả lời lại, còn Tạ Nguyên Thanh thình lình nói một câu. Hôm nay chủ tịch quận Hạ uống hơi nhiều rồi, không được tỉnh táo lắm. Nguyên Minh Lượng mới bừng tỉnh ngộ, hóa ra là Hạ Tưởng uống nhiều, trong lòng càng âm thầm mừng rỡ. Hạ Tưởng liền thấy việc diễn trò thế là đủ, lại nghe thêm Tạ Nguyên Thanh nói đúng câu đúng lúc nên đôi mắt nheo lại, khoát tay nói. Tôi nói chưa chắc đã chính xác, chỉ nói để ông Nguyên tham khảo. Sau này quận Hạ Mã sẽ ra chính sách ủng hộ những khu chung cư giá vừa và thấp, kinh tế thành phố Yến không phát đạt lắm, chung cư cao cấp tuy có thị trường để tiêu thụ nhưng nhỏ quá. Nếu vì người dân, vì phần lớn dân số phục vụ chứ không phải vì những số ít người giàu có phục vụ có đúng không? Triển vọng thị trường chung cư giá vừa và thấp tốt, tiềm lực về sau cực lớn, đương nhiên, ông Nguyên muốn mua để mình ở thì có thể mua khu cao cấp, ví dụ như khu biệt thự Thủy Cảnh và Đế Cảnh Thành cũng không tồi. Hạ Tưởng nói xong, lấy tay day day chán. Hơi say rồi, không còn sớm nữa, nên về thôi. Nguyên Minh Lượng đã thu hoạch được tin có lợi. Hạ Tưởng yêu cầu tạm biệt vừa đúng ý của y, vội vàng gọi người tiễn Hạ Tưởng mấy người đi xuống tầng. Nguyên Minh Lượng tiễn Hạ Tưởng ra tận xe, tay vẫy vẫy liền có người mang đến mấy túi xách tay, y xách trên tay cất ở ghế sau xe, cười. Bên trong là một ít tài liệu giới thiệu về thương mại Trường Cơ, mời mấy vị lãnh đạo xem duyệt, cất kỹ. Hạ Tưởng sao lại không biết bên trong là quà gì, có điều vừa rồi đã giả vờ say, thôi thì diễn đến chót nên nói với Kim Hồng Tâm. Hồng Tâm cất kỹ nhé, thương mại Trường Cơ là đại công thần của quận Hạ Mã, tài liệu mà họ giới thiệu nhất định phải học hỏi cho tốt. Kim Hồng Tâm vội đón lấy mấy túi xách tay, khách sáo vài câu, mấy người sau đó lên xe, chào tạm biệt rồi đi mất. Xe đi khỏi cổng lớn của khách sạn, Hạ Tưởng quay đầu nhìn vẫn thấy Nguyên Minh Lượng đứng im bất động ở cửa, mắt nhìn bọn họ rời đi. Hạ Tưởng liền nghĩ, Nguyên Minh Lượng không đơn giản, hành sự cẩn thận và rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Suy nghĩ chu toàn khiến người khác không bới ra được khuyết điểm. May là hôm nay là hắn, nếu đổi là người khác chắc chắn là bị ông ta mê hoặc. Vì ông ta biết Hạ Tưởng có đầu óc kinh doanh nhất định, liền đổi phương pháp để moi lời của Hạ Tưởng, muốn biết trong lòng Hạ Tưởng, phương hướng phát triển của thị trường bất động sản quận Hạ Mã. Hôm nay có thể nói là họ hoàn toàn đạt được kết quả mà y mong muốn, vì vậy trong lòng cực kỳ hài lòng. Cho đến khi nhóm người Hạ Tưởng đi xa không thấy đuôi xe nữa, Nguyên Minh Lượng mới quay người về khách sạn, từ đầu chí cuối trên mặt y luôn treo nụ cười nhạt mà người khác khó mà phát giác ra. Hạ Tưởng và Kim Hồng Tâm ngồi cùng một xe, xe của Trần Thiên Vũ và Tạ Nguyên Thanh theo sau. Hạ Tưởng cũng không kiêng dè tài xế Trương Lương, nói thẳng với Kim Hồng Tâm. Có mấy túi tất cả, anh mở xem trong đó là gì. Kim Hồng Tâm đếm có 6 túi tất cả, rồi nhìn vào trong, ngoài trang màu của thương mại Trường Cơ ra còn có bút vàng. Một đồng hồ Thụy Sĩ, hộp đồ được gói rất cao sang, còn giá trị cụ thể thì y không nhìn ra được. Hạ Tưởng hiểu rõ, hôm nay quà Nguyên Minh Lượng tặng không đắt lắm, cũng không quá rẻ. Đắt quá sẽ không có phần cho cả lái xe, mỗi người một phần có thể thấy ông ta rất cẩn thận. Rẻ quá cũng không dễ xuất chiêu, không hợp với thân phận. Hạ Tưởng mới không thèm số quà nhỏ này, hắn nhận cũng là thấy Nguyên Minh Lượng đã tự nguyện tặng quà thì sao lại không lấy. Nếu không thì chẳng phải đã làm lạnh lòng nhiệt tình của người ta. Hạ Tưởng liền dặn. Về giao 3 phần cho Phó Chủ tịch quận Trần, 3 phần còn lại anh và Trương Lương mỗi người một phần, phần còn lại thì cho Vĩ Cương. Chủ tịch quận Hạ, phần của tôi cũng cho Vĩ Cương đi. Kim Hồng Tâm vội biểu hiện. Hạ Tưởng không cho là đúng mà phất tay. Không phải tranh cãi, cho cậu ta là được rồi. Tôi nhận giúp các anh thôi, các anh theo tôi phải nhớ không được quá tham lam. Có những buổi gặp mặt xã giao thì được, món quà nhỏ có thể nhận nhưng đừng nhận tiền to.
Kim Hồng Tâm biết món quà bên trong ít nhất cũng có giá khoảng 10.000 tệ, chủ tịch quận hạ nói tặng người thì tặng người nên khiến y rất cảm động. Từ trước chỉ thấy lãnh đạo nhận quà, làm gì có lãnh đạo nhường quà cho cấp dưới đâu. Trương Lương cũng cảm thán, y cũng đi theo không ít lãnh đạo, luôn cho rằng lãnh đạo là người có trách nhiệm thì trốn tránh, có gì tham được thì lấy phần to. Không ngờ chủ tịch quận hạ trẻ tuổi lại nhường quà cho thư ký của mình, đúng là người có tình nghĩa. Y luôn cảm thấy mình đã đi theo đúng người. Buổi chiều khi sắp tan sở, thì Trường Nhạc lại đến báo cáo công việc. Đến cùng với ông ta là Phó Cục trưởng Thường trực Cục Tài chính Đàm Trường Thiên. Trường Lạc và Trường Thiên người nào không biết nhìn vào họ thì cho là hai người đó là anh em, thực ra thì Trường Nhạc khác hẳn với Đàm Trường Thiên. Thì Trường Nhạc nhìn rất quan liêu, cũng rất xảo quyệt. Đàm Trường Thiên tướng mạo lại nhìn đàn ông, rất uy lực. Nếu không đeo cặp kính nhìn như tri thức, ấn tượng đầu tiên con người y thật phóng khoáng. Con đường trước cổng cục tài chính đã sửa xong, chất lượng bậc nhất, hơn nữa chỉ cần có một đêm, liền khiến cho thi Trường Nhạc chính thức được chứng kiến sự tài giỏi của Hạ Tường. Trong lòng y hiểu, tục ngữ nói có tiền có thể sai khiến được quỷ nhưng có nhiều việc có tiền cũng chẳng làm được. Y là cục trưởng cục tài chính là thật, người ta gọi y là ông lễ vật nhưng y cũng biết đơn vị nào mà không cần cục tài chính chi khoản thì cũng chẳng ai coi y ra gì. Càng không nói đến đám công nhân đội công trình. Cho dù là bên cục tài chính thành phố phái người đến, thì 8, 10 ngày cũng chưa xong. Không phải bọn họ không thể làm xong trong một đêm, mà là thời gian sửa đường càng lâu, tiền công càng nhiều thì có thể kiếm thêm nhiều hơn. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều công trình sửa đường ở nhiều thành phố, rõ ràng chỉ có đoạn đường mấy trăm mét nhưng lại toàn đợi hơn 3 tháng mới sửa xong. Không phải không thể tăng tiến độ mà là không muốn. Tiền công cho công nhân là tính theo ngày, họ làm thêm một ngày thì thêm một ngày tiền công, tục xưng là kéo dài công việc. Mệnh lệnh của Hạ Tưởng vừa ra, một đám công nhân cơm không ăn, nước không uống, vùi đầu làm trong một tối, tu sửa đoạn đường vô cùng ngay ngắn, lại không đòi hỏi yêu cầu cục tài chính gì cả, khiến thị trường nhạc phục sát đất. Y cũng biết, có thể làm cho đám công nhân tâm phục khẩu phục không phải tiền có thể làm được, mà là sự hấp dẫn từ nhân cách con người. Là phẩm hạnh của một người mới hoàn toàn thuyết phục được bọn họ. Thi Trường Nhạc cũng không phải là người không biết làm việc, cho dù đến ngày thứ hai công nhân thu dọn đồ âm thầm rời đi, y vẫn sai Đàm Trường Thiên đến công trường hỏi thăm họ, đồng thời tặng gạo, rau, hoa quả. Kết quả là bọn họ đều không nhận, cứ để Đàm Trường Thiên đem về nguyên dạng, nói là nếu họ nhận rồi thì có lỗi với chủ tịch quận hạ, làm mất mặt chủ tịch quận hạ. Trong lòng Thi Trường Nhạc cũng muôn vàn cảm thán. Bao nhiêu năm rồi y chưa từng gặp qua cán bộ nào có thể khiến cho công nhân kính ngưỡng như vậy, không ngờ một Hạ Tưởng trẻ tuổi, chủ tịch quận hạ mới 28, có thể khiến đám công nhân kính yêu từ sâu trong lòng, làm cho y cũng cảm thấy vô cùng cảm động. Đàm Trường Thiên càng khó mà tin được vị chủ tịch quận mới nhậm chức của quận Hạ Mã, đúng là một lãnh đạo được công nhân yêu mến sâu sắc. Có điều y không tin thì không tin, khi y tận mắt chứng kiến trường hợp công nhân kiên quyết không nhận, thì cảm xúc của y sao có thể không quay cuồng được. Cho nên hôm nay thì Trường Nhạc muốn đến báo cáo công việc với Hạ Tưởng, gã nói gì cũng đòi đi theo, muốn tận mắt gặp vị chủ tịch quận hạ trong truyền thuyết. Ấn tượng đầu tiên khi thấy Hạ Tưởng, lúc nào cũng tự xưng là tuấn tú, lịch sự Đàm Trường Thiên cũng phải thầm khen ngợi chủ tịch quận hạ quả nhiên bất phàm. Không những trẻ tuổi, lại cực kỳ tuấn tú, nên có ấn tượng đầu tiên tốt về Hạ Tưởng. Đàm Trường Thiên ngồi trước mặt Hạ Tưởng và thi Trường Nhạc. Không ai hỏi thăm y, y cũng không có tư cách xen vào nên chỉ có ngồi chờ một bên, yên lặng nghe thi Trường Nhạc báo cáo công việc với Hạ Tưởng. Đầu tiên là thi Trường Nhạc cảm ơn Hạ Tưởng ra mặt giải vây vấn đề khó giúp cục tài chính, lại nói thêm công nhân thật đáng yêu, cục tài chính cũng là muốn tỏ lòng tốt, nói thế nào cũng muốn Hạ Tưởng ra mặt làm thông công tác của bọn họ, nói để họ nhận quà, nếu không ông ta băn khoăn trong lòng. Kệ thi Trường Nhạc là đang diễn cũng được, có một nửa là thật lòng cũng được. Dù sao y cũng nói vô cùng khẩn thiết. Hạ Tưởng nghĩ ngợi, đề xuất một ý kiến. Anh xem thế này được không, đồng chí Trường Nhạc, Cục Tài chính và Đội Công trình Hải Dương hai cơ quan kết tình hữu nghị, sau này không định kỳ đến an ủi, thăm hỏi Đội Công trình Hải Dương, tặng một chút đồ dùng thường ngày và dầu ăn lương thực, do Cục Tài chính đại diện Ủy ban Nhân dân quận ủy bày tỏ sự cảm ơn đối với những cống hiến mà Đội Công trình Hải Dương đã đóng góp với quận Hạ Mã. Một tháng đi một lần là được. Lại có thể khiến công nhân bọn họ cảm nhận sự ấm áp, đồng thời xây dựng được hình ảnh cho các bộ ngành chính phủ. Dụng ý của Hạ Tưởng là,
Cục Tài chính dẫn đầu với đội công trình của Hùng Hải Dương hai cơ quan kết tình hữu nghị, mỗi tháng sắp xếp một phó cục trưởng ra mặt tặng quà, vừa có thể khiến những người công nhân có cảm giác như được ở nhà, lại có thể giảm bớt các kiểu mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong quá trình xây dựng công trình, tăng thêm sự hỗ trợ giữa cơ quan đơn vị với đội thi công, khiến cho những người công nhân có tình cảm với quận Hạ Mã, khi làm việc sẽ càng chăm chỉ hơn. Các cơ quan cục khác cũng có thể học theo Cục Tài chính, mỗi cục đều kết tình hữu nghị với một đội công trình, mỗi tháng không tốn hết bao nhiêu tiền, cũng chỉ cần hơn nửa ngày thì có thể thu được hiệu quả làm ít công to, cớ sao mà không làm chứ? Lời Hạ Tưởng vừa nói xong, Thi Trường Nhạc liền kinh ngạc ngây người. Quả nhiên là một diệu kế, là biện pháp tuyệt diệu để lôi kéo công nhân, nâng cao hình tượng chính phủ đồng thời làm tốt quan hệ quần thể đảng. Thi Trường Nhạc từ chỗ xem thường Hạ Tưởng lúc đầu, đến khi Hạ Tưởng ra mặt giải quyết vấn đề công nhân thì cảm giác về Hạ Tưởng trở nên phức tạp, hơi kính phục, giờ lại đến một câu nói chỉ rõ vẹn cả đôi đường, cuối cùng Thi Trường Nhạc cũng bị thủ đoạn của Hạ Tưởng khuất phục rồi. Thi Trường Nhạc tín phụng nhất là lợi ích hàng đầu và thủ đoạn cao nhất, đương nhiên y cũng tin tưởng và chấp hành quyền lực trên hết, nhưng quyền trong tay chưa chắc đã nghiêm chỉnh chấp hành, còn phải có uy vọng, có quyền uy, có thủ đoạn mới được, phải khiến tất cả mọi người tín phục mới được. Hạ Tưởng dù không phải là nhân vật số một, nhưng trong mắt Thi Trường Nhạc hiện rõ thủ đoạn của Chủ tịch quận Hạ cao hơn Bí thư Bạch, và trí tuệ chính trị của Chủ tịch quận Hạ cao hơn người khác một bậc. Người làm quan từ trước tới giờ, dễ khống chế thuộc hạ, kiểm soát người dân mới khó. Những người công nhân cũng là người dân thường, người lãnh đạo có thể khiến họ phục sát, Thi Trường Nhạc tin người đó đủ thủ đoạn khiến cấp dưới phục tùng. Lần đầu tiên y nảy ra ý định muốn dựa dẫm Hạ Tưởng. Đương nhiên, ý nghĩ đó chỉ là thoáng qua, bình tĩnh trở lại, quyết định quan sát thêm một thời gian nữa mới tính, đợi thời cơ mà hành động mới thu được lợi ích lớn nhất. Thi Trường Nhạc lúc đó liền biểu thị với Hạ Tưởng một câu. Biện pháp hay, cực kỳ cao minh, lãnh đạo đúng là lãnh đạo, luôn có chủ ý đỉnh cao. Để Cục Tài chính thay Ủy ban Nhân dân quận dẫn đầu, là đơn vị đầu tiên kết tình hữu nghị với đội công trình Hải Dương, ngày mai tôi sẽ sắp xếp người chuyên đến đội công trình Hải Dương thăm hỏi. Hơi tạm ngừng một lát, rồi lại trưng cầu ý kiến hỏi. Nếu Chủ tịch quận Hạ có thể gọi điện trước cho đội công trình Hải Dương, thông khí trước, hiệu quả có khi tốt hơn. Hạ Tưởng thấy Thi Trường Nhạc cũng biết điều, phản ứng nhanh liền cười. Được, tôi sẽ gọi điện chào hỏi trước. Hắn nhìn Đàm Trường Thiên một cái, trong lòng nghĩ Đàm Trường Thiên đã đến cũng không thể đến không nên nói. Tôi thấy đồng chí Trường Thiên cũng được, hình tượng tốt, chức vị cũng thích hợp. Để anh ấy đại diện Cục Tài chính đến thăm hỏi đội công trình Hải Dương có lẽ sẽ đạt hiệu quả tốt. Thi Trường Nhạc vốn định xếp phó cục trưởng khác đi, vì ông ta và Đàm Trường Thiên nói chuyện không hợp lắm, nhưng Chủ tịch quận Hạ đã chỉ tên trước mặt nên y không nói thêm gì được, chỉ nhìn Đàm Trường Thiên một cái nói. Đồng chí Trường Thiên phụ trách hơi nhiều việc, tôi lo anh ấy không đủ sức để chia. Cơ hội tốt như vậy Đàm Trường Thiên lẽ nào lại để tuột mất? Có lý do kết tình hữu nghị rồi. Y lại biết quan hệ giữa Hạ Tưởng và đội công trình Hải Dương thế nào, tương đương với việc gián tiếp đến gần Hạ Tưởng, và cũng có lý do để vượt mặt Thi Trường Nhạc đến báo cáo công việc với Hạ Tưởng, nên lúc đó nói. Công việc của tôi còn có thể sắp xếp được, với lại mỗi tháng chỉ cần nửa ngày là xong, hoàn toàn không vấn đề gì, tuyệt đối có thể đảm nhiệm được. Thi Trường Nhạc rất bất mãn chừng mắt nhìn Đàm Trường Thiên, trong lòng nghĩ muốn dựa dẫm Chủ tịch quận Hạ cũng chưa cần phải gấp gáp vậy chứ. Có điều Đàm Trường Thiên cũng là phó cục trưởng, lại ngay trước mặt Hạ Tưởng y không dễ mở miệng phản đối, chỉ còn cách đồng ý. Nếu đồng chí Trường Thiên nhiệt tình như vậy, tôi cũng không nói gì nữa, nhất định phải hoàn thành tốt công việc Chủ tịch quận Hạ giao xuống đấy. Đàm Trường Thiên nghĩ không cần ông lo, có cơ hội mà không biết nắm lấy thì tôi chẳng phải lăn lộn mất công ở chốn quan trường rồi. Nhưng miệng y trả lời rất hay, bày tỏ thái độ với Thi Trường Nhạc và Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nhanh mắt cũng nhận ra Thi Trường Nhạc có thái độ hơi bất mãn Đàm Trường Thiên, thật ra hắn cũng có ý định ươm mầm lực lượng trong Cục Tài chính. Đàm Trường Thiên đã có ý muốn dựa dẫm nên liền cho y cơ hội. Vì để tiến thêm một bước tăng kinh nghiệm kết tình hữu nghị Cục Tài chính, Hạ Tưởng cũng chắc chắn hành động này sẽ gây tác dụng cực lớn cho việc xây dựng kinh tế quận Hạ Mã, người công nhân nhận được ấm áp, sẽ càng có động lực làm việc hơn, hắn lại ra quyết định trọng đại khác. Quyết định để Kim Hồng Tâm và Đàm Trường Thiên cùng nhau đến đội công trình Hải Dương, đích thân thăm hỏi, sau đó lập báo cáo tổng kết quá trình hoạt động và hiệu quả, cuối cùng là nhân rộng ra toàn quận.
Kim Hồng Tâm nhận được thông báo của Hoàng Vĩ Cương xong vội vàng đến phòng làm việc của Hạ Tưởng, nghe Hạ Tưởng sắp xếp xong lập tức ngầm hiểu, nói. Xin lãnh đạo yên tâm, tôi sẽ phối hợp thật tốt với Phó Cục trưởng Đàm, viết báo cáo kinh nghiệm tỉ mỉ và sâu sắc. Thi Trường Nhạc ở một bên thầm thở dài, xong rồi, hôm nay cho Đàm Trường Thiên đi cùng là một sai lầm lớn, thuần thục, Đàm Trường Thiên bày tỏ lòng trung thành với Chủ tịch Quận Hạ. Chủ tịch Quận Hạ cũng thừa thế tiến tới, trực tiếp xếp Kim Hồng Tâm và Đàm Trường Thiên làm quen tiếp xúc. Có ai không biết Kim Hồng Tâm là tâm phúc của Hạ Tưởng? Có Kim Hồng Tâm ra mặt, coi như Chủ tịch Quận Hạ đã gián tiếp tiếp nhận sự dựa dẫm của Đàm Trường Thiên. Bước tiếp theo chỉ cần Đàm Trường Thiên hoàn thành công việc làm cho Hạ Tưởng hài lòng, Chủ tịch Quận Hạ sẽ có thể áp dụng một loạt thủ đoạn, liên hợp Đàm Trường Thiên khống chế y, đương nhiên điều kiện đầu tiên là nếu y không phối hợp công việc với Chủ tịch Quận Hạ. Trong lòng Thi Trường Nhạc không buồn bực được hơn, nhưng ông ta vẫn chưa hạ quyết tâm hoàn toàn nghiêng về phía Hạ Tưởng. Ông ta muốn đợi thêm, xem Bí Thư Bạch có cái vòng hào quang 20 tỷ đó, rốt cuộc có thể sáng che mất Hạ Tưởng trong quận ủy hay không. Trong lòng Đàm Trường Thiên thì lại sung sướng, y vốn có quen biết với Kim Hồng Tâm, lần trước Kim Hồng Tâm đã ám chỉ với y, rằng muốn đề cử y trước mặt Chủ tịch Quận Hạ. Không ngờ sau đó không có phần sau. Y liền đoán chừng Chủ tịch Quận Hạ không đồng ý. Bất ngờ hôm nay Chủ tịch Quận Hạ lại trực tiếp giao cho Y phần công việc cực kỳ quan trọng, là rất tín nhiệm Y, lại để Kim Hồng Tâm ra mặt phối hợp làm việc, hoàn toàn ra hiệu rõ ràng, chỉ cần Y hoàn thành công việc, Chủ tịch Quận Hạ sẽ trực tiếp tiếp nhận Y. Đàm Trường Thiên cảm giác niềm vui rơi từ trên trời xuống, có cánh cửa cực lớn đang mở ra trước mắt Y. Sự thật chứng minh, lý tưởng kết tình hữu nghị trấn an công nhân của Hạ Tưởng cực kỳ thành công. Sau khi có Kim Hồng Tâm và Đàm Trường Thiên ra mặt thăm hỏi đội công trình Hải Dương, Kim Hồng Tâm liền làm một bản báo cáo cực chi tiết, Hạ Tưởng xem xong cực kỳ hài lòng, triệu mở hội nghị công tác chính phủ, quyết định tiến hành nhân rộng toàn bộ. Chương 565, dù sao, Hạ Tưởng rất hạnh phúc. Các cục khác đều hưởng ứng, đều tìm cách kết giao với đội công trình. Hiện tại các cục đều có công trình chưa làm xong, cũng đều hiểu cùng đội công trình tạo quan hệ tốt có tầm quan trọng thế nào. Lại có thái độ rất kiên quyết của Chủ tịch Quận Hạ, có Cục Tài chính làm gương, cho nên trong khoảng thời gian ngắn triển khai cả hai công tác vô cùng thuận lợi, cũng vô cùng sôi nổi. Vì thế, không lâu sau tình trạng giao thông và các hạng mục công trình khác của các cục đều hoàn thành, đồng thời, chất lượng đội ngũ thi công ở Quận Hạ Mã trong thời gian ngắn nâng lên không ít, hơn nữa có thể thấy là không có rác thải công trình bày ra khắp đường phố, tình trạng xe công trình ở trên quốc lộ đấu đá lung tung cũng đã biến mất. Quận Hạ Mã là một cảnh hài hòa yên bình. Kế trấn an của Hạ Tưởng đánh vào là chiêu bài thân tình, quả thật có hiệu quả rất tốt. Hai ngày sau, từ chỗ Lý Thấm truyền đến tin tức, Nguyên Minh Lượng ra tay ở ngự hoa viên của tập đoàn Đạt Tài mua hai căn biệt thự, mặt khác tạm thời không có động tĩnh, tất cả rất bình tĩnh, khu chung cư của các nhà đầu tư phát triển xu thế tiêu thụ vững vàng, không có tăng giảm quá lớn. Hạ Tưởng cũng biết Nguyên Minh Lượng là người cẩn thận, khi bắt đầu không làm động tác lớn. Nguyên Minh Lượng có kiên nhẫn, hắn cũng có. Lại qua hai ngày, Liên Nhược Hạm rốt cục tìm được cơ hội. Đến nhà thăm Tào Thù Lê. Cái gọi là cơ hội, chính là Vương Vu Phân rốt cục trở về thành phố Bảo, bởi vì Hạ Tưởng cũng không dám cho Liên Nhược Hạm xuất hiện trước mặt Vương Vu Phân, nhất là còn dẫn theo con. Vương Vu Phân ở nhà giúp Tào Thù Lê vài ngày, mới phát hiện có bà hay không cũng không sao, Trương Lan tay chân lanh lẹ, Lam Miệt tay chân chịu khó. Hai người cùng nhau động thủ, ngay cả bảo mẫu đều không có việc, càng không cần phải nói đến bà. Liền cảm thán Tào Thù Lê so với bà có phúc, gả cho một người tốt, nhớ ngày xưa bà sinh đứa nhỏ, cũng không có nhiều người chăm sóc như vậy. Cuối cùng lại phát một câu bực tức, nói là con gái xuất giá rốt cuộc là con người ta, mọi chuyện cũng không cần bà quan tâm, cũng tốt, sau đó khuyên bảo Tào Thù Lê vài câu, liền trở về thành phố Bảo. Thực ra Hạ Tưởng không nghĩ để Liên Nhược Hạm mang theo con xuất hiện trong nhà, chẳng những có bố mẹ ở đây, ánh mắt các cụ rất chuẩn, hắn lo lắng nhất là Thù Lê không được tự nhiên, dù sao cũng là hai con trai của hắn. Không ngờ Tào Thù Lê đối với việc Liên Nhược Hạm mang theo Tiểu Liên Hạ tới nhà, vô cùng hoan nghênh, còn liên tục thúc giục Hạ Tưởng sớm an bài. Hạ Tưởng khó hiểu, liền thử thăm dò hỏi cô một câu, không ngờ Thù Lê không chút nào che giấu trái tim hiếu thắng của cô. Véo vào tay Hạ Tưởng rồi nói. Em chính là muốn nhìn Hạ Đông đẹp trai, hay là Liên Hạ đẹp trai, ai đẹp trai hơn, thì chứng minh ai là người mẹ càng ưu tú. Hạ Tưởng đổ mồ hôi,
Sao mà Thù Lê và Liên Nhược Hạm nói chuyện giống nhau như đúc? Chẳng lẽ hai người âm thầm thông đồng, trong điện thoại liền có so sánh? Hắn sẽ không cố bị véo cho đau cánh tay, vội vàng khuyên nhủ. Đánh trận có anh em, ra trận có cha con hỗ trợ, đều là người một nhà, có gì mà phải so sánh thế? Anh rốt cục thừa nhận là người một nhà. Thù Lê liền càng dùng sức véo, Hạ Tưởng đau quá đổ mồ hôi lạnh, cô chỉ kiên trì 3 giây liền lại không đành lòng, lại buông tay, thở dài một hơi. Anh chính là oan gia lớn nhất đời em, kiếp trước không biết nợ gì anh. Đối với anh hận không hết, Liên tỷ tỷ cũng thế, anh nói cô ấy nếu có một gia đình hạnh phúc thì tốt biết bao, em cũng tự thuyết phục chính mình không cần cảm thấy cô ấy đáng thương, nhưng cô ấy không có, một người cô đơn đáng thương, em liền. Thù Lê nói không được nữa, trong mắt lại tràn ngập một tầng sương mù. Hạ Tưởng biết rằng Thù Lê trong lòng tủi thân, liền chủ động vươn tay ra, nói. Trong lòng khó chịu thì cắn một cái, giải hết giận. Thù Lê đã lâu không có đá Hạ Tưởng, nhấc chân liền đá hắn một cước. Không thèm cắn anh, em cũng không phải con chó nhỏ, không cắn người. Lập tức lại nói một câu. Anh cần phải có lương tâm, em không cầu anh đối với mẹ con em tốt nhất, nhưng nhất định không thể không công bằng, không thể một thích một chán ghét. Cả hai anh đều thích, hơn nữa thời gian ở cùng một chỗ với hai mẹ con em là nhiều nhất. Nói ra thì, người khác đố kỵ em mới đúng. Hạ Tưởng ra mặt dày nói. Cái gì hai mẹ con, ói chết, chỉ cần nói mẹ con, được không? Thù Lê trên mặt mây đen tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lập tức cắn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng. Em nói không cắn anh, sao còn cắn? Ai cắn anh, em và anh nói chuyện với nhau, anh đâu thấy được miệng của em. Hai người đứng chung một chỗ nói chuyện. Hạ Tưởng một bàn tay ôm thắt lưng Thù Lê, một bàn tay đặt ở trước ngực của cô. Thù Lê hai tay ôm con, hai người đều không có chú ý tới kỹ thuật nói chuyện của bọn họ, không biết từ khi nào đứa bé vươn bàn tay nhỏ bắt lấy ngón tay Hạ Tưởng, đưa tới miệng, muốn bú sữa. Hạ Tưởng và Tào Thù Lê nhìn nhau, đều hạnh phúc mà mỉm cười. Liên Nhược Hạm nếu muốn tới nhà, Hạ Tưởng chỉ giữ lại cha mẹ và em trai. Còn có Lam Miệt, những người khác thì toàn bộ từ chối tiếp khách. Nghe nói Liên Nhược Hạm hôm nay muốn tới, mẹ từ sáng sớm thức dậy đã thu dọn nhà cửa, vội vàng kinh khủng, tình cảm vui sướng bộc lộ trong lời nói. Hạ Tưởng không tránh khỏi có chút nhức đầu, lén lút nói với Tào Thù Lê. Em nói, em khiến Nhược Hạm mang đứa nhỏ đến nhà, có phải là muốn làm xấu mặt anh trước mặt ba mẹ hay không? Tào Thù Lê vẻ mặt bỡn cợt cười. Anh có cái mặt gì xấu, nghĩ không ra, anh không phải đã nói. Một cái chìa khóa có thể mở được mấy cái khóa, là cái chìa khóa vạn năng, anh nên là kiêu ngạo mới đúng. Hạ Tưởng chỉ biết Thù Lê là cố làm hắn tức, không khỏi hụt hơi. Được, xem như em lợi hại, nhưng anh nói trước, việc gì cũng phải có điểm đến dừng, không thể phá hư. Được, đẹp cho anh cho là hiện nay là thời xưa, anh có thể có 3 cô vợ 4 nàng hầu. Em và Nhược Hạm có chừng mực, sẽ không cho anh đắc ý. Thù Lê bất mãn mà hừ một tiếng, sau đó đùa với đứa con. Con trai, mẹ nói cho con một bí mật của ba, được không? Ba con là một đại. Chuông cửa vang lên, Liên Nhược Hạm tới rồi. Liên Nhược Hạm mặc một chiếc váy dài màu sáng, tố khí mà thản nhiên, càng tăng khí chất nữ tính thành thục nhã nhặn lịch sự. Vệ Tân chỉ đơn giản mặc áo phông và quần jean, buộc tóc đuôi ngựa, đơn giản lại không mất sự hào phóng. Nhưng vẻ đẹp trời sinh và quần áo của phụ nữ quả thật liên hệ không lớn, Vệ Tân cố ý khiêm tốn bởi vì sự lắng đọng và trưởng thành những năm gần đây, đã bước đầu có tiềm chất của người đẹp trí tuệ cùng tồn tại cả sắc đẹp và trí tuệ. Tiểu Liên Hạ vừa vào cửa, là mở to hai mắt hiếu kỳ. Nhìn loanh quanh, nhìn thấy Trương Lan, không quen biết, nhìn Hạ Thiên Thành, không ấn tượng. Lại thấy Hạ An, có chút suy nghĩ, mặc dù có chút quen mặt, nhưng vẫn không phải là người mà nó muốn tìm. Sau đó ánh mắt liền dừng ở trên người Hạ Tưởng, khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó lập tức tươi cười rạng rỡ, giãy giụa khỏi tay Liên Nhược Hạm, chạy như bay thẳng hướng tới Hạ Tưởng, giọng điệu ngây thơ mà kêu một tiếng. Ba ba. Một tiếng này, tình cảm chân thực thân thiết. Một tiếng này, rung động đến tâm can. Một tiếng này, khiến tim Hạ Tưởng vỡ nát. Một tiếng này, khiến Liên Nhược Hạm bách chuyển nhu chàng sao xuyến bất tận, khiến Tào Thù Lê trong lòng cũng rộn lên tình thương của người mẹ. Càng làm cho nỗi lòng của Lam Miệt và Vệ Tân phức tạp hơn, cũng khiến cho Trương Lan và Hạ Thiên Thành nhìn nhau, trong lòng cũng là nói không nên lời.
Hạ Tưởng đem Tiểu Liên Hạ ôm vào trong ngực, cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể nhỏ bé của đứa con mang đến, và đứa nhỏ dùng lực ôm chặt cổ mình, không chịu buông tay, trong lòng cũng là tình cảm dịu dàng vô hạn. Hắn cũng biết rõ, đứa bé còn nhỏ, cảm nhận bên trong của nó không phân biệt ba thật ba giả, nó chỉ biết là, hắn chính là ba ba duy nhất của nó. Sau một lúc lâu, Tiểu Liên Hạ mới lưu luyến không rời từ trên người Hạ Tưởng leo xuống, vừa xuống đất đã bị Trương Lan kéo cái tay nhỏ xíu lại. Trương Lan dường như không còn hoài nghi phán đoán trước kia, càng nhìn Tiểu Liên Hạ càng giống Hạ Tưởng. Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm vừa gặp mặt, liền ngồi cùng một chỗ nói chuyện vui vẻ. Hạ Đông đang ngủ, cái miệng nhỏ nhắn, cắn ngón tay, vẫn không trung thật mà đá mấy cái, Liên Nhược Hạm nhìn thấy thế nên tình mẫu tử lại trỗi dậy, muốn đem Hạ Đông ôm lấy. Hạ Đông đang ngủ, Liên Nhược Hạm ôm lấy liền thức dậy, nói đến cũng lạ, sau khi nó tỉnh dậy không khóc không quậy, tò mò mà nhìn Liên Nhược Hạm trong chốc lát, bỗng nhiên liền rúi về hướng trong ngực Liên Nhược Hạm, không chút khách khí muốn tìm sữa bú. Liên Nhược Hạm bởi vì mang theo Liên Hạ, trên người còn có mùi sữa, Hạ Đông hiện tại đang trong giai đoạn thấy có mùi sữa thì cho là mẹ, ngửi thấy mùi sữa thì đòi bú sữa. Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đều bị hành động của Hạ Đông chọc cười ha hả. Liên Nhược Hạm tiếc nuối nói. Đừng tìm, dứt sữa rồi. Nếu chưa dứt sữa, thật muốn núp cho con rồi, sau này lớn lên thì có thể đúng tình hợp lý nói với con, ngày xưa con cũng nếm qua sữa của cô. Sau đó lại hôn một cái ở trên mặt Hạ Đông. Đúng là một thằng quỷ nhỏ, càng lớn càng xấu như ba con. Không phải xấu, là đẹp trai. Tiểu Liên Hạ không biết khi nào đã đi tới phía sau, kéo lấy Tào Thù Lê nói. Mama, ba ba đẹp trai, con cũng đẹp trai. Tào Thù Lê vừa quay đầu lại, Tiểu Liên Hạ mới phát hiện kéo nhầm người, khuôn mặt nhỏ nhắn liền sửng sốt, bộ dáng hơi sợ hãi. Tào Thù Lê thương tiếc mà ôm nó lên, nói. Đến đây cho cô ôm một cái, có phải tưởng cô là mẹ không? Tiểu Liên Hạ dùng sức gật đầu, lại nhìn thấy Liên Nhược Hạm ôm Hạ Đông, liền giơ tay đòi tìm mẹ, Tào Thù Lê không buông tay, dụ dỗ nó, nói. Để mẹ con làm mẹ của em Hạ Đông, còn cô làm mẹ của con, được không? Tiểu Liên Hạ tư duy hiện tại vẫn còn chưa lý giải được vấn đề phức tạp như vậy, nó cúi đầu lo nghĩ, lại lắc lắc đầu. Không được. Về phần làm sao không được, nó cũng không nói được. Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê lại vui vẻ mà mỉm cười. Chỉ chốc lát sau, Trương Lan mượn cớ đến ám Hạ Đông, Hạ Thiên Thành cũng dụ dỗ Tiểu Liên Hạ đi ra ngoài, Hạ Tưởng thấy thế kinh hãi, biết cha mẹ cố ý đem hai anh em để cùng một chỗ để so sánh, liền kéo Vệ Tân đến một bên, nhỏ giọng nói. Mau nghĩ biện pháp, đừng cho Hạ Đông và Liên Hạ ở cùng một chỗ. Vệ Tân mới không vội, ngược lại cười hì hì nói. Hai anh em thật vất vả mới được ở cùng nhau, thì nên nhận thức quen biết với nhau. Em sao mà cũng hùa theo thêm phiền. Hạ Tưởng xem vẻ mặt Vệ Tân thì biết cô có ý xem náo nhiệt. Em và Liên Hạ thân nhau nhất, tí nữa dụ nó lại đây, ấm qua một bên đi. Nếu muốn người khác không biết, trừ phi là không làm. Vệ Tân ném ra một câu rồi đi, chỉ để cho Hạ Tưởng một bóng dáng ý vị sâu xa. Hạ Tưởng bất đắc dĩ, đành phải lại đi tìm Lam Miệt. Lam Miệt, em tìm một cơ hội đem Hạ Đông ấm lại đây, đừng cho nó và Tiểu Liên Hạ ở cùng một chỗ, hai đứa bé ở cùng một chỗ, không tốt. Lam Miệt cũng rất không hiểu lý do của Hạ Tưởng. Cái gì gọi là hai đứa bé ở cùng một chỗ không tốt, chẳng lẽ trẻ con không chơi với trẻ con, mà chơi với người lớn à? Chủ tịch quận Hạ, biểu hiện ông cụ non của anh hôm nay hơi bất thường. Lam Miệt ít nhiều cũng là người thẳng tính, cô cũng không phát hiện giữa Liên Nhược Hạm, Tào Thù Lê và Hạ Tưởng có cái gì lạ, chỉ cảm thấy Hạ Tưởng có chút khẩn trương có chút bất an, cụ thể là nguyên nhân gì, cô cũng không có suy nghĩ sâu xa. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, được, hay là không cần nhiều lời, càng nói càng phiền toái, giấu đầu hở đuôi, hơn nữa nói không chừng còn khiến cho Lam Miệt hoài nghi, liền lắc lắc tay nói. Không có việc gì, anh hiện tại rất bình thường mà. Lam Miệt chỉ nói một câu. Chẳng hiểu ra làm sao cả. Mọi người như gia đình rất là náo nhiệt, Hạ Thiên Thành và Trương Lan chỉ lo mỗi người ấm một đứa, mừng rỡ cười tâu toét. Hai người đầu tiên là ấm cả Liên Hạ và Hạ Đông tới dưới lầu, chỉ chốc lát sau khi xuống dưới, thì thỉnh thoảng nói thầm vài câu, còn hướng về Hạ Tưởng nhìn vài lần, cũng không biết thảo luận cái gì. Hạ Tưởng và Hạ An ngồi ở sofa của phòng khách nói chuyện phiếm, đối với sự hoài nghi, ngờ vực vô căn cứ,
suy đoán và phỏng đoán của ba mẹ, thấy mà làm như không thấy, nhắm mắt làm ngơ như con đà điểu. Hạ An mấy ngày hôm trước đưa ba mẹ tới thành phố Yến, cùng ngày liền quay trở về thành phố Đan Thành, hôm nay lại đến, là cố ý đón Hạ Thiên Thành trở về. Hạ An cũng nhìn ra manh mối, mỉm cười nói một câu. Anh, em thấy ba mẹ có chút hoài nghi Tiểu Liên Hạ có phải con của anh hay không đấy? Hạ Tưởng từ ngữ chính nghĩa mà nói. Ba mẹ cũng thật là, có cháu đích tôn còn không biết đủ, còn muốn con của người ta. Chẳng lẽ có hai cháu trai mới vừa lòng? Hạ An thấy Hạ Tưởng cố ý nói y, không dám nói thêm nữa, y ở trước mặt Hạ Tưởng có chút không tự nhiên, không dám nói giỡn, chỉ là tự giễu mà lắc đầu cười. Người già rồi, thì cho rằng nhiều cháu nhiều phúc, cũng có thể lý giải. Nhìn thấy ba mẹ vui vẻ, chúng ta là con cũng thấy thỏa mãn. Điều này cũng là ý tưởng đích thực của Hạ Tưởng, mặc kệ như thế nào, ba mẹ mỗi người ôm một, dường như trẻ ra vài tuổi, hắn cũng liền tự đáy lòng mà vui vẻ. Dù sao chuyện với Liên Nhược Hàm, có thể giấu giếm được bao lâu thì hay bấy lâu, thật sự không thể gạt được nữa thì sẽ nói sau. Cũng may, ba mẹ hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi, cũng biết người trẻ tuổi có một số việc không muốn tiết lộ ra, làm bậc bề trên tốt nhất không cần truy hỏi quá nhiều, hỏi không hay cũng dễ dàng dẫn đến mâu thuẫn. Ba mẹ cũng chỉ lo mà vui vẻ, không hề hỏi đến quan hệ giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hàm. Tuy nhiên Hạ Tưởng lại có thể từ vẻ mặt của bọn họ kết luận. Trên cơ bản ba mẹ đã nhất xương tình nguyện chỉ theo ý của mình mà nhận định sự thật Tiểu Liên Hạ là con hắn. Mặc dù là sự thật, tuy nhiên trước khi hắn chưa thừa nhận, Hạ Tưởng liền tự an ủi mà đem ý tưởng của ba mẹ cho là nhất xương tình nguyện chỉ theo ý của mình. Hắn nghĩ rằng, tự lừa dối thì tự lừa dối cũng tốt, dù sao hắn chính là một người có chết cũng không chịu thừa nhận. Khiến Hạ Tưởng rất là kinh ngạc chính là, khi ăn cơm, Liên Hạ cũng không chịu ngồi cùng một chỗ với hắn mà muốn ngồi cùng Hạ Thiên Thành, hơn nữa một tiếng ông nội kêu rất thân thiết, khiến hắn cảm thán quả nhiên là cách một đời thì thân hơn. Bà yêu thương Liên Hạ, khẳng định là yêu thương nhiều hơn rất nhiều so với hắn trước đây, không phải tốn nhiều công sức, Tiểu Liên Hạ đã trở nên thân thiết với ba. Trẻ con thực tế nhất, ai đối tốt với nó nhất, nó sẽ lập tức hướng về người đó, cũng không như nhân vật chính trị, còn phải cân nhắc lợi hại, tính toán được mất. Bởi vì Tào Thù Lê còn chưa tiện đi ra ngoài ăn cơm, giữa trưa liền do mẹ xuống bếp, Liên Nhược Hàm, Vệ Tân làm trợ thủ, làm một bàn đồ ăn phong phú. Trong bữa ăn, mẹ liền khen Vệ Tân vài câu, nói là Vệ Tân vừa biết điều, tay chân lại lưu loát, làm việc rất khéo, về sau ai cưới được cô, đúng là có phúc. Đối với cẩn thận và quan tâm của Vệ Tân, Hạ Tưởng có quyền lên tiếng nhất. Hắn biết không quản là Tào Thù Lê hay là Liên Nhược Hàm, bao gồm cả Lam Miệt ở bên trong, cũng không lo cho gia đình như Vệ Tân, cũng không biết chăm sóc người khác như Vệ Tân. Không phải là nói Tào Thù Lê và Liên Nhược Hàm không đủ cẩn thận, mà là sự tương phản, sự cẩn thận của Vệ Tân, là sự tỉ mỉ chu đáo để người khác không nghĩ tới. Vệ Tân được Trương Lan khen, có chút thẹn thùng mà cúi đầu. Lam Miệt ngồi ở bên cạnh Tào Thù Lê, nhìn Vệ Tân, lại nhìn Hạ Tưởng, đột nhiên liền toát ra một câu. Em sao cứ cảm thấy Vệ Tân và Chủ tịch quận Hạ có nét hơi giống nhau, tục gọi là tướng phu thê. Tào Thù Lê cũng biết Lam Miệt rất thẳng thắn, liền cười mắng một câu. Đừng nói lung tung, Vệ Tân xinh đẹp như vậy, anh ta sao có thể sánh bằng. Em đề cao anh ta rồi. Liên Nhược Hàm thì lại chăm chú nhìn hai mắt của Vệ Tân và Hạ Tưởng, cười đầy thâm ý. Đừng nói vậy, thật là có điểm giống, chủ yếu là ánh mắt giống nhất. Vệ Tân là cô gái tốt. Cẩn thận lại chu đáo, về sau tuyệt đối là một người vợ hiền mẹ đảm. Ánh mắt Lam Miệt lại lướt qua trên mặt Hạ Tưởng và Vệ Tân vài lần, còn nói. Em xem trên một quyển sách nói, nếu giữa một nam một nữ, có cái miệng và cái lỗ tai giống nhất, thì sẽ dễ dàng trở thành vợ chồng, cái này gọi là định mệnh. Nhưng nếu chỉ có ánh mắt giống, thì chỉ là có duyên vô phận, cái này gọi là trông mòn con mắt. Vệ Tân vốn khuôn mặt đang có chút hơi hơi xấu hổ. Trong nháy mắt liền ảm đạm trầm xuống. Tuy nhiên chú ý của mấy người đều dừng ở trên người Tiểu Liên Hạ và Hạ Đông, đối với sự mất mát của Vệ Tân không ai phát hiện, chỉ có Hạ Tưởng liếc mắt nhìn thêm Vệ Tân một cái, trong lòng xẹt qua một tiếng thở dài. Liên Nhược Hàm chơi đến sau bữa cơm chiều mới đi, giữa cô và Tào Thù Lê dường như có chủ đề nói không thể hết, liền ngay cả Hạ Tưởng cũng giật mình các cô líu díu rốt cuộc đang nói cái gì đó, sao có thể nói nhiều như vậy. Đồng thời cũng khiến hắn tiến thêm một bước nhận thức đối với sự khoan dung và phức tạp của phụ nữ,
Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm vẫn giống như trước đây thân như chị em, trong lòng một chút cũng không có khúc mắc, khiến cho hắn trước sau không thể lý giải rốt cuộc là sức hấp dẫn của hắn rất kinh người, hay là Tào Thù Lê quá rộng rãi hay là Liên Nhược Hạm quá nhân nhượng. Mặc kệ là thế nào, dù sao, hắn rất hạnh phúc. Ngày hôm sau, ba và Hạ An quay trở về thành phố Đan Thành, mẹ nói cái gì cũng không chịu đi, nói phải chăm sóc Tào Thù Lê thêm một thời gian mới yên tâm. Hạ Tưởng không dám phụ lòng tốt của người lớn, đành phải đáp ứng. Sau khi đi làm, Hạ Tưởng xử lý công việc buổi sáng, giữa trưa, cùng mấy người Phó Hiểu Bân, Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cường ăn cơm, buổi chiều vào làm việc không lâu, Biện Tú Linh đến văn phòng của hắn, nói là có chuyện muốn nói. Tuy rằng nói Biện Tú Linh bởi vì quan hệ giữa Hình Đoan Đài và Tống Chiêu Độ, ngay từ đầu đã đứng ở bên Hạ Tưởng, là đồng minh kiên định của Hạ Tưởng, nhưng trong thời gian bình thường, tiếp xúc giữa hai người cũng không nhiều, chủ yếu là chỗ giao nhau của công tác không nhiều lắm, cho nên hôm nay là lần đầu tiên Biện Tú Linh đi vào phòng làm việc của Hạ Tưởng. Chương 566, tính sai. Hạ Tưởng đối với Biện Tú Linh coi như khách khí, đứng lên tiếp đón một chút. Thời tiết dần lạnh, Biện Tú Linh mặc áo sơ mi quần tây, lộ dáng người đầy đặn mà thành thục, đầu tiên là cười thân thiết hỏi vài câu về công tác và cuộc sống, sau đó đã nói ra mục đích đến. Ủy ban kỷ luật nhận được tố cáo, nói đồng chí Ngô Cảng Đắc ở trong quá trình giải phóng mặt bằng, có hành vi tham ô nhận hối lộ. Biện Tú Linh chỉ nói một câu, liền im lặng không nói tiếp. Dựa theo quy định, tuy hệ thống ủy ban kỷ luật do quận ủy lãnh đạo, nhưng có tính độc lập rất lớn, không cần nói chủ tịch quận, dù là bí thư quận ủy cũng không dám trực tiếp hỏi công việc của ủy ban kỷ luật. Biện Tú Linh có thể tiết lộ ra một chút tin tức với Hạ Tưởng, cũng là rất nể mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi lâm vào trầm tư. Nếu trước kia Ngô Cảng Đắc có hành vi tham ô nhận hối lộ, Hạ Tưởng sẽ tin. Nhưng ở tình hình hiện tại, Ngô Cảng Đắc trừ phi không có một chút trí tuệ chính trị, nếu không y không có khả năng lấy nhỏ bỏ lớn. Tin tưởng rằng Ngô Cảng Đắc trong lòng rất rõ ràng, không cần nói y tham ô nhận hối lộ chỉ cần y công tác bất lợi. Xảy ra lỗi lầm lớn, thì y trong mắt mình sẽ là mất rất điểm lớn. Hạ Tưởng tin tưởng biểu hiện của Ngô Cảng Đắc trước mặt hắn, không phải chỉ làm bộ dáng, mà quả thật là thực lòng. Cho nên, Hạ Tưởng sẽ không tin Ngô Cảng Đắc tham ô nhận hối lộ, y bị người tố cáo, không phải người của Bạch Chiến Mặc ra tay, chính là sau lưng Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi ra tay, mặc kệ là ai, mục đích đều giống nhau, mượn cơ hội đả kích Ngô Cảng Đắc, để đả kích uy danh của hắn. Nếu hắn đoán không sai, khả năng của Mộ Duẫn Sơn lớn hơn một chút. Bởi vì hiện tại Bạch Chiến Mặc rất bận với việc 20 tỷ đầu tư, hẳn là sẽ không chủ động gây chuyện, mà Mộ Duẫn Sơn bất mãn bởi vì y không được tham gia vào 20 tỷ, có thể muốn mượn cơ hội làm dối, ra tay thăm dò một chút. Hạ Tưởng sau khi nghĩ thông suốt, cười nói. Gần đây công tác trong tỉnh có chút bận rộn, Chủ tịch tỉnh Tống chưa dành được thời gian, lần trước tôi và ông ấy có nói qua, ông có ấn tượng không tồi với cô, đợi có cơ hội sẽ gặp mặt. Tống Chiêu Độ lần trước sau khi nghe Hạ Tưởng tiết lộ tin tức, gia tăng bước tiến hoạt động, mấy ngày gần đây đã đi mấy chuyến đến thủ đô. Hạ Tưởng cũng từ trong miệng Tống Chiêu Độ biết được, tin tức là thật, hơn nữa Trung ương cũng có ý cho xuống một phó chủ tịch tỉnh thường trực. Nhưng cuối cùng là ai thao túng ở phía sau màn, ông tạm thời vẫn chưa tra ra được. Biện Tú Linh biết Hạ Tưởng tiếp nhận thịnh tình của cô, liền cao hứng gật đầu nói. Chủ tịch tỉnh Tống khẳng định phải bận hơn. Lãnh đạo lớn đúng là lãnh đạo lớn. Cô nói một nửa, lại nghĩ tới chuyện Ngô Cảng Đắc, không yên tâm lại bổ sung một câu. Đồng chí Ngô Cảng Đắc phải chú ý người bên cạnh một chút. Hạ Tưởng gật đầu nói. Ngô Cảng Đắc lúc ở tổ cải tạo thôn nội đô, vẫn không có sai lầm, tôi cũng tin tưởng con người của anh ấy, biết nặng nhẹ. Hắn cũng là điểm đến là dừng, cũng không muốn đàm luận quá nhiều về chuyện tố cáo này. Trong quan trường có một số việc thích hợp kiêng dè một chút cũng là nên. Khi nào thì có thời gian cùng nhau nói chuyện, làm quen một chút. Hạ Tưởng chỉ là khách sáo một câu, Biện Tú Linh lại lập tức nói. Buổi tối nếu ngài có thời gian, tôi mời khách. Hạ Tưởng thấy Biện Tú Linh vô cùng nhiệt tình, biết trong lòng cô còn chưa yên tâm về quan hệ hợp tác với mình, cũng không tiện chối từ, liền đáp ứng. Được, chờ sau khi tôi tìm Ngô Cảng Đắc nói chuyện. Buổi tối để anh ta an bài. Biện Tú Linh cao hứng vui vẻ mà đi, cô mới vừa đi không lâu, Hạ Tưởng còn chưa kịp gọi điện thoại cho Ngô Cảng Đắc, Mộ Duẫn Sơn liền chủ động xuất hiện.
Công tác của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật và chủ tịch quận rất ít giao nhau, đề tài của trưởng ban tổ chức cán bộ và chủ tịch quận cũng là không quá nhiều, dù sao ban tổ chức cán bộ là bộ phận của đảng ủy. Hôm nay Triều Vĩ Cương có chút khó hiểu, bình thường đều là các phó chủ tịch quận và lãnh đạo các cục đến đây báo cáo công tác, hôm nay sao mà đầu tiên là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, sau là trưởng ban tổ chức cán bộ, chủ tịch quận hạ hiện tại như không phải là chủ tịch quận hạ, mà là bí thư quận hạ. Triều Vĩ Cương kiến thức chính trị còn ít, còn có điểm đắc chí, cho rằng chủ nhiệm ủy ban kỷ luật và trưởng ban tổ chức cán bộ lần lượt đến văn phòng chủ tịch quận hạ báo cáo công tác, chủ tịch quận hạ trên thực tế chính là nhân vật số một. Y liền chờ mong Hạ Tưởng càng sớm lên làm bí thư một ngày, đến lúc đó địa vị y cũng nước lên thì thuyền lên, nghe nói thư ký bí thư có thể dự thính hội nghị thường vụ, nên chuyện này khiến cho người ta rất là hưng phấn, hội nghị thường vụ chính là trung tâm quyền lực. Hạ Tưởng nếu biết ý tưởng của Triều Vĩ Cương, khẳng định sẽ mạnh mẽ mà phê bình y một trận. Bởi vì Triều Vĩ Cương chỉ nhìn bên ngoài vấn đề, Biện Tú Linh đến đây là bởi vì quan hệ cá nhân, Mộ Duẫn Sơn đến đây, cũng là lai giả bất thiện, người đến không có ý tốt khẳng định vẫn là vì chuyện 20 tỷ đầu tư. Hạ Tưởng vừa đoán liền đúng, sau khi Mộ Duẫn Sơn cùng Đằng Phi thảo luận, lại hướng về Hồ Tăng Chu xin chỉ thị, quyết định lại ra mặt, ý đồ lay động Hạ Tưởng. Bởi vì y tin tưởng rằng y cũng có đủ quân át chủ. Mộ Duẫn Sơn đầu tiên là khách khí hỏi thăm, sau đó liền trực tiếp nói ra ý đồ đến. Chủ tịch quận hạ, tôi vẫn là cảm thấy 20 tỷ đầu tư của thương mại Trường Cơ hoàn toàn do quận ủy chủ đạo, không quá thích hợp, hơn nữa cũng không hợp quy phạm. Tôi và trưởng ban Đằng thương lượng một chút, lại xin ý kiến thị trưởng Hồ, cuối cùng cho ra kết luận, vẫn là muốn đề nghị ngài thay đổi chủ ý, tham gia giám sát việc đầu tư 20 tỷ. Vì đại kế lâu dài của quận Hạ Mã, vì phát triển kinh tế của quận Hạ Mã, ngài nên làm như vậy. Tôi và trưởng ban Đằng ở hội nghị thường vụ sẽ ủng hộ ngài, tin tưởng có thể khiến bí thư Bạch thỏa hiệp. Hạ Tưởng vốn tưởng rằng Mộ Duẫn Sơn là một người kín đáo, không nghĩ tới y nói chuyện cũng quá ư là thẳng thắn, trực tiếp tung ra quan điểm của y, thật khiến Hạ Tưởng hơi hơi giật mình. Nêu ra Hồ Tăng Chu, là ám chỉ Hồ Tăng Chu là hậu trường của y và Đằng Phi. Đồng thời khẳng định còn có chuẩn bị ở sau, còn có điều kiện trao đổi khác, Hạ Tưởng liền cảm thấy hứng thú hỏi một câu. Trưởng ban Mộ và thị trưởng Hồ quan hệ không tồi. Mộ Duẫn Sơn cũng có thể đoán được Hạ Tưởng là người thông minh, khẳng định đã biết quan hệ giữa y và Hồ Tăng Chu, cũng không có giấu giếm, ăn ngay nói thật. Vẫn luôn được thị trưởng Hồ chiếu cố, thị trưởng Hồ là lãnh đạo cũ của tôi. Một câu lãnh đạo cũ liền chỉ ra quan hệ rất sâu, Hạ Tưởng trong lòng có cân nhắc. Lại hỏi, Bộ trưởng Mộ đối với chuyện 20 tỷ đầu tư vô cùng quan tâm, thân là trưởng ban tổ chức cán bộ, dường như hơi vượt qua phạm vi công tác, có lý do gì không? Hạ Tưởng thấy Mộ Duẫn Sơn nói thẳng, cũng sẽ không cùng y che giấu, trực tiếp hỏi một câu. Mộ Duẫn Sơn không nghĩ đến Hạ Tưởng hỏi vấn đề sắc bén như thế, ngây người sửng sốt mới nói. Tôi là vì giữ gìn yên ổn đoàn kết cho tình hình chính trị của quận Hạ Mã. Mới tận lực chủ trương chủ tịch quận hạ giám sát 20 tỷ đầu tư. Tôi tuy rằng là trưởng ban tổ chức cán bộ, nhưng là ủy viên thường vụ quận ủy, cũng có quyền đề nghị. Hạ Tưởng mỉm cười. Ông có quyền đề nghị, ý đó tôi và tất cả mọi người đều hiểu được, ngoại trừ lý do chí công vô tư, còn có lý do nào khác không? Mộ Duẫn Sơn há to miệng, chủ tịch quận hạ nói quá tinh tế, cũng quá trực tiếp, chẳng lẽ y phải nói với chủ tịch quận hạ? Y là muốn khiến 20 tỷ tài chính trở thành mồi lửa cho sự bất hòa giữa bí thư và chủ tịch quận. Cũng phải, chuyện đường hoàng ai chẳng mạnh miệng nói được, nhưng dưới cái cớ quang minh chính đại, ai không có một tâm tư ẩn giấu rất sâu. Nhưng đến đây, Mộ Duẫn Sơn biết rõ Hạ Tưởng cũng có thể đoán được tư tâm y là gì, nhưng có thể đoán được là vấn đề của Hạ Tưởng, nói hay không chính là vấn đề của y. Đương nhiên vẫn là không thể nói ra. Nếu muốn tìm một lý do riêng, xuất phát từ góc độ của thị trưởng Hồ, ông ấy càng nguyện ý cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng cùng bí thư Trần, mà không phải cùng bí thư Phó. Trình độ nói chuyện của Mộ Duẫn Sơn cũng khá cao, y nói chính là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng mà không phải đến gần, liền chứng minh là hợp tác có hạn. Hạ Tưởng cũng tin Mộ Duẫn Sơn nói chính là lời thật, Hồ Tăng Chu trên chuyện lớn vẫn là nguyện ý hợp tác cùng Trần Phong, bởi vì Trần Phong tuy rằng mạnh mẽ, cứng rắn. Nhưng không có thâm hiểm như Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong ra tay lần này, Hồ Tăng Chu là người được lợi thì cũng sẽ không có bao nhiêu cảm kích đối với Phó Tiên Phong, bởi vì ông cũng đang mượn cơ hội này để thấy rõ con người Phó Tiên Phong,
chính là lòng dạ sâu đậm, không đụng thì thôi, một khi đã đụng là một đòn chí mạng. Người hợp tác cùng Phó Tiên Phong, trừ khi nghe lệnh y, nếu không với tính cách của Phó Tiên Phong, sẽ không cam tâm dưới cơ người khác. Hồ Tăng Chu là nhân vật số 2 ở thành phố Yến, càng không cam lòng ở dưới cơ Phó Tiên Phong. Ông bị Trần Phong áp chế vẫn có thể chấp nhận, dù sao Trần Phong là bí thư thành ủy. Nếu ông và Phó Tiên Phong hợp tác, bị Phó Tiên Phong áp chế, thì quá mất mặt. Bởi vậy, trên thực tế Hồ Tăng Chu cùng Phó Tiên Phong, gần như không có khả năng hợp tác. Tự nhiên, hợp tác một số việc nhỏ vẫn là có thể. Nhưng ở những chuyện lớn, Hồ Tăng Chu và Phó Tiên Phong cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng cũng rất ít. Nhưng nếu Hồ Tăng Chu lựa chọn duy trì khoảng cách với Trần Phong, hợp tác về sau của ông và Trần Phong thì thật là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, trên chuyện lớn tìm kiếm ích lợi chung và thỏa hiệp, trên việc nhỏ nhượng bộ cho nhau, là một loại quan hệ hợp tác hữu hạn. Hạ Tưởng thấy thái độ Mộ Duẫn Sơn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng là có phần yêu thích đối với y, liền gật đầu cười. Lý do rất là đầy đủ, nhưng còn không đủ để lay động tôi. Ông cũng là người thông minh, khẳng định cũng biết tôi đối bí thư Bạch làm ra nhượng bộ, nhất định có quyết định của chính mình. Trưởng ban Mộ, phải đưa ra đủ thành ý mới được. Hạ Tưởng tươi cười, bên trong có chút suy nghĩ và chờ mong. Mộ Duẫn Sơn vốn muốn chuyện thi trường nhạc trở thành đòn sát thủ cuối cùng, không nghĩ tới nói qua mấy câu, đã bị Hạ Tưởng làm cho không đường rút lui, đành phải sớm đưa ra quân át chủ bài. Quận Hạ Mã vừa mới thành lập, mọi chuyện cần chi tiêu nhiều, nếu chủ tịch quận Hạ ủng hộ Ủy ban Nhân dân quận giám sát 20 tỷ đầu tư, chẳng những sở tài chính có thể chiếu cố đúng lúc, thi trường nhạc cũng sẽ nghe theo mọi chuyện mà chủ tịch quận Hạ đề nghị, hơn nữa ở hội nghị thường vụ, tôi và trưởng ban Đằng cũng sẽ theo đề nghị của ngài. Điều kiện coi như phong phú, tạm thời đạt được hai đồng minh, lại có quyền chủ động trên tài chính, tính như thế nào đều là kinh doanh có lợi. Cũng quả thật quận Hạ Mã hiện tại vừa mới thành lập, còn không có thu nhập từ thuế, chỉ ỷ lại rất nhiều đối với việc phân bổ tài chính của cấp trên. Tuy nhiên Hạ Tưởng kế hoạch lớn trong lòng, lại rõ ràng cái tốt chủ động đưa tới cửa, tới bây giờ đều có ẩn chứa cạm bẫy, bởi vì quả thật không thể có chuyện tốt từ trên trời rớt xuống, hắn một chút cũng không động lòng. 20 tỷ đầu tư ở mặt ngoài là chiến tích cực kỳ lớn, trên thực tế lại là một vũng bùn, cho dù 20 tỷ đầu tư là đầu tư thật, là tới làm công thương nghiệp và xây dựng nhà máy, Hạ Tưởng cũng không muốn chia dù chỉ một ly với Bạch Chiến Mặc. Hắn không phải thích đoạt công lao người khác, hắn có thừa biện pháp thu hoạch chiến tích, đương nhiên, càng suy nghĩ vẫn là không muốn 20 tỷ trở thành mồi lửa giữa hắn và Bạch Chiến Mặc. Hạ Tưởng đương nhiên sẽ không lộ ra ý nghĩ thật sự với Mộ Duẫn Sơn. Nhìn chăm chú Mộ Duẫn Sơn sau một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng cười. Ý tốt của Bộ trưởng Mộ, trong lòng tôi xin nhận. Có một số việc làm ở bên ngoài là được rồi, thì giống như vừa rồi ông và tôi nói chuyện với nhau, mọi người có một nói một, rất tốt, rất ngay thẳng cũng rất dễ dàng lý giải, giao lưu với nhau cũng thoải mái. Nhưng nếu âm thầm làm một số động tác không được tốt, chính là không có cơ sở hợp tác. Điều kiện tiên quyết để tôi và người khác hợp tác, đầu tiên phải xem đối tượng hợp tác có xứng đáng kết giao hay không. Trưởng ban Mộ còn có việc không? Hạ Tưởng tuy rằng mặt đầy tươi cười, nhưng Mộ Duẫn Sơn cảm nhận được một chút ớn lạnh, theo bản năng mà nhẹ nhàng lùi lại một bước. Y vốn vẫn đứng rất vững, cũng cảm thấy đứng nói chuyện càng có thể biểu hiện quyết tâm của y vẫn không ngồi xuống. Nhưng lời nói của Hạ Tưởng dường như có sức nặng, trực tiếp đặt ở trên vai của y, khiến y không ngờ có cảm giác đứng không vững. Mộ Duẫn Sơn không dám tin nhìn Hạ Tưởng, nhìn khuôn mặt Hạ Tưởng tuổi trẻ tràn ngập tự tin, khiến cho y sinh ra một chút ảo giác, cảm giác người trước mặt không phải chủ tịch quận 28 tuổi, mà là một vị quan lớn kiểm soát tất cả trong tầm tay. Hạ Tưởng chẳng những cự tuyệt y, còn biểu đạt sự bất mãn mãnh liệt đối với việc y âm thầm động tay động chân, trong lúc nhất thời Mộ Duẫn Sơn có chút thất thần, Hạ Tưởng như thế nào mà đoán được là y ở sau lưng sai khiến người tố cáo Ngô Cảng Đắc. Sau đó mượn cơ hội giá họa cho Bạch Chiến Mặc, làm cho Hạ Tưởng nảy sinh bất mãn với Bạch Chiến Mặc, từ đó dưới sự cổ động của y, rồi nhắc lại chuyện giám sát 20 tỷ đầu tư. Không thể nào, chuyện tố cáo làm kít mít không chút kẽ hở, cho dù Biện Tú Linh hướng Hạ Tưởng lộ ra tin tức, Hạ Tưởng cũng không có khả năng mới đây mà đoán chúng là bút tích của y và Đằng Phi. Rốt cuộc là xuất hiện sai lầm ở đâu? Mộ Duẫn Sơn lại cố gắng trấn tĩnh. Bị một câu của Hạ Tưởng bất ngờ đánh chúng không kịp phòng thủ, sững sờ tại chỗ. Kỳ thật không có chỗ nào sai cả, y là bị Hạ Tưởng lừa rồi.
Hạ Tưởng đoán chừng Bạch Chiến Mặc hiện tại sẽ không chủ động trêu hắn, bởi vì hắn đã làm ra nhượng bộ rất lớn trong việc 20 tỷ đầu tư. Bạch Chiến Mặc hiện tại hận không thể buông tay tất cả việc nhỏ, chính là có qua có lại mới toại lòng nhau đối với hắn. Bởi vì Hạ Tưởng cũng biết Bạch Chiến Mặc không phải người không có trí tuệ chính trị, lần trước trong hội nghị thường vụ đã nói rõ, nếu chỉ cần ý kiến chỉ việc giám sát 20 tỷ đầu tư, thì ở hội nghị thường vụ sẽ đạt được sự thông qua. Bạch Chiến Mặc trừ phi sử dụng một phiếu quyền bác bỏ, nếu không là trên hội nghị thường vụ có một lần thất bại, là đả kích lớn nhất đối với quyền uy chức bí thư của y. Ở tình huống trước mắt, Bạch Chiến Mặc không cần phải âm thầm chọc giận hắn, hơn nữa Bạch Chiến Mặc hiện tại e là toàn bộ tinh thần đều đặt ở 20 tỷ, làm sao có thời gian sai khiến người khác tố cáo Ngô Cảng Đắc. Trừ phi đầu y có vấn đề. Đương nhiên, Hạ Tưởng chỉ bằng phân tích cũng không dám xác định rốt cuộc có phải bút tích của Bạch Chiến Mặc hay không, hắn vừa rồi thuận miệng nói với Mộ Duẫn Sơn, cũng là ý tưởng tạm thời thử thăm dò một lần, nếu Mộ Duẫn Sơn đã dâng đến cửa, thì không nên bỏ qua cơ hội tốt để thử. Vừa thấy vẻ mặt Mộ Duẫn Sơn ngây người, Hạ Tưởng liền biết, hắn thành công, đúng là Mộ Duẫn Sơn ra tay, hắn trong lòng liền mơ hồ tức giận. Quan trường là đủ âm mưu và công khai. Tuy nhiên Hạ Tưởng bởi vì bị Phó Tiên Phong đánh lén một lần, căm thù đến tận xương tủy, Mộ Duẫn Sơn lại là người của Hồ Tăng Chu. Hồ Tăng Chu chính là ở thời khắc mấu chốt rời hắn mà đi, liền càng làm cho hắn khó có thể chấp nhận Mộ Duẫn Sơn bức ép một sáng một tối. Thấy Mộ Duẫn Sơn chưa khôi phục thần sắc, Hạ Tưởng vừa cười vừa nói một câu. Tôi thích người thẳng thắn thành khẩn, không thích người biểu hiện không thành tâm. Mộ Duẫn Sơn trở về thẳng văn phòng. Còn cảm giác có chút đầu choáng váng, có chút không rõ tình trạng. Trước khi gặp Hạ Tưởng, trong lòng tràn đầy suy nghĩ dựa vào chính trị trí tuệ, áp dụng thủ đoạn một sáng một tối, ở trước mặt Hạ Tưởng làm bộ thẳng thắn thành khẩn và trực tiếp nói ra thành ý, tuyệt đối có thể đạt được thiện cảm của Hạ Tưởng, tiến tới cùng hắn thỏa hiệp. Không ngờ sau khi nói mấy câu, Hạ Tưởng liền hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, và nói ra quân át chủ bài của y, lại chỉ thẳng việc y sau lưng sai khiến người tố cáo Ngô Cảng Đắc. Còn không chút khách khí cự tuyệt đề nghị của y, thậm chí còn hạ lệnh đuổi khách. Nghĩ lại thái độ của Hạ Tưởng ở trong hội nghị thường vụ, Mộ Duẫn Sơn không rét mà run, biểu hiện của Hạ Tưởng hôm nay quả thực như hai người, hắn chỗ nào là yếu đuối, là không có trí tuệ chính trị, hắn căn bản là thiên tài chính trị, chẳng những hoàn toàn nắm chắc tiết tấu nói chuyện, cũng hoàn toàn điều khiển được hội nghị. Mộ Duẫn Sơn rốt cục biết Hạ Tưởng ở hội nghị thường vụ không có một câu phản đối Bạch Chiến Mặc, là cố ý. Là giả bộ yếu kém trước địch, hắn không phải không muốn tham gia 20 tỷ đầu tư, mà là khẳng định có mưu tính khác, so với tham gia 20 tỷ đầu tư khẳng định sẽ càng có thể thu hoạch được lợi ích cực lớn. Mộ Duẫn Sơn mới nghĩ tới trước kia khinh thường đối với Hạ Tưởng, cùng với sự thất bại của quyết định nói chuyện cùng Hạ Tưởng sau khi tố cáo Ngô Cảng Đắc với ý đồ giá họa cho Bạch Chiến Mặc, không khỏi mồ hôi ướt đẫm. Tính sai, tính nhầm quá nhiều. Mộ Duẫn Sơn lập tức điện thoại cho Đằng Phi. Hẹn y đến thảo luận đối sách. Hạ Tưởng đối với bước tiếp theo của Mộ Duẫn Sơn tiến hành như thế nào tuyệt không lo lắng, hắn có đủ lòng tin và thủ đoạn ứng phó với Mộ Duẫn Sơn, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Mộ Duẫn Sơn bị hắn đánh gõ, rút kinh nghiệm xương máu, hẳn là sẽ kiềm chế một thời gian. Hạ Tưởng lập tức để Ngô Cảng Đắc tiến đến văn phòng. Ngô Cảng Đắc nghe được Hạ Tưởng có lệnh, nào dám chậm trễ, vội vã chạy tới. Nghe được Hạ Tưởng bảo y chú ý người thân cận, để tránh lọt vào miệng người khác, y là người từng trải dày dạn kinh nghiệm, lập tức ý thức được vấn đề gì, vội hỏi. Lãnh đạo, có phải có người sau lưng bêu xấu tôi hay không? Hạ Tưởng chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói toạc ra. Ngô Cảng Đắc nhiều năm trong quan trường, các loại thủ đoạn nhỏ âm mưu nhỏ không thể gạt được khứu giác chính trị của y, thủ đoạn dạy bảo người khác còn nhiều hơn so với Hạ Tưởng, suy nghĩ một chút thì biết là ai, liền hung tợn nói. Xin lãnh đạo yên tâm, tay chân tôi đều rất sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không làm ra việc gì để phụ sự tín nhiệm của lãnh đạo. Có người muốn làm xấu tôi để làm mất mặt lãnh đạo, hừ, bọn họ đã tính nhầm nước cờ rồi. Hạ Tưởng mỉm cười. Buổi tối cùng bí thư Biện ăn một bữa cơm, làm quen một chút. Ngô Cảng Đắc lập tức hiểu Biện Tú Linh có tác dụng trọng yếu ở trong đó, lập tức vẻ mặt tươi cười. Tôi mời khách, tôi mời khách. Hạ Tưởng mặc kệ Ngô Cảng Đắc làm thế nào trừng trị người thân cận, chuyện nhỏ không cần hắn phải quan tâm, Ngô Cảng Đắc đi, hắn nghĩ gần đây thôi hướng hiền lành hơn nhiều, cũng không biết đang mưu tính cái gì. Chương 567, nghe mùi mà đến.
Thôi Hướng gần đây quả thật không được tốt lắm. Trước kia, lên chức phó bí thư tỉnh ủy tốt hơn so với phó chủ tịch tỉnh, dù sao công tác đảng rất trọng yếu. Nhưng hiện tại thể chế chính trị từng bước cải cách, ngày nay tất cả chiến tích đều hướng về kinh, bộ máy chính phủ quản lý kinh tế ngày càng quan trọng, trung ương càng ngày càng chọn người trong cán bộ trẻ cho bộ máy chính phủ, nhất là phó chủ tịch tỉnh thường trực và phó chủ tịch tỉnh thường vụ, cơ hội lên chức về sau sẽ lớn hơn so với làm phó bí thư chuyên trách. Cụ thể tại tỉnh Yên, khả năng Mã Vạn Chính và Tống Chiêu Độ thăng tiến đến chủ tịch tỉnh so với gã lớn hơn nhiều. Mã Vạn Chính là phó chủ tịch tỉnh thường trực, là người thứ nhất nối nghiệp chủ tịch tỉnh, ngoại trừ tuổi hơi lớn hơn một chút, gần như không có khuyết điểm khác, Thôi Hướng vẫn cho rằng Mã Vạn Chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Mặc dù Tống Chiêu Độ chiếm cứ ưu thế về tuổi tác, nhưng kinh nghiệm lý lịch ít hơn, thời gian đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh lại ngắn, gã tự nhận điều kiện bản thân nhiều ưu đãi hơn so với Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ cho dù có chiến tích từ việc thi hành chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, muốn tranh đoạt chức chủ tịch tỉnh với gã cũng không có khả năng hình thành ưu thế tính áp đảo. Mã Vạn Chính chẳng những được xếp đầu, kinh nghiệm lý lịch cũng dày nhất, Thôi Hướng luôn đang suy nghĩ nếu Mã Vạn Chính có thể rời tỉnh Yên thì tốt rồi. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, gã mơ hồ nghe được tin tức, Mã Vạn Chính dường như sẽ rời tỉnh Yên. Sau khi nghe được tin đồn, Thôi Hướng vô cùng kinh ngạc, vội hỏi thăm chung quanh thủ đô, kết quả được câu trả lời là, tỉnh Yên tạm thời không có thay đổi. Có một số việc thà rằng tin là có còn hơn không chịu tin, Thôi Hướng vì đề phòng lại cho Phó Tiên Phong hỗ trợ tìm hiểu một chút tin tức, Phó Tiên Phong sau khi nhận được điện thoại của Thôi Hướng, mỉm cười. Bí thư Thôi, tôi đang muốn mời ngài tụ họp, vừa lúc ngài gọi điện thoại tới, buổi tối gặp mặt được không? Buổi tối 7 giờ, đúng lúc đèn đường vừa lên, Thôi Hướng và Mã Tiêu ngồi chung một xe, hướng về địa điểm Phó Tiên Phong hẹn gặp, Hồng Tụ Thanh Hương. Đi bộ trên con đường yên tĩnh làm bằng đá, Thôi Hướng mang chút kinh ngạc nói. Không ngờ tới thành phố Yên còn có nơi yên tĩnh trong chỗ náo nhiệt như thế này, thật sự là khó có được. Tôi tại thành phố Yên cũng lâu, thật không biết trong ngõ nhỏ này có một quán trà. Mã Tiêu mỉm cười. Tiên Phong bình thường thích tìm kiếm quán trà có chút phong vị và lịch sự tao nhã, nên chỉ cần là nơi có một chút đặc sắc, y đều có thể phát hiện. Thôi Hướng nghĩ thầm rằng quả nhiên là xuất thân thái tử đảng. Khẳng định là khi tuổi trẻ không có việc gì, mỗi ngày chỉ suy nghĩ ăn uống, trở thành thói quen. Nếu tầng lớp bình dân, cùng thời gian bận rộn cho lên chức và làm việc còn chưa đủ dùng, làm gì có thời gian nhàn hạ như vậy. Tới gian phòng Hồng Tụ Thanh Hương, Phó Tiên Phong và Đàm Long đã chờ sẵn. Thôi Hướng vừa thấy mặt Phó Tiên Phong liền mỉm cười nói một câu. Tiên Phong thật đúng là lịch sự tao nhã, ngay cả nơi hẻo lánh như vậy mà có thể tìm được, tôi tại thành phố Yên đã bao nhiêu năm. Cũng không biết ở đây còn có chỗ bồng lai này. Đàm Long cười ha hả. Người yêu trà, nghe thấy hương trà là có thể tìm được. Người thích cái đẹp, nghe thấy mùi hương biết phụ nữ. Hồng Tụ Thiêm Hương, vừa có trà thơm, lại có người đẹp, Tiên Phong tự nhiên nghe mùi mà tới. Phó Tiên Phong vẻ mặt đắc ý, xua tay cười. Đàm Long không cần nói lung tung, nghe thấy mùi hương biết phụ nữ, là nghĩa tốt, không phải nghĩa xấu, sao nghe ông nói. Dường như để lộ ra tư tưởng không thuần khiết. Sở Đồng quả thật rất đẹp, rất có hương vị, nhưng chính mồm thư ký phó đại của ông nói với tôi, nếu không tôi sao biết. Đàm Long vẻ mặt cười phóng đãng, gã hiện tại đã quá quen với Phó Tiên Phong, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều, cũng thấu hiểu tính cách Phó Tiên Phong mặt ngoài làm bộ kỳ thật nội tâm cũng có dục vọng. Tuy nhiên Phó Tiên Phong cũng có tình ý riêng, không thích dùng sức mạnh, cũng không thích dùng quyền thế ép người. Y thích luận điệu từ từ tiếp cận từ từ đả động, khiến cho Đàm Long cười thầm Phó Tiên Phong tốt xấu cũng đã hơn 30 tuổi rồi, sao còn chú trọng cái gì lưỡng tình tương duyệt hai bên cùng yêu nhau. Đều là người trưởng thành rồi, đều biết đối phương cần cái gì, anh có quyền lực, em thì có thân thể, theo như nhu cầu, hai bên trực tiếp cùng vui vẻ là được, cần gì phải nghĩ tới chuyện tình cảm. Phó Tiên Phong không giống Đàm Long, y sớm vượt qua giai đoạn sơ cấp vừa thấy gái đẹp là muốn lên giường. Cho rằng một người cao thượng phải đem bản năng che giấu đi, chuyện trên giường giữa nam và nữ rất đơn giản, quá trình tiếp cận mới tuyệt vời, y liền cười mắng Đàm Long một câu. Người có thể phong lưu, nhưng không thể hạ lưu. Anh Đàm, không phải tất cả phụ nữ đều nhìn chúng quầng sáng thị trường trên người anh, cũng không phải tất cả phụ nữ đều quỳ gối trước tiền tài. Tôi không tin. Đàm Long đã trải qua nhiều phụ nữ, có người ham quyền lực của gã, có người ham tiền tài của gã.
tóm lại chỉ cần người phụ nữ mà gã nhắm chúng, không có ai là không rơi vào tay gã, hơn nữa quá trình vốn là anh tình tôi nguyện, trong xã hội, nơi nào chẳng là giao dịch, thân thể hoặc là quyền lực đều là thủ đoạn, từ bản chất mà nói thì không khác nhau. Đàm Long thấy Phó Tiên Phong vẫn kiên trì quan điểm của y. Liền thừa dịp hôm nay cao hứng, vừa rồi cũng bị lay động sau khi thoáng nhìn vẻ đẹp Sở Đồng, gã to gan đánh bạo nói một câu cũng không ngại thôi hướng ở đây. Nếu tôi nói vài ba lời khiến Sở Đồng theo tôi, Tiên Phong cậu phải nhường cho tôi, không thể trở mặt. Thôi hướng tuy rằng tâm sự ngổn ngang, tuy nhiên thấy mọi người đều cao hứng, cũng không muốn làm mọi người mất hứng, liền cười mà không nói, tỏ vẻ cam chịu. Mã Tiêu cũng không nói, chỉ có vẻ mặt cười nhìn về phía Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong ha hả cười. Nếu Sở Đồng là một phụ nữ có thể dùng tiền hoặc dùng quyền lực đả động, với tôi mà nói cùng với phụ nữ bên ngoài không có gì khác biệt, tôi sẽ không cùng anh tranh đoạt loại hàng như vậy. Mặc dù trong lời nói Phó Tiên Phong có ý chê bai, Đàm Long cũng không cho là gì, cười ha hả liền ra bên ngoài hô. Mời giám đốc Sở đến đây một chút. Không bao lâu, Sở Đồng đẩy cửa tiến vào, cô mặc một chiếc váy dài, dáng người chuẩn, vẻ mặt trầm tĩnh thản nhiên, Thôi Hướng quen biết vô số phụ nữ vừa nhìn một cái, cũng không khỏi âm thầm trầm trồ khen ngợi, nghĩ thầm rằng quả nhiên ngàn người ngàn khuôn mặt. Vẻ đẹp Sở Đồng, quả thật có chỗ hơn người. Sở Đồng biết rõ mấy vị khách hôm nay rất có lai lịch, một người trong đó dường như đã thấy qua trên TV. Hồng tụ thiêm hương của cô bình thường rất ít có quan lớn tới đây. Tiếp đãi chủ yếu là thương nhân nho nhã hoặc giáo sư, học giả, bởi vì hồng tụ thiêm hương quá mức yên lặng, nhiều người cũng không thích. Hôm nay đột nhiên xuất hiện mấy vị quan lớn, không khỏi khiến cô tâm thần không yên, bởi vì cô cũng chú ý tới hai người trong đó có ánh mắt không tốt, luôn dừng lại ở trên người cô quá lâu. Sở Đồng mặc dù gặp đủ loại ánh mắt đàn ông, nhưng ánh mắt bọn họ vẫn khiến cô cảm giác không thoải mái. Bởi vì ánh mắt của một người quá nghiền ngẫm. Mà ánh mắt của người còn lại cũng không có ý tốt. Nghe có khách gọi, cô vốn không muốn ra mặt ứng phó, nhưng cũng biết có đôi khi những sự tình trên cảnh đời, vẫn phải giảng hòa mới được, cũng đành phải chân thành mà tiến vào, trên mặt tươi cười hỏi. Các vị khách quý, tôi có thể giúp được gì? Phó Tiên Phong đầu tiên là liếc mắt nhìn Sở Đồng một cái, trong lòng vừa động, lại liếc mắt nhìn Đàm Long một cái, hơi hối hận những lời vừa nói. Nhưng Đàm Long không có chú ý tới sự khác thường của Phó Tiên Phong, ánh mắt của gã dính chặt trên người Sở Đồng, di chuyển chưa được nửa phút. Trong lòng dục vọng liền như lửa cháy đổ thêm dầu, áy náy bốc cháy lên, gã liền đứng dậy, cười nói. Giám đốc Sở, có một câu không biết tôi nên hỏi không, cô hình như vẫn là người độc thân. Sở Đồng trong mắt hiện lên một tia tức giận, theo sau lại miễn cưỡng cười. Quý khách muốn uống trà gì? Trà nghệ của tôi tuy rằng bình thường. Nhưng vẫn có thể miễn cưỡng vào miệng, để tôi tự tay pha chế một ấm trà Long Tỉnh cho quý khách, được không? Đàm Long thấy Sở Đồng không tiếp lời hắn, cảm thấy rất mất mặt, không vui mà nói. Tôi hỏi cô có phải độc thân hay không, không phải kêu cô pha trà. Cô có biết tôi là ai không? Đàm Long hơi hối hận vì không mang thư ký theo, không có thư ký ở bên cạnh thay gã giới thiệu, gã tự giới thiệu, rất không có thân phận. May mắn Mã Tiêu đỡ cho sĩ diện của gã, mở miệng nói. Giám đốc Sở, vị này chính là Đàm Long Phó Thị trưởng Đàm, là nhân vật cấp quan trọng của thành phố Yến. Sở Đồng trong lòng hiểu rõ vài phần, vội khách khí mà cười nói. Thì ra là Phó Thị trưởng Đàm đại giá quang lâm, thất kính, thất kính. Nếu lãnh đạo lớn hạ cố tới quán, tôi xin đưa ra trà ngon loại thượng hạng tặng cho các lãnh đạo, không biết lãnh đạo có vừa lòng không? Ánh mắt Sở Đồng liền nhìn về phía Thôi Hướng và Mã Tiêu, bởi vì cô thấy, Thôi Hướng lớn tuổi nhất, chín chắn nhất. Hẳn là vị quan lớn nhất, Mã Tiêu nếu chủ động mở miệng giới thiệu Đàm Long, cũng có thể là một người rất có trọng lượng trong bốn người, hướng hai người bọn họ ra hiệu, có ý xin giúp đỡ. Thôi Hướng cúi đầu uống trà, không để ý tới. Mã Tiêu thì tránh né ánh mắt, chỉ có cười. Sở Đồng một lòng liền trầm xuống, biết bọn họ sẽ không giúp mình nói một lời tốt đẹp. Đàm Long thấy trên mặt Phó Tiên Phong tươi cười ý tứ hàm xúc hơi châm chọc, trong lòng nổi lên phiền não không thể giải thích, liền nói. Giám đốc Sở, mọi người đều là người hiểu biết, không nói hồ đồ, tôi liền ăn ngay nói thật. Quán trà này của cô không tồi, nếu tôi nhận thầu, một tháng bao nhiêu tiền? Lấy quán trà dụ người, Sở Đồng đương nhiên hiểu được Đàm Long có tâm tư gì, trong lòng lại tức giận, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói.
Rất xin lỗi Phó Thị trưởng Đàm, Hồng Tụ Thiêm Hương tuy rằng lợi nhuận ít, nhưng là chỗ sống yên phận của tôi yêu quý như báu vật, dù nhiều tiền cũng không chuyển nhượng. Sở Đồng thái độ kiên quyết, nói gì thì cũng không có đường về. Phó Tiên Phong trên mặt ý cười liền càng đậm, bày ra thái độ chế giễu. Đàm Long vốn cũng là thái độ trêu đùa Sở Đồng một chút, nhưng đưa ra thân phận thị trưởng, thái độ Sở Đồng một chút cũng không có thay đổi, khiến cho gã cảm thấy rất mất mặt, lại bởi vì đã nói trước với Phó Tiên Phong, hiện tại ánh mắt khinh miệt của Phó Tiên Phong nhìn thấy, lại ngay trước mặt Thôi Hướng và Mã Tiêu, liền cảm thấy trên mặt không ánh sáng, không khỏi thẹn quá thành giận. Đàm Long giơ tay ra để bắt tay Sở Đồng. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, có biết tôi nói một câu quán trà của cô sẽ đóng cửa hay không? Một chủ quán trà nhỏ bé, có thể có mấy cân mấy lạng. Còn thân phận tự cao, cô có thân phận gì? Sở Đồng làm gì chịu để Đàm Long bắt lấy tay, nghiêng mình tránh sang một bên, giọng điệu kiên quyết nói. Mời ngài tôn trọng một chút, tôi là làm kinh doanh chính đáng, kiếm lợi nhuận hợp pháp, thuế nên đóng một phần cũng không đóng thiếu. Đàm Long cười lạnh một tiếng. Hợp pháp hay không không phải do cô định đoạt, tôi nói mới được tính. Gã quay người lại phát hiện sắc mặt Phó Tiên Phong có chút không hài lòng, trong lòng biết là đã làm hơi quá, nhưng hiện tại không có bậc thang để xuống, lại nói thêm. Hôm nay ở trước mặt các vị lãnh đạo, tôi cũng không làm khó dễ cô lấy trà thay rượu, kính mỗi vị lãnh đạo một ly, kính tôi ba ly, nói ba tiếng rất xin lỗi, nếu không, tôi đóng cửa cái quán nhỏ này. Sở Đồng cũng không phải là người chưa gặp qua những trường hợp này, trước kia khi thi thành đạt tài, cũng là gặp qua không ít quan lớn tỉnh thành, nào giờ chưa từng gặp qua người vô liêm sỉ như Đàm Long, cô cũng là giận dữ trong lòng, lại thấy ba người khác ngồi yên bất động, nghĩ thầm rằng bốn người đàn ông ức hiếp một phụ nữ, đúng là không có gì tốt, liền quật cường nói. Rất xin lỗi, Phó Thị trưởng Đàm tôn kính, quán không có phục vụ kính trà, hơn nữa tôi là chủ, không phải nhân viên phục vụ. Đàm Long vốn nghĩ tìm một bậc thang xuống, không ngờ tới Sở Đồng vẫn không biết điều, trước mặt mọi người không nể mặt gã, không khỏi giận tím mặt. Mẹ nó, một con đàn bà thối tha còn kiêu ngạo, không phải là một người mở quán trà sao, tôi một ngón tay là có thể tiêu diệt cô. Phó Tiên Phong vốn định ra mặt ngăn trở, nghĩ lại cảm thấy mất thân phận, lại thấy Đàm Long hơi tức giận, thì không tiện mở miệng gì nữa, khuyên Đàm Long chú ý ảnh hưởng, dường như là giống tranh giành tình nhân với y. Không khuyên gã, lại có chút không đành lòng nhìn Sở Đồng gặp khó khăn, y dùng ánh mắt ra hiệu hướng về Mã Tiêu. Mã Tiêu hiểu được ý tứ của Phó Tiên Phong, đang muốn mở miệng khuyên bảo, không ngờ lời chưa nói ra, Sở Đồng lại nói Đàm Long một câu. Mở quán trà cũng có tôn nghiêm, cũng không phải ngài nói diệt có thể tiêu diệt. Mã Tiêu lại ngậm miệng, được, thật sự lên cao trào, cái này có trò hay để xem, ai cũng không chịu lui một bước, cũng chỉ còn cách tiếp tục đấu tiếp thôi. Gã cũng có chút bất mãn với Sở Đồng, biết rõ Đàm Long là thị trưởng, còn dám kiên cường như vậy, cũng quả thật hơi không biết điều. Không phải là một người mở quán trà sao, tuy rằng bộ dạng có vài phần quyến rũ, cũng phải biết nhường nhịn thích đáng mới được, nếu không tại thành phố Yến còn dám chống đối phó thị trưởng thường trực, thật đúng là tự chê mình sống thọ. Đường đường phó thị trưởng thường trực thật sự muốn tiêu diệt một quán trà, đúng là không phải một chuyện to tát gì. Mã Tiêu liền liếc mắt nhìn Phó Tiên Phong một cái, ý tứ là nói, tôi mặc kệ, tùy tiện để mặc, trừ phi Thôi Hướng lên tiếng, gã sẽ không ra mặt. Phó Tiên Phong cũng khẽ nhíu mày, việc đã đến nước này, y cũng không tiện mạnh mẽ nói Đàm Long thu tay lại, nếu không chẳng những Đàm Long không có mặt mũi, trên mặt mọi người đang ngồi cũng không có ánh sáng. Thôi Hướng tuy rằng cảm thấy Đàm Long hơi quá đáng, nhưng Sở Đồng quả thật một chút mặt mũi cũng không thèm nể, y cũng có chút tức giận. Tại thành phố Yến cho dù cô có hậu thuẫn, cũng phải hiểu một ít lễ tiết mới đúng, ngay cả đường đường phó thị trưởng thường trực cũng không để vào mắt, mắt cao hơn trán, là ai khiến cô tràn đầy sức mạnh như vậy. Thôi Hướng cũng quyết định khoanh tay đứng nhìn. Đàm Long ánh mắt đảo qua, thấy mấy người đều không có ý muốn ngăn cản gã, thậm chí Mã Tiêu còn bày ra thái độ chế giễu xem trò vui, càng làm cho gã cảm thấy vô cùng mất mặt, nếu mười mấy năm trước, gã có thể một chân đá ngã Sở Đồng xuống đất. Hiện tại lo ngại cho thân phận, gã áp chế kích động, lấy tay chỉ ra ghế nói. Đàng hoàng mà ngồi xuống cho tôi, ngoan ngoãn mà kính trà mỗi người, tôi tạm thời buông tha cô, nếu không hôm nay cô đừng nghĩ rời khỏi phòng này, một cuộc điện thoại của tôi sẽ niêm phong quán trà của cô. Sở Đồng không muốn đưa thành đạt tài ra,
Cô cũng biết Thành Đạt Tài là thương nhân hàng đầu của tỉnh Yến, nhưng dưới cơn thịnh nộ của Đàm Long, hàng đầu cũng không chắc dùng được, dù sao nhà doanh nghiệp vẫn không phải quan chức, hơn quan hệ nữa cô và Thành Đạt Tài cũng không phải quang minh chính đại. Nhưng tính cách của cô luôn không muốn cúi đầu, năm đó cũng vì cô không muốn lại làm người phía sau Thành Đạt Tài, không để ý tới sự giữ lại của Thành Đạt Tài mà dứt khoát rời khỏi, mới đưa đến Thành Đạt Tài bỏ mặc cô trong một thời gian rất dài, cô cũng không quan tâm. Sở Đồng cực có cá tính, từ trước đến nay không thỏa hiệp, liền thẳng thắn nói. Phó thị trưởng Đàm, ngài vừa rồi ỷ thế hiếp người, đường đường một người đàn ông, phó thị trưởng, ức hiếp tôi một cô gái yếu ớt, ngài không cảm thấy xấu hổ sao? Ngài nếu là người độ lượng, nên hướng về tôi xin lỗi mới đúng. Tôi mở chính là quán trà, không phải quán rượu, làm kinh doanh chính đáng, vừa không trốn thuế, lại không hãm hại lừa gạt ai. Đàm Long giận dữ cười lại. Ha ha, đúng là tóc dài kiến thức ngắn, cô cùng mấy người chúng tôi nói pháp luật, quả thực là trò đùa. Tại thành phố Yến, lời nói của chúng tôi chính là pháp luật, chính là nói 102. Sở Đồng, cô hôm nay thật sự là một chút mặt mũi cũng không nể, có phải hay không? Sở Đồng rốt cuộc hơi do dự, cô rốt cuộc là kiên trì nguyên tắc không lùi, hay là vì sinh tồn mà hy sinh tôn nghiêm? Cô cũng biết hôm nay không cúi đầu chỉ sợ không qua được cửa này. Chỉ có điều cúi đầu trước Đàm Long cố tình gây sự, trong lòng lại không cam lòng. Không cam thì làm được gì, đối mặt cường quyền, có bao nhiêu người có thể kiên trì nguyên tắc. Sở Đồng trong mắt chứa đầy nước mắt, đang muốn chịu thua, đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Đàm Long đang tức giận, cả giận nói. Ai gõ cửa, lăn xa một chút. Một tiếng nói hơi chút đùa cợt vang lên. Phó thị trưởng Đàm tức giận không nhỏ, tiếng nói khá lớn. Không sợ làm cho mọi người cả quán trà nghe thấy. Dù sao tôi ở lầu 1 thì nghe được rất rõ ràng. Tiếng nói vừa dứt, Đàm Long lập tức sắc mặt thay đổi lớn, cùng Phó Tiên Phong, Thôi Hướng, Mã Tiêu liếc nhau, trong mắt mấy người đều có ý kinh ngạc, sao lại là hắn? Ngay cả Sở Đồng cũng là không hiểu chút nào, sao lại là hắn? Hắn không phải người khác, chính là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đẩy cửa ra một chút rồi tiến vào, chào hỏi mọi người. Các lãnh đạo đều ở đây, khó gặp được các lãnh đạo tụ họp cùng một chỗ, đúng thật là hân hạnh. Không biết sao, Đàm Long cảm thấy phía sau nụ cười thản nhiên vô hại của Hạ Tưởng, cất giấu sát khí làm cho người ta sợ sệt, trong lòng gã một trận bối rối, một chút không đứng vững, đặt mông ngồi trở lại trên ghế, hỏi. Hạ Tưởng, sao cậu lại tới đây? Tôi sao không thể tới? Hồng tụ thiêm hương vừa có trà thơm, lại có làn gió thơm, tôi tự nhiên đã nghe mùi mà tới thôi. Hạ Tưởng vẫn tươi cười như cũ, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì, dường như đối với chuyện trước mắt làm như không thấy. Hồng tụ thiêm hương là quán trà, mở cửa đón khách, tôi là khách, cùng bạn bè uống trà thì tự nhiên tới đây, vấn đề phó thị trưởng Đàm rất kỳ quái, chẳng lẽ nói hồng tụ thiêm hương là ngài mở, không chào đón tôi phải không? Đàm Long bị Hạ Tưởng trong bông có kim phản bác bị nghẹn một chút, trừng mắt nói không ra lời. Hạ Tưởng không để ý tới Đàm Long. Lại theo thứ tự hướng Thôi Hướng, Mã Tiêu và Phó Tiên Phong chào hỏi, cười nói. Hồng tụ thiêm hương vốn không có danh tiếng gì, khó được như hôm nay có nhiều lãnh đạo lớn như vậy đến đây, trên mặt tôi cũng có chút ánh sáng. Phó Tiên Phong nghe ý tứ trong lời nói của Hạ Tưởng, dường như là hồng tụ thiêm hương cùng hắn có quan hệ gì đó, liền cười hỏi một câu. Sao, ở bên trong hồng tụ thiêm hương cũng có quan hệ của anh? Chương 568, không ức hiếp nữ nhân. Thôi Hướng chỉ liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, giả bộ không có việc gì cúi đầu uống trà, kỳ thật trong lòng đã ở phiên giang đảo hải, sông cuộn biển gầm, vô cùng hối hận không ngăn Đàm Long lại. Nếu y biết Hạ Tưởng sẽ xuất hiện, nói gì cũng không để Đàm Long làm ra cử chỉ mất mặt vừa rồi. Bởi vì y biết thủ đoạn của Hạ Tưởng, sẽ là trong im lặng thấy sấm sét, không chừng đột nhiên sẽ cho ra biện pháp gì đó để chỉnh trị người. Dù sao chuyện vừa rồi đã xảy ra ở trong phòng. Truyền ra ngoài cũng không dễ nghe. Người khác còn nói được, Hạ Tưởng xảo trá tai quái nhất, chú ý xấu rất là nhiều, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Không có việc gì còn tốt, một khi có việc bị hắn bắt lấy, bằng khả năng hiện tại của Hạ Tưởng thì không thể làm gì mấy người đang ngồi đây, nhưng hắn làm cho mấy người đầu bụi mặt cho, cũng không khó. Mấu chốt vẫn là, Hạ Tưởng có hậu thuẫn, mấy người đang ngồi dưới tình hình chung ai cũng không làm gì được hắn. Thôi Hướng liền càng không ngừng uống trà buồn, tâm tình cực kỳ buồn bực.
Mã Tiêu cũng nếm qua mùi của Hạ Tưởng, xem Hạ Tưởng cũng không vừa mắt, nhưng Hạ Tưởng cố tình tới thật đúng lúc, gã và Hạ Tưởng lại không có giao tình gì. Liền cúi đầu không nói. Gã cũng biết, mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng ở tỉnh và thành phố rất phức tạp, gã chỉ là một trưởng ban tuyên giáo đến từ bên ngoài, căn cơ còn không ổn, không động được một sợi tóc của Hạ Tưởng. Gã cũng bất đắc dĩ mà tập trung vào nước trà, một ly tiếp một ly uống không ngừng. Đàm Long bị Hạ Tưởng nói còn chưa biết nói gì, chỉ trừng mắt, muốn nói cái gì cũng nói không nên lời. Sở Đồng đứng ở phía sau Hạ Tưởng, sau khi tâm tình hơi chút bình tĩnh, không khỏi muôn phần kinh ngạc, nghĩ thầm rằng Hạ Tưởng tuy là một chủ tịch quận, mấy người đang ngồi đều quan lớn hơn hắn không ít, tục ngữ nói quan lớn một bậc đè chết người, sao mà thấy vẻ mặt bọn họ, dường như đều khá kiêng kỵ Hạ Tưởng. Chính Thành đạt tài hiện thân, cũng không có tình cảnh kinh người như vậy. Hạ Tưởng vẻ mặt tươi cười, thản nhiên mà đứng tại chỗ, mấy vị lãnh đạo lớn, hoặc là cúi đầu giả bộ uống trà, hoặc là sắc mặt không tốt nói không ra lời, Phó Tiên Phong còn đỡ một chút, vẻ mặt trấn tĩnh ứng phó tự nhiên cùng Hạ Tưởng. Sở Đồng liền càng cảm thấy cô nhìn không thấu Hạ Tưởng, bên trong càng tò mò đối với Hạ Tưởng, càng thêm một chút kính sợ. Hạ Tưởng nếu ra mặt giúp Sở Đồng giảng hòa, tâm tư liền quyết định đến giúp người thì giúp hết sức, hắn cũng rõ ràng một cửa trước mắt không dễ qua. Chỉ sợ Đàm Long tính toán về sau. Cho nên mới cố ý ra đòn gió, làm cho Phó Tiên Phong mở miệng hỏi Hồng Tụ Thiêm Hương có lai lịch gì. Hạ Tưởng lắc đầu cười. Với tôi không có quan hệ gì, tuy nhiên thật sự cũng coi như hơi có quan hệ. Nghiêm Tiểu thì ưa thích uống trà, cũng có ý mở một quán trà, tôi liền giới thiệu cô ấy với Sở Đồng, để cô ấy trước hướng Sở Đồng học tập. Hôm nay vừa lúc hẹn ở đây, vừa lúc ở dưới lầu nghe được thanh âm to hơn người của Phó Thị trưởng Đàm. Liền nghĩ nếu các vị lãnh đạo ở đây, tôi nên lễ phép mà lộ cái mặt. Hạ Tưởng nâng ra Nghiêm Tiểu thì dụng ý rất rõ ràng, chính là muốn cảnh cáo Đàm Long không cần dính vào, quan hệ giữa Nghiêm Tiểu thì và Phạm Duệ Hằng, mấy người đang ngồi cho dù không rõ ràng, cũng đều biết đại khái. Ngụ ý là, dù thế nào, một quán trà nhỏ Hồng Tụ Thiêm Hương cũng có thể có quan hệ cùng chủ tịch tỉnh. Đàm Long sắc mặt liền càng khó coi. Hạ Tưởng dường như còn ý chưa nói hết. Lại bổ sung một câu. Hôm nay tôi cũng mời Phạm Tranh cùng nhau uống trà. Khụ khụ. Mã Tiêu dường như bị sặc, ho khan lên. Phó Tiên Phong thấy tình thế không tốt, biết không làm được gì, cũng biết hôm nay xem như không thể lấy lại mặt mũi. Đành phải khoát tay nói. Anh đã có khách, thì đi trước đi. Giám đốc Sở cũng có khách, thì không cần phải quản chúng tôi nữa. Đàm Long còn muốn nói cái gì nữa, lại thấy thôi hướng gã chừng mắt nhìn. Đành phải một lần nữa ngồi xuống. Hạ Tưởng rất có lễ phép mà mời Sở Đồng đi ra ngoài trước, đợi Sở Đồng đi ra bên ngoài, Hạ Tưởng một chân ở ngoài cửa, một chân ở trong cửa, quay đầu lại hướng về Phó Tiên Phong lại nói một câu. Phó Bí Thư, hôm nay tôi còn mời Tự Phong, anh ta vừa rồi cùng tôi ở dưới lầu, vốn anh ta cũng muốn cùng tiến lên chào hỏi, tôi cảm thấy không quá thỏa đáng, nên không cho anh ta đi lên. Tôi nghĩ hướng ngài xin chỉ thị một chút. Có cần mời Tự Phong lên gặp mặt hay không? Phó Tiên Phong cho rằng Hạ Tưởng sẽ rời đi, không nghĩ tới hắn lại tung ra một quả bom tấn, vừa mới uống một ngụm nước áp chế bực bội, lại đột nhiên một ngụm nước bị giữ ở cổ họng, lập tức ho khan mãnh liệt. Khâu Tự Phong là em rể y, tuy rằng không phải em rể ruột, cũng là em rể họ, quan hệ rất gần. Khâu Tự Phong nếu vừa rồi thực sự ở dưới, chẳng phải là đã nghe rõ chuyện Đàm Long cố tình gây sự. Kêu anh ta lên đây làm cái gì? Để anh ta chê cười chính mình, sau khi trở về nói cho Phó Đoá Đoá, rồi ngay trước mặt em họ Phó Đoá Đoá cười nhạo người phó gia không có trình độ. Bên trong thủ đoạn của Hạ Tưởng nhìn như không chút để ý, giấu giếm sát khí lạnh thấu xương, Phó Tiên Phong vừa nghe xong vừa sợ vừa giận, mới bị nghẹn vẻ mặt đỏ bừng. Hạ Tưởng thấy đạt được mục đích, ha hả cười. Không gặp thì thôi, các vị lãnh đạo xin tự nhiên. Nói xong, xoay người nghênh ngang mà đi. Hạ Tưởng đi xong, bốn người không ngờ cũng không nói một câu gì, trong lòng đều vô cùng phẫn hận và bất mãn, nhưng thật sự lại tìm không thấy cái gì để nói, không thể làm gì Hạ Tưởng, mấy người đều vô cùng ấm ức. Qua không biết bao lâu, Đàm Long đập bàn một cái, cả giận nói. Không thể bỏ qua như vậy, Hạ Tưởng khinh người quá đáng, tôi muốn tìm hắn tính sổ. Thôi hướng hừ lạnh một tiếng. Tìm ai tính sổ? Nếu ông không chủ động gây chuyện, chúng ta hôm nay tụ hội, làm sao phát sinh chuyện không thoải mái như vậy? Ông tìm Sở Đồng tính sổ,
tính như thế nào? Phạm Tranh đang ở dưới, muốn cho Phạm Duệ Hằng nhìn ông không vừa mắt. Ông tìm Hạ Tường tính sổ, hắn rất xảo trá, ông cho là qua được hắn sao? Một câu đả kích được nhuệ khí Đàm Long, bất đắc dĩ nói. Vậy làm sao bây giờ? Thôi Hướng là vì nghĩ đến Mã Vạn Chính mà không vui, nào có tâm tư bận lòng vì một việc nhỏ tranh giành ghen tị, sẽ không thèm phiền lòng tiếp, xua tay nói. Tiên Phong có chuyện gì muốn nói, nếu không, tôi đi về trước. Phó Tiên Phong tìm Thôi Hướng quả thật có chuyện quan trọng muốn nói. Vốn nghĩ đến Đàm Long làm ầm ĩ chỉ là chuyện vui, không nghĩ tới Hạ Tưởng bất ngờ nhảy ra, làm tất cả mọi người mất hứng thú. Tuy nhiên việc hôm nay rất quan trọng, đành nói. Bí thư thôi đừng nóng vội, hôm nay quả thật có một việc vô cùng quan trọng, là về chuyện Mã Vạn Chính rời tỉnh Yến. Cái gì? Thôi Hướng quá sợ hãi, sau đó suy nghĩ lại vẻ mặt lập tức vui sướng, vội hỏi. Cụ thể tình huống là làm sao? Nói nhanh một chút xem nào. Thôi Hướng gần đây vì việc này mà phiền lòng, đột nhiên nghe được Mã Vạn Chính phải rời tỉnh Yến, lập tức mừng rỡ. Chuyện này ai cũng không được nói ra, nếu làm không được, tôi thà rằng không nói. Phó Tiên Phong nói thần bí, y từ trước đến nay với y nắm giữ tin tức mới nhất mà dẫn đến kiêu ngạo. Bởi vì việc này liên quan nhiều mặt ích lợi, nếu chẳng may để lộ tin tức, sự tình có biến cố, sẽ không thể giải thích. Mấy người cùng nhau gật đầu. Lấy đúng tư thế, Phó Tiên Phong mới nói. Mã Vạn Chính phải rời đi, đến tỉnh Mỗ Tây Bắc làm bí thư, các ông biết là ai đảm nhiệm chủ tịch tỉnh không? Đối với ai cùng Mã Vạn Chính thống trị một tỉnh, Thôi Hướng tuyệt không quan tâm, gã quan tâm nhất là cái ghế trống sau khi Mã Vạn Chính đi rồi. Chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh, thủ đô có ý tưởng gì không? Đối với bí thư Thôi mà nói, là tin tức tốt, đối với Tống Chiêu Độ mà nói, chính là tin tức xấu. Nghĩ tới Phó gia tỉ mỉ an bài, cảm xúc tiêu cực vừa rồi vì sự xuất hiện của Hạ Tưởng mang đến đã được quét đi sạch sẽ, Phó Tiên Phong lại khôi phục thần thái, cười nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Vi Chí Trung nhảy dù xuống đây làm Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh. Vi Chí Trung? Vi Chí Trung là ai? Thôi Hướng không có một chút ấn tượng. Đàm Long cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nghĩ không ra Vi Chí Trung là thần thánh phương nào. Chỉ có Mã Tiêu lập tức phản ứng lại, sắc mặt vui mừng. Bộ trưởng Vi, thật sao? 8-9 phần. Phó Tiên Phong vẻ mặt chắc chắc, sau lại giải thích một câu. Tuy nhiên trước khi sự việc được hoàn toàn khẳng định, vẫn không dám nói là 100%. Về bổ nhiệm Vi Chí Trung, phía trên tranh luận khá lớn, nhưng ông cụ tự mình ra mặt, hẳn là vấn đề không lớn. Mã Tiêu thấy Thôi Hướng và Đàm Long vẫn không nhớ tới Vi Chí Trung là ai. Liền cười giải thích một câu. Vi Chí Trung là Phó Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Thôi Hướng cùng Đàm Long mới phản ứng lại, bừng tỉnh mà gật gật đầu. Không cần phải nói, Vi Chí Trung khẳng định là lực lượng trung kiên của Phó gia, kinh động cả ông cụ tự mình ra mặt. Phó gia gia sức lực không nhỏ. Thôi Hướng nghe xong, trong lòng đủ loại cảm xúc, Phó gia nếu lại điều tới tỉnh Yến một Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh, gã ở trong mắt Phó Tiên Phong càng không có phân lượng. Đối thủ chủ yếu nhòm ngó chiếc ghế chủ tịch tỉnh là Mã Vạn Chính đổi thành Vi Chí Trung, khó khăn ngược lại lớn hơn nhiều, có thể nói bởi vì có thực lực hùng mạnh của Phó gia chống đỡ, ưu thế của Vi Chí Trung lớn hơn nhiều so với Mã Vạn Chính, kể từ đó, gã mộng tưởng làm chủ tịch tỉnh trên cơ bản liền biến mất. Thôi Hướng sắc mặt liền vô cùng khó coi. Tâm tư Thôi Hướng Phó Tiên Phong trong lòng biết rõ, cũng biết gã đang lo lắng gì, Phó Tiên Phong cười an ủi khuyên giải. Bí thư Thôi không cần suy nghĩ nhiều, Vi Chí Trung đến tỉnh Yến là kế tạm thích ứng, chỉ là một bàn đạp, sẽ không ở tỉnh Yến làm lâu đâu, 1-2 năm sau quay về thủ đô, trực tiếp tiến về bộ nào đó đảm nhiệm bộ trưởng. Thôi Hướng trong lòng an tâm một chút, miễn cưỡng cười. Tôi đại biểu tỉnh ủy hoan nghênh đồng chí Vi Chí Trung đến tỉnh Yến công tác. Phó Tiên Phong cười ha hả. Vi Chí Trung điều xuống đây, chẳng những có thể áp chế Tống Chiêu Độ, kiềm chế Phạm Duệ Hằng. Còn có thể cùng bí thư Thôi, bộ trưởng Mã ở trong hội nghị thường vụ hình thành hô ứng, tuyệt đối là một lực lượng mạnh mẽ, đến lúc đó lại lôi kéo Diệp Thạch Sinh, tỉnh Yến liền là thiên hạ của chúng ta, có phải hay không? Thôi Hướng tuy rằng trong lòng vẫn là không được thoải mái, nhưng cũng biết không cản trở được thủ đoạn của Phó gia, Vi Chí Trung đến đây vẫn hơn Tống Chiêu Độ tiếp nhận chức vụ. Mặc dù nói về sau Vi Chí Trung có đúng như Phó Tiên Phong nói hay không, xem tỉnh Yến thành bàn đạp, quay về thủ đô làm bộ trưởng, cũng khó mà nói.
nếu chẳng may đến lúc đó tình huống có biến, cũng có thể vi Chí Trung trực tiếp thăng chức tại tỉnh Yến. Về sau là về sau, hiện tại là hiện tại, chỉ cần hiện tại không phải Tống Chiêu Độ lên chức là được. Sau khi Thôi Hướng nghĩ thông suốt, cũng thoải mái hơn nhiều. Trong lời nói, cũng dần dần khôi phục thái độ bình thường. Phó Tiên Phong thỏa thuê mãn nguyện, cho rằng từ vi Chí Trung, thế lực Phó gia tại tỉnh Yến đạt tới độ cao trước nay chưa từng có, chỉ là thời cơ chưa tới, Hạ Tưởng cũng chỉ là một con sâu con dễ dàng bị bóp chết mà thôi. Chỉ lát sau, không khí lại lần nữa náo nhiệt, Phó Tiên Phong nhất thời đắc ý, lại nói một câu. Hạ Tưởng, để hắn đắc ý trước cũng không có gì, hắn còn trẻ, sự tình trải qua quá ít, không cần lâu nữa, chờ hắn phát hiện thành quả hao tốn sức lực phát triển kinh tế quận Hạ Mã, cuối cùng thành lợi nhuận trong tay người khác, đến lúc đó hắn muốn khóc cũng không khóc được, ha ha. Mục đích chính của 20 tỷ đầu tư, Phó Tiên Phong chưa nói với bất cứ ai đang ngồi ở đây, lời y vừa nói ra, mấy người lập tức kinh ngạc hỏi. Sao lại như thế? Phó Tiên Phong tự biết nói lỡ lời, bật cười ha hả. Đợi khi đúng thời cơ, sẽ nói rõ cho mọi người, nào, uống trà, uống trà. Mấy người đều không có chú ý, Hạ Tưởng đi ra đã lâu, nhưng Sở Đồng vẫn không đi, cô trốn ở một bức vách phòng bên cạnh, vừa ẩn nấp vô cùng an toàn, lại có thể nghe được rõ ràng câu chuyện vừa rồi của mấy người. Một gian phòng dưới lầu, Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong đang cùng uống trà bàn luận. Thực ra hôm nay Hạ Tưởng chỉ gặp có một mình Khâu Tự Phong, cũng không có Nghiêm Tiểu Thì và Phạm Tranh, Hạ Tưởng nâng ra bọn họ tuy là xé ra hổ làm văn, cố ý dọa Đàm Long. Hắn cũng biết đưa thành đà tài ra chi bằng đừng đưa, càng làm mấy người Đàm Long khinh thường Sở Đồng, đơn giản liền đem Nghiêm Tiểu Thì và Phạm Tranh ra, với quan hệ của hắn và hai người, thời điểm cần dùng bọn họ làm lá chắn, bọn họ cũng sẽ không có oán hận gì. Hạ Tưởng hôm nay đúng lúc mời Khâu Tự Phong đến thành phố Yến báo cáo công tác liền đến ngồi ở Hồng Tụ Thiêm Hương, vừa mới đến cửa đã bị nhân viên phục vụ giữ chặt, nói là giám đốc Sở bị vài người kêu vào phòng, vẫn chưa có đi ra, quan hệ của Hạ Tưởng và Thành Đạt Tài lần trước, nhân viên phục vụ nhìn ra được, cho nên vô cùng tín nhiệm Hạ Tưởng, cũng có khả năng do Hạ Tưởng tướng mạo dễ nhìn làm cho người ta tin cậy, Hạ Tưởng cũng nghe ra là tiếng của Đàm Long, liền lặng lẽ lên lầu, đứng ở cửa đợi một lúc mới đẩy cửa vào. Khâu Tự Phong mới lười tham gia vào, trực tiếp vào phòng ngồi chờ. Sau khi Hạ Tưởng đem Sở Đồng mang ra, Sở Đồng tâm tư trong sáng, lập tức đề xuất nghe trộm bọn họ nói chuyện. Hạ Tưởng cũng đoán mấy người tụ cùng một chỗ khẳng định có chuyện quan trọng muốn nói, liền dặn dò Sở Đồng làm việc cẩn thận. Sở Đồng lại thản nhiên cười, nói. Chủ tịch quận Hạ cứ yên tâm, Hồng Tụ Thiêm Hương trước kia là một nhà massage, trong phòng có không ít bức vách ngầm. Hạ Tưởng đổ mồ hôi. Từ phòng massage cải tạo thành quán trà hữu tình như thế này, tương phản cũng quá lớn, thảo nào mà lại hẻo lánh như vậy. Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong uống trà một lúc, đầu tiên là nói chuyện xảy ra trên lầu, Khâu Tự Phong đối với cư xử của Đàm Long liền cười nhạt, với Phó Tiên Phong thì liên tục lắc đầu, sau nói đến Phó Đoá Đoá mang thai, Phó Tiên Phong phải làm cậu thì Sở Đồng gõ cửa tiến vào. Sở Đồng liếc mắt nhìn Khâu Tự Phong một cái, muốn nói lại thôi. Hạ Tưởng hiểu ý tứ của cô, liền nói. Đừng ngại, thị trưởng Khâu không phải người ngoài, có chuyện cứ nói thẳng. Sở Đồng cũng không rõ mấy người kia nói chuyện quan trọng gì, hầu như tất cả đều thuật lại một lần. Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong nghe xong, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Nhất là Hạ Tưởng, chuyện ngoài ý muốn thật bất ngờ. Hạ Tưởng vốn nghĩ rằng nếu là tin tức Liên Nhược Hãm nghe được, hẳn là bút tích của Ngô gia, không nghĩ tới là Phó gia có người nhảy dù xuống đây. Tuy rằng Phó Tiên Phong không có 100% khẳng định, nhưng dường như đã là 8-9 phần. Chỉ sợ cuối cùng Tống Chiêu Độ sắp thành lại bại, không được như ý làm Phó Chủ tịch tỉnh thường trực, dù là người Ngô gia tới cũng còn tốt hơn người Phó gia tới. Nếu đúng là người Phó gia xuống đây, thì trong hội nghị thường vụ thực lực sẽ tăng mạnh, đối với tỉnh Yến, đối với cá nhân hắn, tuyệt đối không phải tin tức có lợi. Hơn nữa vị trí Phó Chủ tịch tỉnh thường trực vô cùng mấu chốt, trên có thể kiềm chế Phạm Duệ Hằng. Dưới có thể kiềm hãm Tống Chiêu Độ. Nếu lại triển khi hoạt động thích đáng, liên kết Thôi Hướng lôi kéo Diệp Thạch Sinh, thế cục cân bằng hiện tại của tỉnh Yến sẽ bị đánh vỡ, sẽ bất lợi cho phương diện phát triển của Hạ Tưởng. Kinh ngạc trên mặt Khâu Tự Phong cũng cho thấy, y cũng là không nghe được một chút tin tức gì. Sở Đồng cực có ánh mắt, vừa thấy vẻ mặt Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong, liền biết bọn họ có chuyện quan trọng muốn nói, liền đề xuất cáo từ.
cảm ơn chủ tịch quận hạ ra tay cứu giúp, tôi sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Tôi không quấy rầy hai anh nữa, tôi ở bên ngoài, có việc có thể gọi bất cứ lúc nào. Hạ Tưởng gật đầu, không lo nghĩ khách sáo với Sở Đồng, liền cùng Khâu Tự Phong vào vấn đề chính. Anh cũng không nghe được một chút tin tức. Không có. Khâu Tự Phong cũng là không hiểu gì cả. Không có khả năng không truyền ra một chút tin tức, phó gia không có khả năng một tay che trời. Một phó chủ tịch tỉnh thường trực không phải một hai người có thể định đoạt, chuyện này hơi cổ quái. Tôi cũng cảm thấy vậy. Hạ Tưởng trầm tư một lát, còn nói. Phó gia muốn đưa người tới tỉnh Yến, Ngô gia sẽ không đồng ý, Mai gia cũng sẽ không vui, Khâu gia các anh, là thái độ gì? Khâu Tự Phong bất mãn nói. Anh với tôi đều là chỗ bạn bè, còn nói tôi như thế. Khâu gia là thái độ gì, anh còn đoán không ra, hay để tôi nói lại. Y lắc lắc đầu, cũng không biết là bất đắc dĩ đối với Hạ Tưởng, hay là không gì để nói đối với phó gia, còn nói. Anh cũng đừng dùng phép khích tướng tập kích tôi, vị trí chung tới tỉnh Yến, không phù hợp ích lợi của Khâu gia, tôi lập tức nói với ông cụ, tin rằng ông cụ sẽ ra tay ngăn cản. Hạ Tưởng giơ tay cầm lấy chén trà cười nói. Xem, tôi vốn hỏi là nước trà có phải có vấn đề hay không? Anh lại hoài nghi tôi nói lá trà của ông không tốt, lại đa nghi rồi phải không? Lại nghĩ sai lệch rồi phải không? Khâu Tự Phong bất đắc dĩ cười. Biết anh không chịu thừa nhận, thôi đi, không miễn cưỡng anh. Tuy nhiên phải nhớ kỹ một điểm, trừ phi đề cập đến giao dịch trọng đại của gia tộc, trong hầu hết các trường hợp, giữa chúng ta so với Phó Tiên Phong, có nhiều tiếng nói chung hơn. Hạ Tưởng liền cười. Uống trà, uống trà. Khâu Tự Phong cũng không có kiêng dè Hạ Tưởng, trực tiếp gọi điện thoại cho ông cụ, nói tình hình thực tế. Ông cụ bên kia nói cái gì, Hạ Tưởng không có nghe, tuy nhiên trong lòng hắn kết luận, sau khi Khâu gia biết được tin tức, khẳng định sẽ âm thầm ra tay cản trở kế hoạch của Phó gia. Lần trước 20 tỷ đầu tư của Phó Tiên Phong, đã khiến Khâu gia cảm thấy bị mắc bẫy, làm quần chúng, đã không thoải mái một lần. Lần này nếu còn để Phó gia lặng yên không một tiếng động nắm bắt vị trí Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Yến, Khâu gia càng cảm thấy rất mất mặt. Có ý tưởng giống vậy hẳn là còn có Ngô gia và Mai gia. Hạ Tưởng liền âm thầm vui mừng, Khâu Tự Phong tới thật đúng thời điểm, đến sớm không bằng đến đúng lúc, trong lúc vô ý biết được tin tức bí mật như thế. Đương nhiên, cũng do Đàm Long gặp sắc nảy sinh ý tưởng, muốn trêu đùa Sở Đồng, là gã quá coi thường phụ nữ. Đừng cho rằng phụ nữ trời sinh dễ bắt nạt, có một số phụ nữ phát tác ra, cũng giống như có thủ đoạn hơn người làm cho người ta khó lòng phòng bị. Chương 569, đã hành động tất có thu hoạch. Có điều vẫn khiến Hạ Tưởng khó hiểu là vì sao Ngô gia không ra tay điều người đến tỉnh Yến. Vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh vô cùng mấu chốt, Ngô gia hẳn là cũng sẽ động tâm mới đúng.